Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 281. Đúng như Tà lão nói, hắn tà khí, Diệp Thần đã hấp thu được xong hết rồi, coi như hiện tại không buông hắn đi, qua không được bao lâu, cũng phải thả Tà lão đi. Đây là hắn đã từng là cam kết. Cố nhiên Tà lão và Hoang lão như nhau, cũng không đáng tin cậy, nhưng nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc. Mà ở để cho chạy Tà lão trước, đạt được một môn nghịch thiên thần thông, thế nào mà không là. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc lên tiếng, thằng nhóc, người muốn chống lại Đông Hoàng Vong Cơ, trừ cháy huyền yêu tinh máu ngoài ra, chỉ có thể mượn ta và Sóc lão lực lượng. Nếu không, người phải thua không thể nghi ngờ. Diệp Thần ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới Huyền Hàn Ngọc lại sẽ đối với Đông Hoàng Vong Cơ có đánh giá cao như vậy. Bất quá từ trước khi tư thế tới xem, Đông Hoàng Vong Cơ đích xác rất mạnh. Huyền Hàn Ngọc giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc tiếp tục nói, thằng nhóc, Đông Hoàng Vong Cơ và Nho Tổ thậm chí còn Vạn Khư so với, cũng chẳng qua là nhỏ món. Cho nên trận chiến này, người nhất định phải thắng. Hiện tại, ta sẽ đem ta đoạn thời gian này góp nhặt toàn bộ lực lượng cũng cho ngươi. Chúc ngươi chém chết Đông Hoàng Vong Cơ. Sóc lão cũng là nghiêm túc nói, thằng nhóc, lão phu vậy như vậy. Ngươi cũng không muốn thất lạc lão phu mặt. Một khắc sau, còn không cùng Diệp Thần trả lời, một cổ huyền diệu lực lượng và kinh thiên long khí liền hội tụ Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần cảm thụ mình quanh thân tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Đối mặt Đông Hoàng Vong Cơ, hắn phảng phất có tuyệt đối tự tin. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Vong Cơ một kiếm, đến. Bắc Lăng Thịnh cùng Bắc Lăng Thiên Điện cường giả, trên mặt đều là hiện lên lau một cái sâu đậm sợ hãi vẻ. Một kiếm này, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Một khắc sau, Bắc Lăng Thịnh quát to, tất cả người, toàn lực ra tay. Cùng lúc đó, trong tay hắn nhiều hơn một chuôi kiếm gãy, một chuôi tản ra hồng hoang hơi thở kiếm gãy. Đang chữa thương Ninh Xích Âm, thấy chuôi này kiếm gãy, không nhịn được con ngươi co rúm một cái, kinh hô, đây chính là vậy Bắc Lăng chém. Bắc Lăng chém, Bắc Lăng Thiên Điện triều đại thương truyền chí bảo một trong, cho dù đã gãy, cũng là đủ để chấn động mấy đại thiên điện cao nhất thần khí. Đông Hoàng Vong Cơ một kiếm này, lại là liền Bắc Lăng chém cũng bước ra. Bắc Lăng Thịnh sắc mặt trầm ngưng, cả người linh lực cuồng trào, bơm vào đến Bắc Lăng chém tới bên trong, vậy Bắc Lăng chém phát ra một tiếng ông minh, một cổ cổ xưa, hào hùng khí vận, nhộn nhạo mở. Hắn trên gương mặt, hiện lên lau một cái cố hết sức vẻ, miễn cưỡng giơ tay lên, một kiếm hoành ra. Mà vậy một đám trưởng lão cũng là rối rít ra tay. Vô số ánh sáng rực rỡ phun trào, đi đôi với vậy Bắc Lăng chém chém ra trong suốt kiếm khí, hướng Đông Hoàng Vong Cơ chém tới nhuyễn kiếm, đánh tới. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ linh đô thành cũng kịch liệt run rẩy. Mãnh liệt linh áp cuộn sạch bốn phía, đem vô số nhà cũng ép thành nghiền. Sóng trùng kích, tiếp tục khoách tán, tựa như có thể đạp bằng hết thảy khủng bố kỵ binh vậy. Chỉ là dư âm thì có uy năng như vậy. Hai bên công kích có cường hãn dường nào, có thể tưởng tượng được. Vang lớn bên trong, đầy trời kiếm khí, ánh sáng rực rỡ, đồng thời tiêu tán, Đông Hoàng Vong Cơ nhuyễn kiếm cũng là một cái chuyển động, liền rơi vào trước người của hắn. Nhìn qua, lần này giao thủ là bên tám lạng, người nửa cân. Có thể, ngay tại lúc này, Bắc Lăng Thiên Điện đám người lại là không hẹn mà cùng, phốc đích một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. Hơi thở cũng suy yếu xuống. Cho dù vận dụng Bắc Lăng chém Bắc Lăng Thịnh, cũng là như vậy. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể linh khí rối loạn không dứt. Đông Hoàng Vong Cơ một kiếm kia chân thực quá mạnh mẽ. Cho dù đám người liên thủ miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng, vẫn là bị thương. Trong chốc lát, vậy vây xem các võ giả nhìn về phía Đông Hoàng Vong Cơ thần sắc bộc phát sùng bái đứng lên. Đông Hoàng Vong Cơ, đây mới thật sự là một người đối với một cái thiên điện à. Hơn nữa, còn ở giao thủ bên trong chiếm thượng phong. Cái này có thể so với truyền thuyết chứ? Đông Hoàng Vong Cơ cười ha ha một tiếng nói, Bắc Lăng Thiên Điện, quả nhiên là một đám phế vật. Vậy một đám chuẩn bị xuất thủ tương trợ Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão, giờ phút này cũng là mỉa mai cười. Xem ra không tất muốn ra tay, dựa vào đế quân một người đủ để càn quét hết thảy. Bắc Lăng Thịnh các người sắc mặt khó khăn xem vô cùng, nhưng thì không cách nào phản bác. Đông Hoàng Vong Cơ chân thực quá mạnh mẽ. Thực lực này thậm chí vượt qua giống vậy thiên điện điện chủ tồn tại chứ. Giờ phút này,
Đông Hoàng Vong Cơ thần sắc run lên, kiếm khí trong cơ thể lần nữa gào thét liền đứng lên nói, bản đế, ngược lại là phải xem, người dựa vào Bắc Lăng chém có thể ngăn được ta mấy kiếm. Bỗng nhiên tới giữa, Đông Hoàng Vong Cơ trong tay nhuyễn kiếm giống như ma long nhất vậy, cuồng vũ ra, vô biên kiếm khí đem linh đô thành không gian cũng cắt kim loại ra vô số vết rách, mãnh liệt không gian phong bạo từ kẽ hở bên trong thổi ra, toàn bộ linh đô thành đều là một phiến trời đất u ám. Một kiếm này oai, lại là càng tăng lên trước. Bắc Lăng Thịnh các người, sắc mặt hung hăng biến đổi, xuất thủ lần nữa ngăn cản. Lần này, Bắc Lăng Thiên Điện đám người bị Đông Hoàng Vong Cơ một kiếm chém được liên tiếp lui về phía sau, dưới chân hư không đều bị đạp vỡ, mà bọn họ lui về phía sau đồng thời, lại là trong miệng máu tươi cuồng phún, hơi thở lần nữa uể oải. Mặc dù bọn họ lần nữa chặn lại Đông Hoàng Vong Cơ nhất kích, có thể người bất kỳ cũng nhìn ra được, ngăn cản được vô cùng khó khăn. Giờ phút này, Bắc Lăng Thịnh các người thở hổn hển, trên mình đều là vết máu, Đông Hoàng Vong Cơ kiếm khí bên trong mang loại nào đó cực kỳ quỷ dị lực lượng, lại là xâm nhập bọn họ trong cơ thể, tựa như ở từng bước xâm chiếm hắn sức sống vậy, để cho bọn họ thực lực tiến một bước giảm xuống. Mắt thấy Đông Hoàng Vong Cơ nhuyễn kiếm lần nữa chém tới, Bắc Lăng Thịnh các người khóe miệng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng cười khổ. Có lẽ, Bắc Lăng Thiên Điện thật chỉ có thể đi tới đây. Một kiếm này, bọn họ sợ là đã không cách nào tiếp nhận, mà một khi bọn họ chết ở Đông Hoàng Vong Cơ dưới kiếm, toàn bộ thiên điện thì chẳng khác nào ngã à. Ngay tại Bắc Lăng Thịnh các người rơi vào tuyệt vọng, cơ hồ đều muốn buông tha chống cự lúc đó, một bóng người nhưng là bỗng nhiên chớp mắt, chắn trước người bọn họ. Bắc Lăng Thịnh thấy vậy, sắc mặt biến đổi nói, thằng nhóc, mau tránh ra, người không tiếp nổi một kiếm này. Ngăn ở Bắc Lăng Thịnh các người trước mặt, không phải người khác, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Thần tựa như không có nghe được Bắc Lăng Thịnh lời nói vậy, tay cầm trường kiếm, sừng dưng đứng, hắn nhìn nhanh chóng tới gần nhuyễn kiếm, một đạo kỳ dị đường vân, dần dần ở trên thân thể tràn đầy kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Đầu tiên là đem linh lực đổi thành làm lực tính, nhưng sau đó hồn thể đổi thành. Lại đem lực lượng đổi thành là hồn lực. Trong chốc lát, Diệp Thần thần hồn lực đạt tới một cái vô cùng kinh khủng tầng thứ, nháy mắt, liền đem Đông Hoàng Vong Cơ một kiếm này điểm yếu, hoàn toàn biết rõ. Hắn khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong tay sát kiếm bên trên, kiếm quang dạo rực. Vậy vô cùng hồn lực, bơm vào đến trường kiếm bên trong, Nguyệt Hồn Chảm bộc phát ra. Nguyệt Hồn Chảm chính là hồn võ kỹ, dung hợp hồn lực võ kỹ, đem nguyên bản chỉ có thể đối với thần hồn tạo thành tổn thương hồn lực, chuyển hóa thành có thể đối với thật thể tạo thành tổn thương nghịch thiên thần kỹ. Mà giờ khắc này, lấy Diệp Thần vậy dâng trào hồn lực thi triển Nguyệt Hồn Chảm đủ để làm thiên địa biến sắc. Không thiếu võ giả đều là rối rít bưng kín đầu lâu, sắc mặt cực kỳ thống khổ, thất khiếu bên trong sông ra máu tươi. Cho dù Nguyệt Hồn Chảm phóng thích ra một món dư âm đều là để cho thần hồn của bọn họ cảm thấy không cách nào chịu đựng. Nháy mắt tới giữa, Nguyệt Hồn Chảm biến thành như nước kiếm quang, cùng Đông Hoàng Vong Cơ nhuyễn kiếm đụng vào một nơi. Thời gian, tựa hồ dừng lại chốc lát, toàn bộ linh đô thành cũng làm định cách. Cái kế tiếp nháy mắt, định cách bể tan tành. Đồng thời bể tan tành, còn có linh đô thành. Hộ thành pháp trận ánh sáng, tràn ngập ở trong thành trì, có thể, như cũng không cách nào ngăn cản kinh khủng kia dư âm. Ánh sáng mất đi, toàn bộ linh đô thành bên trong, thét chói tai tiếng không ngừng, vô số nhà ngay tức thì sụp đổ. Bầu trời bên trong xuất hiện một đạo năng lượng vòng xoáy, đem không gian xé thành mảnh vỡ. Rất nhanh, vòng xoáy kia biến mất, tại chỗ chỗ nổi lên hai đạo thân ảnh. Chính là Diệp Thần cùng Đông Hoàng Vong Cơ. Tất cả mọi người đều là ngây ngốc nhìn một màn này, suy nghĩ, dừng lại. Diệp Thần lại là thật làm được. Liền Bắc Lăng Thiên Điện một đám cường giả cũng không có so khó khăn, mới có thể ngăn được nhất kích, thậm chí, liền Bắc Lăng chém cũng vận dụng, mới miễn cưỡng làm được chuyện. Diệp Thần lại là dễ dàng như thế liền hoàn thành. Trong chốc lát, liền Đông Hoàng Vong Cơ sắc mặt, cũng khó coi. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt là bất ngờ, là kiêng kỵ, là không dám tin tưởng. Nguyên bản, hắn tự nhận là có thể vô cùng dễ dàng nghiền ép tiểu tử đáng chết này mới đúng, có thể, kết quả thế nào? Bên tám lạng, người nửa cân. Chân chính bên tám lạng, người nửa cân, Diệp Thần giờ phút này đừng nói là bị thương, ngay cả thở tức cũng không có à. Tại sao có thể như vậy?
hắn Đông Hoàng vong cơ nhưng mà hấp thu tổ vu máu à, lại vẫn là đạp không chết cái này thủy nguyên cảnh con kiến hôi. Mà Bắc Lăng Thịnh các người thử ra chỉ chốc lát sau, chính là kích động. Vô cùng kích động. Bọn họ vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại là đã thành tăng đến như vậy bước. Nghĩ lúc đó, Diệp Thần chặn bên trong nguyên đồ sát một kiếm đều là dùng hết toàn lực, bị thương mới khó khăn lắm thành công. Hơn nữa, hiển nhiên vận dụng loại nào đó hậu thủ. Bây giờ thế nào? Tiện tay liền chặn Đông Hoàng vong cơ nhất kích. Cái loại này tăng lên, hoàn toàn vượt qua cái gọi là cực hạn à. Có thể, Diệp Thần hết lần này tới lần khác làm được. Bọn họ nguyên vốn cho là, hôm nay Bắc Lăng Thiên Điện còn phải dựa vào bọn họ chống đỡ. Có thể hiện tại, Bắc Lăng Thịnh các người đột nhiên cảm thấy, trên bả vai cái thúng tựa hồ có thể để xuống. Bởi vì, có một người trẻ tuổi đã có năng lực đứng ở trước người bọn họ. Xem ra, Hứa trưởng lão cùng Vạn trưởng lão thật đúng là chết ở trong tay ngươi, Đông Hoàng vong cơ sâu kín nói, trong mắt hận ý, hơn nữa đậm đà. Bất quá, kỳ quái chính là, một kiếm kia bị Diệp Thần ung dung chặn, hắn nhưng là cũng không nóng nảy. Bất quá, Đông Hoàng vong cơ khóe miệng lộ ra lau một cái hơi có vẻ nụ cười khinh miệt nói, thằng nhóc, ngươi có phải hay không lấy là, ngươi đã thắng. Bỗng nhiên tới giữa, Đông Hoàng vong cơ hơi thở, chợt biến đổi, cho người một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Hắn lộ ra một hơi răng trắng, uy nghiêm cười nói, ha ha, đáng tiếc, bản đế còn không có cho thấy chân chính thực lực. Trong chốc lát, nguyên bổn đã trở lại thanh xuân Đông Hoàng vong cơ, da thịt nhanh chóng khô đét lại, từng đạo nếp nhăn ở hắn trên gương mặt hiện lên, tóc vậy biến thành màu trắng. Có thể, quỷ dị chính là, rõ ràng Đông Hoàng vong cơ cả người cũng già đứng lên, tản ra hơi thở nhưng là bộc phát cường đại. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, rất rõ ràng, Đông Hoàng vong cơ đây là thi triển vu tộc lấy sinh mệnh lực làm giá, tăng lên thực lực thần thông. Cùng hắn đã từng tu luyện bách tà thể có hiệu quả như nhau chỗ. Bất quá, Diệp Thần sức sống quá mức mạnh mẽ, chưa đến nỗi sẽ xem Đông Hoàng vong cơ vậy đổi được già nua. Một điểm khác, Đông Hoàng vong cơ thi triển thần thông, tựa hồ không chỉ là hấp thu sinh mệnh lực, liền thọ nguyên cũng hấp thu. Vì giết Diệp Thần. Cái này Đông Hoàng vong cơ cũng là liều mạng, không để ý hết thảy à. Nháy mắt tức thì, thực lực kia tăng vọt Đông Hoàng vong cơ chính là cười gần một tiếng, hướng Diệp Thần vọt tới, nhuyễn kiếm trong tay, lượn lờ quanh thân cuồng vũ, đạo đạo kiếm khí gào thét ra, mơ hồ tới giữa, hóa thành một đạo kiếm trận, hướng Diệp Thần trấn áp xuống. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, bách tà thể vân. Vân thi triển đến trình độ cao nhất. Tầng 6 hủy diệt đạo ấn trôi lơ lửng ở trước người, hủy diệt quy luật dạo dực, cả người giống như diệt thế ma thần vậy, không sợ chút nào nghênh đón. Hai người bóng người, trên không trung đụng nhau trước, mênh mông lực lượng không ngừng bùng nổ. Vậy một đám vây xem võ giả đều đã lui đến xa hơn một chút vị trí, mà Bắc Lăng Thịnh các người vậy thừa dịp lúc này, đem Nhâm lão cứu đi xuống, là hắn chữa thương. Đông Hoàng vong cơ cũng không có ngăn cản, hắn mục đích lớn nhất là Diệp Thần. Hôm nay, mục đích đã đạt tới, Nhâm lão không có giá trị. Lấy hắn bây giờ thực lực, muốn đạp bằng Bắc Lăng Thiên Điện chỉ phải bỏ ra một ít giá phải trả liền có thể làm được, để cho bọn họ sống lâu một đoạn thời gian, thì như thế nào? Mấu chốt, vẫn là Diệp Thần. Hai bên giao thủ, có thể nói là đánh được trời đất u ám, Linh Đô Thành đều đã hoàn toàn hóa là phế tích. Thời gian đảo mắt, Diệp Thần cùng Đông Hoàng vong cơ cũng đã giao thủ hơn ngàn lần. Tuy nhiên chưa phân ra thắng bại. Hai bên thực lực tựa hồ ở như nhau tới giữa. Diệp Thần ngực một cái lỗ máu nhanh chóng khép lại, hắn một kiếm bước lui Đông Hoàng vong cơ, chân mày đã hơi nhíu lại. Hắn đã sớm vận dụng Sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng, đây cũng là tại sao, hắn có thể tùy tiện chặn Đông Hoàng vong cơ công kích nguyên nhân. Nhưng dù vậy, hắn đến hiện tại như cũ không thể đánh bại cái này Đông Hoàng vong cơ, lại như thế chiến đi xuống, đối với hắn, cũng không lợi. Nếu như Sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng thối lui, Diệp Thần sợ rằng cũng không phải là Đông Hoàng vong cơ đối thủ. Phải ở Sóc lão bọn họ lực lượng còn có thể duy trì dưới tình huống, phân ra thắng bại. Có thể phải làm sao mới có thể đánh bại cái này Đông Hoàng vong cơ. Đây là, Tà lão mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi như tin được ta ngược lại là có thể giúp ngươi chiến thắng tên này. À, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, thật. Tà lão nhàn nhạt nói, đừng quên, ban đầu, ta tại sao giúp ngươi giết vậy đoạt xác người.
ta bị kẹt ở địa phương quỷ quái này, chứ ngươi, không người nào có thể thả ta đi ra, ta cũng không hy vọng ngươi lại chết như vậy. Được, Diệp Thần lúc này có quyết đoán nói, phải làm sao? Rất đơn giản, Tà lão cười lạnh một tiếng nói, tên này, lấy là hấp thu tổ vu máu tươi, dựa vào một chút huyết mạch trí nhớ, liền có thể tùy ý thi triển vu tộc thần thông. Đối phó loại người này, ta vu tộc, có chính là thủ đoạn. Ha ha, thằng nhóc, ta truyền cho ngươi một môn bí pháp, có thể ngay tức thì để cho nó bị tổ vu thần thông cắn trả. Vừa nói, hắn còn có chút khó chịu lẩm bẩm một câu nói, trên thực tế, nếu không phải huyết mạch ngươi quá mạnh mẽ, ban đầu, ta cũng có thể trực tiếp dùng phương pháp kia, để cho Cố Hàn thằng nhóc kia chiến thắng ngươi. Diệp Thần nghe vậy cười một tiếng nói, được, bắt đầu đi. Tà lão nói, bất quá, ở ta truyền thụ ngươi bí pháp đoạn thời gian này, tốt nhất, không muốn cùng chi giao tay, miễn được chịu ảnh hưởng, sẽ khiến cho ngươi nắm giữ bí pháp tốc độ xuống hàng, ngươi thời gian, hẳn không nhiều chứ. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh, hắn lần nữa đỡ được Đông Hoàng Vong Cơ sau một kích, thân thể không khỏi được khẽ run lên, trên cánh tay, cũng là bị kiếm khí chém ra một đạo kiếm tổn thương, máu tươi chảy ròng. Bắc Lăng Thịnh các người thấy một màn này, đều là mặt đầy vẻ lo âu. Đông Hoàng Vong Cơ thi triển vậy tà dị thần thông sau đó, hai người giao thủ, Diệp Thần bị thương, xa so Đông Hoàng Vong Cơ muốn hơn. Nếu không phải Diệp Thần sinh mệnh lực nghịch thiên, chỉ sợ sớm đã không gánh nổi. Nhìn như, hai người bên tám lạng, người nửa cân, trên thực tế, là Đông Hoàng Vong Cơ chiếm thượng phong. Diệp Thần muốn đánh bại Đông Hoàng Vong Cơ, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Ngay tại lúc này, Diệp Thần tựa hồ vậy ý thức được một điểm này, hắn sắc mặt trầm ngưng, đột nhiên thân hình chớp mắt, hướng phía sau bay đi. Đám người thấy vậy sửng sốt một chút, Diệp Thần lại là chạy. Ninh Xích Âm mắt đẹp chớp động một tí, trong mắt mơ hồ có vẻ thất vọng vẻ. Diệp Thần làm rất đúng, là sáng suốt lựa chọn, có thể, Diệp Thần trốn, loại nào đó ý nghĩa trên thì chẳng khác nào buông tha Bắc Lăng Thiên Điện liền à. Hơn nữa, vậy đại biểu hắn sợ hãi Đông Hoàng Vong Cơ. Đây là, Đông Hoàng Vong Cơ ha ha phá lên cười, hắn chỉ Bắc Lăng Thịnh các người nói, Diệp Thần, người không cứu người sao? Ừ, cứ như vậy chạy. Ta nhưng mà sẽ từng cái đem ngươi những thứ này các sư trưởng toàn bộ ngược giết. Bắc Lăng Thiên Điện đám người nghe vậy, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Có thể, Diệp Thần nhưng tựa như không có nghe được vậy, ngay chớp mắt đã xuất hiện ở chân trời. Thấy một màn này, Bắc Lăng Thiên Điện một đám trưởng lão đều có chút lòng nguội lạnh. Diệp Thần quả thật rất xuất sắc, nhưng tựa hồ là một đầu vô ơn à. Thấy tình thế không ổn, trực tiếp vứt bỏ sư môn. Liền một chút do dự cũng không có. Có lẽ loại người này quả thật có thể trở thành cường giả, có thể, cũng không phải là những thứ này các trưởng lão mong muốn cường giả. Bắc Lăng Thịnh và Nhâm lão ngược lại là xem được mở. Bọn họ thần sắc sửng dưng, hoàn toàn không phản đối Diệp Thần cách làm. Bắc Lăng Thịnh nhàn nhạt nói, các vị, không cần như vậy, ta tin tưởng Diệp Thần. Huống chi, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Diệp Thần hôm nay chính là thật chạy, buông tha chúng ta, tương lai vậy nhất định sẽ là chúng ta trả thù, trọng trấn Bắc Lăng Thiên Điện. Một tên trưởng lão nghe vậy, lắc đầu một cái, nhìn về phía Nhâm lão nói, Nhâm lão, vì hắn, đáng giá không? Nhâm lão một mắt bên trong, hoặc hơn hoặc thiếu cũng có từng tia thất vọng, nhưng là mỉm cười nói, ta bộ xương già này sớm đáng chết, Diệp Thần, cho dù cũng không phải là chúng ta tưởng tượng bên trong như vậy tính cách, nhưng... cũng không nghi ngờ là Bắc Lăng Thiên Điện bên trong thiên tài xuất sắc nhất, vì hắn mà chết, ta cam tâm tình nguyện. Hắn thậm chí có chút cao hứng nói, nguyên bản, ta liền cảm thấy thằng nhóc này không chịu cúi đầu, quá lỗ mãng, bây giờ nhìn lại, hắn là trưởng thành, hắn hiện tại cái loại này tính cách, đối với hắn tương lai tốt hơn, không phải sao. Những trưởng lão đều là thở dài một cái, bọn họ cảm thấy đế quân cùng Nhâm lão đối với Diệp Thần có chút mù quáng tín nhiệm. Một cái hiện tại thấy tình thế không ổn vứt bỏ bọn họ người, tương lai ai nào biết sẽ không bỏ rơi Bắc Lăng Thiên Điện đâu. Có thể, hiện đang nói gì cũng trễ. Đông Hoàng Vong Cơ thấy vậy, hừ lạnh một tiếng nói, xem ra, người cũng không xem tin đồn bên trong như vậy ngạo, nặng tình như vậy nặng nghĩa à. Hắn cũng thật không có đối với Bắc Lăng Thịnh các người ra tay, mà là hướng Diệp Thần đuổi theo. Cái loại này ngàn năm một thuở tốt cơ hội, hắn cũng không thể bỏ qua. Thật bị Diệp Thần chạy,
muốn lại buộc hắn xuất hiện, sợ rằng thì không thể. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, hắn rất rõ ràng, hiện tại phải bảo vệ đế quân đám người phương pháp chính là biểu hiện được đoạn tuyệt. Chỉ có bọn họ mệnh đối với mình không giá trị, Đông Hoàng Vong Cơ mới sẽ chọn khinh thường bọn họ. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh, bóng người bọn họ liền biến mất ở chân trời. Đây là, Bắc Lăng Thịnh đứng lên nói, chúng ta truy đuổi. Cái gì? Chấm hỏi, một tên trưởng lão không tưởng tượng nổi nhìn Bắc Lăng Thịnh nói, đế quân, vì sao chúng ta còn muốn truy đuổi? Bắc Lăng Thịnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói không chừng, có thể giúp trên Diệp Thần bận bịu. Trong chốc lát, vậy mấy tên trưởng lão đều là trầm mặc, cau mày, bất mãn. Diệp Thần phản bội bọn họ còn muốn liều chết đi giúp Diệp Thần. Một tên trưởng lão trầm giọng nói, đế quân, xin nghĩ lại. Diệp Thần có lẽ không hề đáng chúng ta bỏ ra đến như vậy bước. Mấy người khác nghe vậy, cũng là mở miệng nói, một cái liếc mắt chó sói, coi trọng nhất vĩnh viễn là mình lợi ích. Hắn sẽ phản bội một lần, thì sẽ phản bội vô số lần, một ngày nào đó, hắn sẽ vì lên chức mà đem chúng ta làm đá lót đường. Hừ, là một cái liếc mắt chó sói đi chết, lão phu mệnh còn không có như vậy không đáng tiền. Bắc Lăng Thịnh trầm mặc chốc lát, rồi sau đó, thân hình cùng nhau, mặt không thay đổi nhìn mọi người nói, ta tin tưởng Diệp Thần, hiện tại, các ngươi hoặc là đi theo ta đuổi theo, hoặc là, thối lui ra Bắc Lăng Thiên Điện. Trong chốc lát, vậy một đám trưởng lão đều là mặt hiện vẻ khiếp sợ. Bắc Lăng Thịnh coi là thật vì Bạch Nhãn Lang này buông tha bọn họ những cụ già này. Bọn họ không biết cái loại này không chút nào căn cứ tin cậy từ đâu tới, Bắc Lăng Thịnh, hồ đồ à. Đang khi bọn hắn nhìn về phía Nhâm Lão, chuẩn bị để cho Nhâm Lão khuyên Bắc Lăng Thịnh lúc. Nhâm Lão nhưng là nhàn nhạt nói, ta, theo đế quân đi. Vậy mấy tên trưởng lão hoàn toàn bối rối. Bọn họ vốn cảm thấy được, hận nhất Diệp Thần chính là Nhâm Lão, dẫu sao Nhâm Lão vì Diệp Thần nhận hết hành hạ, Diệp Thần vẫn chưa có chết chiến đến một khắc cuối cùng, trực tiếp chạy, bị thương vô cùng tàn nhẫn chính là Nhâm Lão liền chứ. Có thể, Nhâm Lão vẫn tin tưởng hắn. Một tên trưởng lão mặt mũi vặn vẹo chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, đã như vậy, ta, thối lui ra Bắc Lăng Thiên Điện. Cái khác mấy người, nhìn nhau một cái, vùng vẫy chỉ chốc lát sau, cũng là nói ta, thối lui ra. Ta cũng thối lui ra. Trong chốc lát, toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng, cơ hồ đều tuyên bố thối lui ra. Còn dư lại, chỉ có Bắc Lăng Thịnh, Nhâm Lão, Ninh Xích Âm, cùng với một tên họ Hoàng trưởng lão. Bắc Lăng Thịnh không có nói gì, mà là mang còn lại người, hướng Diệp Thần cùng Đông Hoàng Vong Cơ rời đi phương hướng đuổi theo. Những cao tầng kia thấy vậy, trong mắt đều là hiện lên lau một cái tức giận cùng vẻ châm chọc, cười lạnh nói, ha ha, Bắc Lăng Thiên Điện, thật xong rồi, nhưng, lão phu cũng không muốn chôn theo. Bọn họ mấy cái, đầu óc cũng không tỉnh táo, sẽ để cho bọn họ đi chết chứ. Nếu như sớm biết, Bắc Lăng Thịnh là như vậy người ngu xuẩn, ta căn bản không sẽ gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện. Đây là, một người trong đó nói, không bằng, chúng ta vậy đuổi theo xem. Đến lúc đó, nếu là có cơ hội, cầm bọn họ giết, nói không chừng, ngược lại có thể thu được Đông Hoàng Vong Cơ hảo cảm, gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện. Mấy người kia nghe vậy, đều là ánh mắt sáng lên. Dù sao, Bắc Lăng Thiên Điện cũng đã định trước xong đời, không bằng, mượn cái này cơ hội, dùng Bắc Lăng Thịnh những thứ này ngu xuẩn làm ván cầu, gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện. Lúc này, cái này mấy người chính là rối rít đứng dậy, cũng là hướng Diệp Thần các người rời đi phương hướng. Phi độn đi. Một vùng núi hoang bên trong, phi độn bên trong Diệp Thần, cặp mắt nhưng là để trống, toàn bức tâm thần đều đắm chìm đang đối với vậy vu tộc bí pháp hiểu bên trong. Đây là, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi xuất hiện ở hắn trước mắt, mà ở Diệp Thần phi hành tuyến đường bên trên, lại là có một tảng đá lớn, hoành ở nơi đó. Ầm một tiếng vang thật lớn. Đang hiểu bí pháp, ta vật lưỡng vong Diệp Thần, khinh thường dưới. Lại là một đầu đụng phải cái này đá lớn. Đây là, Đông Hoàng Vong Cơ đuổi theo, châm chọc cười một tiếng nói, Diệp Thần, ngươi không phải nói, hôm nay là ta Đông Hoàng Thiên Điện ngày tiêu diệt sao? Làm sao chạy, hơn nữa, còn khẩn trương được cũng đụng vào đá. Ở hắn xem ra, Diệp Thần sở dĩ sẽ đụng đá, chính là bởi vì quá sợ, bị sợ choáng váng. Diệp Thần từ hòn đá bên trong bò ra, đứng tại chỗ tựa hồ có chút đờ đẫn. Ừ. Đông Hoàng Vong Cơ thấy vậy,
nhướng mày một cái, Diệp Thần làm sao một bộ mất hồn hình dáng, thật chẳng lẽ bị sợ choáng váng. Bất quá, rất nhanh, hắn trên mặt chính là hung quang chớp mắt, tốt như vậy cơ hội, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Nháy mắt tức thì, vậy nhuyễn kiếm như thần long nhất vậy bay ra, hướng Diệp Thần cổ vặn cổ đi. Đông Hoàng Vong Cơ cặp mắt bên trong lóe lên vô cùng sảng khoái thần sắc, tựa hồ đã thấy Diệp Thần đầu lâu lăn xuống, đổ máu tại chỗ một màn. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên lóe lên một tí, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hoành khởi ngăn cản hướng Đông Hoàng Vong Cơ chém tới nhuyễn kiếm, một tiếng kim loại giao minh tiếng vang lên, mãnh liệt sóng trùng kích hoành tỏa ra bốn phía, đem tòa kia thông thiên thạch núi đều hóa thành nghiền. Bụi khói bên trong, một đạo thân ảnh đổ bay ra, nặng nề đập vào trên mặt đất, chính là Diệp Thần. Mặc dù, hắn miễn cưỡng ở một khắc cuối cùng ra tay, nhưng, trên cổ vẫn là nhiều một đạo vết thương ghê rợn, máu tươi giống như suối phun vậy, phún ra ngoài. Diệp Thần khẽ cau mày, dưới mắt hắn cách đem vậy vu tộc bí thuật hoàn thành hiểu thành công, cũng chỉ kém từng tia, có thể lúc này, lại bị Đông Hoàng Vong Cơ đuổi theo. Đông Hoàng Vong Cơ hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn, một khắc sau, chính là điều khiển xiềng xích vậy lợi kiếm công tới, chút nào không cho Diệp Thần cơ hội thở dốc. Diệp Thần giơ kiếm ngăn cản, hôm nay Đông Hoàng Vong Cơ có kinh nghiệm, mỗi lần ra tay, cũng phong kín Diệp Thần chạy trốn đường tắt, trong chốc lát lại là đem Diệp Thần vây ở tại chỗ. Diệp Thần thần sắc bộc phát trầm ngưng, tiếp tục như vậy nữa, Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng thì phải biến mất. Hắn có thể không có ở đây cùng Đông Hoàng Vong Cơ chiến đấu. Dĩ nhiên, hắn còn có một cái lớn lá bài tẩy, cháy Huyền Yêu tinh máu, nhưng, hậu quả của làm như vậy, Diệp Thần nhưng mà trí nhớ như mới. Cho dù đối với hắn mà nói, đều là hiểm đến không thể lại hiểm một bước cờ hiểm. Theo lực lượng hạ xuống, Diệp Thần đang trong chiến đấu bị áp chế được càng nghiêm trọng hơn. Cơ hồ Đông Hoàng Vong Cơ mỗi một lần ra tay, cũng sẽ ở Diệp Thần trên mình lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Thời gian đảo mắt, Diệp Thần cũng đã cả người nhuốm máu, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Ngay tại hai người giao thủ một nén hương thời gian sau đó, đột nhiên, bọn họ sau lưng mấy đạo linh quang thoáng hiện. Tới chính là Bắc Lăng Thỉnh các người. Đông Hoàng Vong Cơ cười lạnh một tiếng nói, à, tự mình tới chịu chết, cũng tốt, tránh bản đế lại phí một phen tay chân. Diệp Thần thấy vậy, cũng là cả kinh, con người chỗ sâu mơ hồ hiện lên lau một cái vẻ cảm động. Mà cùng lúc đó, vậy mấy tên thối lui ra Bắc Lăng Thiên Điện các trưởng lão cũng là xuất hiện. Khi bọn hắn thấy Diệp Thần cả người là máu, vô cùng là thê thảm một màn, không khỏi rối rít mặt lộ vẻ chế giễu nụ cười, và bọn họ dự liệu như nhau, Diệp Thần căn bản không phải Đông Hoàng Vong Cơ đối thủ, trước khi chạy trốn, căn bản là sợ chết mà thôi. Đây là, Đông Hoàng Thiên Điện mấy tên trưởng lão vậy chạy tới. Bắc Lăng Thịnh ánh mắt chớp động một tí, đột nhiên mở miệng nói, đồng loạt ra tay, thay Diệp Thần chặn Đông Hoàng Vong Cơ chốc lát. Ninh Xích Âm các người nghe vậy đều là gật đầu một cái, mặc dù, làm như vậy rất có thể sẽ chết, nhưng, các nàng nếu đi theo Bắc Lăng Thịnh tới, liền đã làm xong chết chuẩn bị. Diệp Thần thân là Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, có thể là nhâm lão mà chiến, có thể cứng rắn hãn Đông Hoàng Vong Cơ, bọn họ giống vậy có thể vì duy trì Diệp Thần mà chết. Rất nhiều người, chỉ nhìn thấy Diệp Thần chạy trốn, nhưng quên, nếu như Diệp Thần là người vong ân phụ nghĩa, cần gì phải đứng ra, hơn này một lần hành động. Cho nên, bọn họ tin tưởng Diệp Thần. Diệp Thần chạy trốn, không phải phản bội, mà là có nguyên nhân. Hết thảy, đều không nói bên trong. Một khắc sau, bốn đạo thân ảnh chính là chắn Diệp Thần cùng Đông Hoàng Vong Cơ tới giữa, Bắc Lăng Thịnh mấy người cả người hơi thở sôi trào, sao động, sắc mặt như máu, hiển nhiên là thi triển loại nào đó kích thích tiềm lực liều mạng thủ đoạn. Đối mặt cái này bốn tên quá thật cường giả liều chết hợp kích, cho dù mạnh như Đông Hoàng Vong Cơ cũng là không khỏi con ngươi co rúm một cái, tạm thời đem sự chú ý chuyển tới Bắc Lăng Thịnh cùng trên người, xiềng xích vậy trường kiếm một cái chuyển động liền hướng Bắc Lăng Thịnh các người công tới. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt chớp mắt. Hắn yêu cầu chính là cái này một chút thời gian. Lúc này, hắn thần niệm nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng tìm hiểu vậy vu tộc bí thuật. Giờ phút này, nhuyễn kiếm chớp động gian, chặt đứt Bắc Lăng Thịnh một cánh tay, hắn sắc mặt liền trắng, cả người run lên, từ không trung rơi xuống đất. Ninh Xích Âm các người sắc mặt biến đổi, đều là kinh hô, đế quân. Một giây kế tiếp, Nhâm lão bụng cũng là bị một kiếm xuyên thủng. Trọng thương ngã xuống đất.
Rồi sau đó, là vậy hoàng trưởng lão, ngực bị chém ra một đạo vết rách to lớn, trực tiếp muốn nhập vào cơ thể mà qua, đem hắn cả người chém thành hai đoạn. Cuối cùng, là Ninh Xích Âm, mặc dù miễn cưỡng chặn lại Đông Hoàng Vong Cơ một kiếm, nhưng, cường đại lực lượng, cũng là đem nàng chấn thành nội thương, miệng phun máu tươi, nửa quỳ xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở tới giữa, Bắc Lăng Thiên Điện bốn tên quá thật cường giả, chính là thảm bại. Đây là, Đông Hoàng Vong Cơ nhìn về phía vậy mấy tên thối lui ra Bắc Lăng Thiên Điện trưởng lão nói, các ngươi còn không ra tay. Vậy mấy tên trưởng lão, cả người run lên, lúc này hướng về phía Đông Hoàng Vong Cơ khom người nói, đế quân, Bắc Lăng Thịnh Hồ đồ ngu xuẩn, chúng ta đã bước lui ra Bắc Lăng Thiên Điện, hôm nay, dự định bái nhập đế quân môn hạ. Đông Hoàng Vong Cơ nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, được. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Đối với ta kết quả vậy họ Diệp tiểu tử sau đó, liền là các vị, tiếp đón khách tẩy trần. Vậy mấy tên trưởng lão, nghe vậy vui mừng, đều là vô cùng nhìn có chút hả hê nhìn Bắc Lăng Thịnh các người. Mấy cái này ngu xuẩn, liều chết ra tay, thì có ích lợi gì? Bất quá là đổi lấy mấy hơi thở thời gian thôi. Coi như, Diệp thần thật không phải là vô ơn, cái này mấy hơi thở có thể làm à. Đáng chết, vẫn là được chết. Nói tóm lại, chính là Bắc Lăng Thịnh, quá ngu xuẩn. Giờ phút này, Diệp thần lẳng lặng đứng tại chỗ, tựa hồ ngay cả chạy trốn cũng buông tha, hoàn toàn tuyệt vọng vậy. Mà Đông Hoàng Thiên Điện các trưởng lão vậy rối rít đứng ngay ngắn phương vị, bao vây ở bốn phía, để cho Diệp thần liền một chút chạy trốn cơ hội cũng không có. Giờ phút này, Đông Hoàng Vong Cơ mặt lộ vẻ cười gằn, vây quanh quanh thân xoay tròn nhuyễn kiếm, đều là phát ra một tiếng là máu, hưng phấn ông minh. Hắn cười lạnh nói, vừa động thủ một cái, đem thằng nhóc này, chu diệt. Hắn không định cho Diệp thần một tia một hào cơ hội. Nháy mắt tức thì, tại chỗ một đám thái chân cảnh tồn tại, trừ Bắc Lăng Thịnh bốn người, rối rít đối với Diệp thần ra tay. Vậy mấy tên phản bội Bắc Lăng Thiên Điện trưởng lão, lại là sắc mặt dữ tợn, hạ ngoan thủ. Muốn thu được Đông Hoàng Vong Cơ tín nhiệm, thì phải ra sức mới được. Nháy mắt tức thì, Diệp thần liền bị vô số công kích, cùng chìm ngập. Phải biết, đây có thể đều là thái chân cảnh võ giả công kích, uy lực kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Bắc Lăng Thịnh các người trong mắt hiện lên vô cùng khẩn trương thần sắc. Cho dù là Diệp thần, muốn phải chịu đựng như thế nhiều đạo công kích, cũng không như vậy chuyện dễ dàng chứ. Một khắc sau, chôn vùi lực khuếch tán ra, đem một mảnh không gian hoàn toàn biến thành hư không. Một đạo thân ảnh, càng bị hung hăng oanh bay, đập vào mặt đất bên trên, để lại một cái to lớn vô cùng trong cái hố sâu. Thân ảnh kia, cả người nhuốm máu, trên thân hình tràn đầy dữ tợn vết thương, xương cốt, bắp thịt, nội tạng, cũng không biết bể nát nhiều ít. Người này, bất ngờ chính là Diệp thần. Vậy Đông Hoàng Thiên Điện mọi người thấy một màn này, đều là cười, nắm chắc phần thắng cười. Bắc Lăng Thịnh các người thở dài một cái, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Quả nhiên, cho dù là Diệp thần, nhận chịu như vậy đông đảo công kích, cũng là người bị trọng thương, khôi phục tốc độ đều đã không theo kịp. Mấu chốt nhất là, Diệp thần giờ phút này hoàn toàn một bộ không phản kháng trạng thái à. Nhìn như, giống như là buông tha như nhau. Bọn họ liều chết là Diệp thần tranh thủ thời gian, có thể, Diệp thần lại buông tha. Đây quả thực so Diệp thần chạy trốn càng làm cho bọn họ thất vọng. Giờ phút này, Đông Hoàng Vong Cơ khóe miệng mang sảng khoái nụ cười. Thời gian dài như vậy tới nay, Diệp thần một mực để cho hắn ăn ngủ không yên, hôm nay, rốt cuộc phải kết thúc. Trong cơ thể hắn linh lực cuồng trào, nhuyễn kiếm trong tay, phát ra một tiếng ông minh, liền muốn ra tay, hoàn toàn giải quyết Diệp thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà một đám thái chân cảnh võ giả, cũng là làm xong công kích chuẩn bị. Có thể, ngay tại lúc này, vậy giống như buông tha, thất thần giống vậy Diệp thần, nhưng là chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt bên trong kỳ quang lóe lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm Đông Hoàng Vong Cơ. Bị Diệp thần ánh mắt để mắt tới, Đông Hoàng Vong Cơ bỗng nhiên có một loại vô cùng là cảm giác xấu, tựa như, đối mặt mình là cái gì khủng bố mãnh thú vậy. Hắn sắc mặt trầm xuống, gào thét nói, động thủ. Hoàn toàn đem thằng nhóc này, đưa vào địa ngục. Vậy một đám thái chân cảnh cường giả nghe vậy, lập tức ra tay. Có thể, lần này, Diệp thần hiển nhiên không có ngồi chờ chết dự định. Trong tay hắn kiếm quang cùng nhau, ngay tức thì triệt tiêu phần lớn công kích,
còn dư lại công kích, mặc dù rơi vào hắn trên mình, nhưng là dựa vào hắn cường hãn sinh mệnh lực, rất miễn cưỡng chống đỡ. Rồi sau đó, thân hình hắn một cái chớp động liền là xuất hiện ở Đông Hoàng Vong Cơ trước mặt. Đông Hoàng Vong Cơ thấy vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc đến tìm chết. Đông Hoàng Vong Cơ, tại sao không có ra tay? Bởi vì, hắn ở xúc lực. Cùng, chính là Diệp Thần xông lên giờ khắc này à? Hắn, đánh cuộc đúng. Lấy Diệp Thần hôm nay trạng thái, hắn có lòng tin, dựa vào một kích này, để cho Diệp Thần không có trở mình chỗ trống. Vậy mấy tên phản bội trưởng lão thấy vậy, bộc phát mừng rỡ, Bắc Lăng Thịnh các người chính là rối rít cúi đầu, kết cục tựa hồ đã định trước. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần khóe miệng nhưng là dương lên một tia cười lạnh nói, Đông Hoàng Vong Cơ, người thật lấy là, người thắng chắc. Đông Hoàng Vong Cơ nghe vậy, con người có giúp một cái, hắn không rõ ràng tại sao cho đến giờ phút này, Diệp Thần còn có thể giữ ổn định. Chẳng lẽ, hắn không biết cái chết của mình kỳ sắp đến sao? Có thể, bỗng nhiên đang chuẩn bị xuất thủ Đông Hoàng Vong Cơ, khuôn mặt nhưng là một hồi vặn vẹo, hắn không nhịn được phát ra một tiếng thê lương kêu đau. Cả người đều bắt đầu rung động, đạo đạo thanh khí từ cơ thể đồng hồ bên trên toát ra, ở hắn sau lưng biến thành một cái màu xanh đầu lâu hình dáng. Chung quanh vậy mang người thắng nụ cười Đông Hoàng Thiên Điện người, cùng với Bắc Lăng Thiên Điện người phản bội, sắc mặt ngay tức thì đọng lại. Đây là thế nào? Không phải chỉ kém nhất kích, là có thể chấm dứt Diệp Thần liền sao? Đông Hoàng Vong Cơ tại sao sẽ như vậy? Chỉ gặp, giờ phút này Diệp Thần cặp mắt bên trong. Bạo phát ra một hồi thanh quang, miệng của hắn bên trong nói lẩm bẩm, ở sau lưng, mơ hồ tới giữa, tựa hồ mở ra một cánh cửa. Cửa này bên trong, tà khí cuồn cuộn, mà Đông Hoàng Vong Cơ sau lưng đầu khô lâu, tựa hồ đang sắp bị cửa hút vào trong đó. Không thể nào. Giờ phút này, Đông Hoàng Vong Cơ mặt đi đâu chút nào nụ cười, đắc ý. Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Thần, gào thét nói, ngươi làm sao có thể, phá được Vu tộc thần thông. Giờ phút này, hắn thần thông bị phá, trong cơ thể Vu tộc lực lượng, lại là bắt đầu cắn trả tự thân, đưa đến hắn thực lực đang điên cuồng hạ xuống. Diệp Thần nhàn nhạt nói, làm người, không nên cao hứng được quá sớm, đặc biệt là đang đối mặt ta thời điểm, nếu không, ngươi, sẽ rất thảm. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần chính là một kiếm chém ra. Thời khắc này Đông Hoàng Vong Cơ, thực lực đã hạ xuống tới thái chân cảnh sơ kỳ. Như thế nào có thể đỡ nổi Diệp Thần một kiếm này? Hắn miễn cưỡng khiến nhuyễn kiếm, nghênh hướng Diệp Thần, có thể, nhưng là bị kiếm quang kia, ngay tức thì đánh bay, lạnh thấu xương ánh sáng, liền phải rơi vào Đông Hoàng Vong Cơ trên thân hình. Có thể, ngay tại lúc này, Đông Hoàng Vong Cơ nhưng là gào thét một tiếng nói ta, còn không có bại. Một tiếng đại lộ âm, bỗng nhiên tự khởi trong cơ thể dạo rực ra, trong chốc lát lại là chặn lại Diệp Thần kiếm mang. Hắn cặp mắt bên trong, hiện lên một màn điên cuồng vẻ, điểm ngón tay một cái, một quả phong cách cổ xưa vô cùng tiểu trung liền là xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Chính là Bắc Lăng Thiên Điện chí bảo, Đông Hoàng Trung. Lấy được tổ vu huyết mạch lực Đông Hoàng Vong Cơ, đã có năng lực tùy ý thi triển Đông Hoàng Trung, bất quá, vận dụng thứ chí bảo này, nhiều ít vẫn là phải bỏ ra một ít giá cao, ví dụ như, sẽ để cho hắn rơi vào thời gian dài yếu ớt bên trong. Có thể. Hiện tại, Đông Hoàng Vong Cơ đã nhưng không được nhiều như vậy à. Cái này Đông Hoàng Trung lực lượng, điên cuồng phun trào, cuối cùng là đỡ được Diệp Thần một kiếm. Diệp Thần khẽ cau mày, cả người hơi thở một thịnh, thì phải xuất thủ lần nữa. Có thể, giờ phút này, vậy một đám thái chân cảnh võ giả cũng là hướng Diệp Thần phát khởi công kích. Diệp Thần thấy vậy, thần sắc trầm xuống. Không khỏi được đem kiếm quang chuyển hướng những cái kia Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão cùng với vậy mấy tên người phản bội. Hắn thân thể hôm nay trạng thái, cũng không tốt lắm, không thể cứng rắn đi nữa kháng thái chân cảnh đẳng cấp công kích. Đông Hoàng Vong Cơ sắc mặt vui mừng, cái này chốc lát thời gian, đủ để cho hắn thi triển một môn bí pháp. Hắn sắc mặt vẻ dữ tợn, chợt đem một cây dao găm, cắm vào ngực, hắn chìa tay ra, đem trong lòng nhiệt huyết tưới ở vậy Đông Hoàng Trung bên trên. Nguyên bản liền vô cùng già nua Đông Hoàng Vong Cơ, giờ phút này, lại là già nua suy bại đi xuống, nhìn như, tựa như đèn cạn dầu liền vậy. Có thể, vậy Đông Hoàng Trung nhưng là một tiếng ông minh, ánh sáng lớn thả đứng lên. Một khắc sau, cái này Đông Hoàng Trung, một cái chớp động,
lại là xuất hiện ở Diệp Thần đỉnh đầu. Diệp Thần thấy vậy, con người co rúm một cái, sắc mặt vô cùng trầm ngưng liền đứng lên. Giờ phút này, hắn bị Đông Hoàng Trung phong tỏa, trong chốc lát lại thì không cách nào nhúc nhích. Mặc dù, hắn rất nhanh liền có thể từ nơi này phong tỏa bên trong tránh thoát đi ra ngoài, nhưng, trong một cái chớp mắt này, nhưng đủ thay đổi toàn bộ chiến cuộc à. Đông Hoàng Vong Cơ cuồng cười một tiếng nói, thằng nhóc, còn nhớ ngươi đã nói cái gì không? Không nên cao hứng được quá sớm, ngươi không phải nói muốn để cho ta rất thảm sao? Hiện tại, thảm hình như là ngươi à. Hắn tiếng nói vừa dứt, vậy Đông Hoàng Trung chính là đón gió một tăng, hướng Diệp Thần ngay đầu rơi xuống. Ầm một tiếng vang thật lớn, Đông Hoàng Trung liền đem Diệp Thần trực tiếp chấn áp tại mặt đất bên trên. Hiện trường một phiến tĩnh mịch. Ninh Xích Âm nhìn vậy Đông Hoàng Trung, mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ lo lắng, hướng về phía Bắc Lăng Thịnh hỏi, đế quân, Diệp Thần có thể từ Đông Hoàng Trung bên trong đi ra không? Nguyên bản, đối với Diệp Thần lòng tin 10 phần Bắc Lăng Thịnh, giờ phút này, trên mặt lại là một phiến vẻ tuyệt vọng. Hắn chết lặng, cơ giới lắc đầu nói, không thể nào, cái này Đông Hoàng Trung là một kiện so với Bắc Lăng chém còn kinh khủng hơn dị bảo, mà đây dị bảo nổi danh nhất thần thông, tên làm Trấn Chư Thần. Hiện tại, Đông Hoàng Vong Cơ thi triển chính là cái này Trấn Chư Thần. Hoàng trưởng lão nghe vậy, thân thể run rẩy một chút nói, truyền thuyết bên trong, năm đó Đông Hoàng Thiên Điện Đế Quân, từng lấy thái chân cảnh sơ kỳ tu vi, bằng vào Trấn Chư Thần miễn cưỡng trấn giết một tên đã tham gia chúng thần trận chiến khủng bố tồn tại. Cho dù là kinh khủng kia tồn tại, cũng không có bất kỳ biện pháp từ Đông Hoàng Trung bên trong chạy khỏi, chỉ có thể, miễn cưỡng bị Đông Hoàng Trung lực lượng luyện hóa. Nhâm lão vô cùng áy náy nói, đều là bởi vì ta, nếu không, Diệp tiểu tử cũng sẽ không. Hiển nhiên, cho dù là bọn họ những thứ này tin tưởng nhất Diệp Thần người, giờ phút này cũng không khỏi không thừa nhận, Diệp Thần bại cục tựa hồ đã quyết định. Thời đại thượng cổ tham gia chúng thần trận chiến tồn tại đều bị khốn chết ở trong đó, như vậy, Trấn Chư Thần chính là vô địch. Giờ phút này, Đông Hoàng Vong Cơ hét lớn một tiếng nói, đem linh lực bơm vào đến trên người ta. Bản đế muốn luyện hóa tiểu tử đáng chết này. Nháy mắt tức thì, vậy một đám thái chân cảnh cường giả cũng là xuất hiện ở Đông Hoàng Vong Cơ bên người đem linh lực bơm vào đến trong cơ thể hắn. Trong chốc lát, Đông Hoàng Trung phát ra một tiếng ông minh, bên trong bộ vô số đại lộ âm cuồn cuộn. Đông Hoàng trong chuông Diệp Thần bị một trận này đại lộ âm bao phủ, cả người chấn động, không khỏi được phun ra một ngụm máu tươi. Cũng chính là hắn, thể chất nghịch thiên, nếu không, sợ rằng đều phải bị trực tiếp chấn thành xương máu. Diệp Thần sắc mặt vô cùng khó khăn xem, hướng về phía Đông Hoàng Trung chính là một kiếm càn quét, toàn lực chém xuống. Kinh khủng kiếm quang, cuộn sạch ra, đụng vào phân bố phủ văn trung vách đá bên trên. Có thể, ra Diệp Thần dữ liệu phải, cái này cực kỳ một kiếm lại là liền một chút vết rách cũng không có ở Đông Hoàng Trung bề ngoài lưu lại. Đông Hoàng Trung ra, Đông Hoàng Vong Cơ tựa hồ cảm nhận được liền Diệp Thần công kích. Châm chọc cười một tiếng nói, thằng nhóc, đừng uổng phí khí lực, thiên hạ không có người nào có thể phá được cái này Trấn Chư Thần. Ngoan ngoãn bị luyện hóa đi. Diệp Thần một bên thừa nhận sóng công kích, một bên lại là thi triển thần thông, đầu ngón tay một luồng ánh sáng đen bắn ra. Chính là vậy diệt tuyệt thần quang. Cường đại diệt tuyệt thần quang, đánh vào Đông Hoàng Trung bên trên. Diệp Thần ánh mắt, cũng theo đó sáng lên. Có thể... Trước kia không chỗ nào bất lợi diệt tuyệt thần quang, lần này, liền cũng là giống như châu đất xuống biển vậy, không có hiệu quả chút nào. Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn khó coi. Hắn chặt chẽ cắn răng, mặt đầy vẻ không cam lòng nói, chẳng lẽ, ta thật muốn nói rõ ở chỗ này. Cái này Đông Hoàng Trung kết quả phải như thế nào đánh vỡ? Đây là, Sóc Lão mở miệng nói, thằng nhóc, thật ra thì phải phá loại này bảo vật, nói khó khăn, quả thật khó khăn, nói đơn giản. Vậy rất đơn giản. À, có ý gì? Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Sóc Lão nói, người sở dĩ không cách nào đánh vỡ Đông Hoàng Trung, chỉ có một nguyên nhân, chính là người sát kiếm, đẳng cấp còn chưa đủ. Muốn phải phá một kiếm bảo vật, phương pháp tốt nhất, chính là dùng cao đẳng hơn bảo vật tiến hành công kích. Có thể, ta trong tay, thật giống như không có. Diệp Thần cau mày nói, bỗng nhiên, hắn thần sắc động một cái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hoàng Ma Thiên Kiếm. Nhưng mà, Sóc Lão vẫn còn là ngắt lời nói, Hoàng Ma Thiên Kiếm căn bản không phải trạng thái tột cùng, còn không coi là hoàn toàn trưởng thành, nếu như lại qua mấy năm,
lấy ngươi cơ duyên, Hoang Ma Thiên Kiếm có lẽ có thể làm được. Nhưng hiện tại, không được. Thần ấn cũng có thể làm được, nhưng trên mình ngươi thần ấn, căn bản không có năng lượng. Dưới mắt, chỉ có một vật. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hiếu kỳ nói cái gì? Sóc lão nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói, Huyền Linh Châu. Hơn nữa ngươi muốn hoàn toàn hàng phục Huyền Linh Châu, mà không phải là mượn dùng. Diệp Thần ngẩn ra, hắn mặc dù có thể miễn cưỡng vận dụng Huyền Linh Châu, vậy động tới nhiều lần, nhưng còn không tính là hàng phục Huyền Linh Châu à? Đây là, đại lộ âm ba công kích bộc phát mãnh liệt, Diệp Thần thương thế vậy càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên, cả người máu tươi đầm đìa, đều phải thành một cái người máu. Thân thể cơ hồ muốn bị đánh tan đỡ, từng cơn đau nhức từ trong cơ thể xông ra. Tiếp tục như vậy nữa, không ra 30 cái hô hấp, Diệp Thần thân thể nhất định sẽ bị chấn bể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần trong mắt ánh sáng chớp động nói, xem ra, hiện tại cũng chỉ có thể buông tay đánh cuộc một lần. Đây là quyết định sinh tử 30 cái hô hấp. Hắn hít sâu một hơi, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Trong nháy mắt, lực lượng, hồn lực, đều trở thành linh lực. Hơn nữa còn là tinh thuần cực kỳ thái nhất linh lực. Linh lực này ở hắn trong đan điền dâng trào, bơm vào đến một quả màu đen hạt châu bên trong, chính là Huyền Linh Châu. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, trong lòng bàn tay sát kiếm biến mất không gặp, thay vào đó chính là Huyền Linh Châu. Vậy Huyền Linh Châu điên cuồng xoay tròn, hắc quang lớn thả, tựa hồ không phục Diệp Thần khống chế. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy Huyền Linh Châu, chặt chẽ cắn răng, bàn tay run rẩy, liều mạng áp chế trong tay Huyền Linh Châu. Nếu như nói, có bảo vật gì có thể phá Đông Hoàng Trung mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Linh Châu. 30 cái hô hấp. 30 cái hô hấp bên trong, Diệp Thần không cách nào hàng phục Huyền Linh Châu mà nói, chờ đợi hắn chính là tử vong. Diệp Thần chặt chẽ nắm trong tay viên châu, da bị mài bể, không quan tâm, xương cốt bị mài chặn, vậy không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có bơm vào đến Huyền Linh Châu bên trong linh lực. Diệp Thần thần niệm, trước đó chưa từng có bén nhạy, hắn đang thao túng linh lực của mình, cùng Huyền Linh Châu bản thân lực lượng, chống lại trước, tranh đoạt đối với Huyền Linh Châu quyền khống chế. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần bản thân có một chút xíu sơ sót, Huyền Linh Châu bên trong lực lượng liền sẽ không áp chế được, lần nữa nổ. Như vậy, hắn thì thật chết chắc. Ở nơi này sống chết tuyệt cảnh bên trong, Diệp Thần ở tâm cảnh trên, dường như ư mơ hồ có đột phá. Giờ phút này, huyết dịch hắn bên trong phun trào ra lực lượng nào đó, để cho hắn dưới tình huống này, như cũ có thể duy trì chuyên chú, bình tĩnh. Rất nhanh, 20 cái hô hấp đi qua. Để lại cho Diệp Thần chỉ có 10 cái hô hấp. Có thể. Vậy Huyền Linh Châu ở Diệp Thần trong lòng bàn tay, nhưng là bộc phát kịch liệt rung động, năng lượng vậy dần dần cuồng bạo. Đếm ngược giờ, bắt đầu. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Đông Hoàng Trung bên ngoài, Đông Hoàng Vong Cơ các người đều là lộ ra sảng khoái vô cùng nụ cười. Cười đến cuối cùng là bọn họ. Lại còn một cái hô hấp, quỷ dị này nhóc xác rưởi thì phải hoàn toàn chết liền à. Vậy ngay tại lúc này, nguyên bản sao động Huyền Linh Châu, nhưng là đột nhiên yên tĩnh lại. Nhưng, tốc độ xoay tròn nhưng càng lúc càng nhanh. Diệp Thần đôi mắt bên trong, sạch bóng cuồng tránh, thân hình hắn động một cái, liền đem vậy cao tốc xoay tròn, tản ra hắc quang, giống như hắc xoắn ốc Huyền Linh Châu đập về phía Đông Hoàng Trung Trung vách đá. Giữa lúc Đông Hoàng Vong Cơ các người, nụ cười tách ra bỏ vào trình độ cao nhất lúc đó, Đông Hoàng trong chuông bỗng nhiên truyền ra ầm một tiếng vang lớn. Rồi sau đó, Đông Hoàng Trung Trung thể bên trên, ngay tức thì bể tan tành ra một cái lỗ thủng to. Mãnh liệt sóng trùng kích, cuộn sạch bốn phía. Một đám thái chân cảnh tồn tại, đều là rối rít miệng phun máu tươi, lùi lại mấy bước, bị cắn trả. Có thể, giờ phút này, tất cả mọi người đều không có đem sự chú ý đặt ở thương thế trên, mà là bị một màn trước mắt hoàn toàn hấp dẫn. Bọn họ thừa ra, rung động, không cách nào suy tư. Đông Hoàng Trung, lại là phá. Điều này sao có thể? Liền chúng thần cuộc chiến tồn tại đều không cách nào kích phá Đông Hoàng Trung, tại sao sẽ phá à? Mà ở đó bể tan tành chỗ, xuất hiện một đạo thân ảnh, một đạo, cả người nhuốm máu bóng người. Chính là Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, tựa hồ ở bên bờ sinh tử, thân thể cơ hồ đều muốn sụp đổ, chỉ kém một kích tối hậu,
là có thể đem Diệp Thần hoàn toàn giải quyết à? Có thể hắn cố chịu. Rất nhanh, mọi người ánh mắt liền rơi vào Diệp Thần trong tay, một quả xoay tròn màu đen xoắn ốc bên trên, bọn họ đều là từ màu đen kia xoắn ốc bên trong, cảm nhận được liền một cổ vô cùng là sợ hãi hơi thở. Trong chốc lát, bọn họ ốc bên trong đều là xuất hiện một cái khó tin ý niệm. Chẳng lẽ, cái này màu đen xoắn ốc là vượt qua Đông Hoàng Trung Chí Bảo? Cũng chỉ có loại bảo vật này, mới có thể đánh vỡ Đông Hoàng Trung chứ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái nụ cười tà dị nói, ta nói không sai chứ. Không nên cao hứng được quá sớm. Một khắc sau, thân hình hắn động một cái, chính là giống như một hồi màu máu như cuồng phong, gào thét ra. Hắn mặc dù không có chết, nhưng bây giờ tình huống thân thể hạ, vậy chống đỡ không được bao lâu, huống chi, Sóc Lão cùng Huyền Tiên Tử lực lượng rốt cuộc phải đến cực hạn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, cái này Huyền Linh Châu tức liền có thể điều khiển, đối với linh khí tiêu hao cũng là vượt quá tưởng tượng to lớn à. Dưới mắt, Đông Hoàng Vong Cơ các người được Đông Hoàng Trung cắn trả, hơi thở rối loạn, thực lực tạm thời có chút hạ xuống, chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mà Diệp Thần trước nhất tỏa định mục tiêu công kích, dĩ nhiên chính là Đông Hoàng Vong Cơ. Một khắc sau, Diệp Thần liền xuất hiện ở Đông Hoàng Vong Cơ trước người, trong tay màu đen xoắn ốc, hướng hắn hung hăng nện xuống. Đông Hoàng Vong Cơ sắc mặt cuồng biến, chết bóng mờ đã đem hoàn toàn bao phủ. Thân hình hắn bay ngược, chém ra nhuyễn kiếm đồng thời, cũng là kích phát đếm kiện pháp khí hộ thân. Màu đen kia xoắn ốc, dẫn đầu cùng Đông Hoàng Vong Cơ nhuyễn kiếm đụng nhau. Cái này nhuyễn kiếm, cũng không phải là bình thường, mà là một chuôi quy luật thần khí, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng, trình độ cứng cáp tuyệt đối không giống bình thường. Có thể, giờ phút này, chuôi này nhuyễn kiếm lại là ở dưới con mắt mọi người bể. Không sai, chính là bể. Không có chút nào sức đề kháng bể nát. Liền Diệp Thần thấy một màn này, đều có chút ngu. Giờ phút này Huyền Linh Châu uy lực vậy quá đáng sợ điểm chứ. Mà Đông Hoàng Vong Cơ khuôn mặt chính là một phiến trắng bệch, cơ hồ phải bị hù chết à. Đây là, Huyền Linh Châu cùng vậy pháp khí hộ thân hình thành màn sáng, tiếp xúc. Một cái nháy mắt, cũng chỉ có một nháy mắt. Những cái kia màn sáng tất cả đều bể tan tành. Diệp Thần ánh mắt đều có chút đăm đăm. Đây quả thực là bản đơn giản hóa luân hồi diệt đạo à. Đông Hoàng Vong Cơ nhìn vậy nhanh chóng tới gần màu đen vòng xoáy, linh hồn đều phải bốc khói, khuôn mặt triệt để vặn vẹo, lần trước dây thiên đường, cái này một dây trực tiếp ngục à. Rốt cuộc, màu đen vòng xoáy rơi vào Đông Hoàng Vong Cơ trên mình. Thời gian, dừng lại chốc lát, rồi sau đó. Một tiếng nổ, Đông Hoàng Vong Cơ, cái này Đông Hoàng Thiên Điện đứng đầu, cứ như vậy, nổ tung. Biến thành một hồi xương máu, phiêu tán. Liền chăn chối cũng không nói ra, trực tiếp bị giết trong nháy mắt à. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, đưa tay một chiêu, liền đem máu kia xương mù hoàn toàn hút vào một cái bình ngọc bên trong. Trong này có thể hàm chứa tổ vu máu. Vậy một đám thái chân cảnh tồn tại hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một màn này, nhìn Diệp Thần, óc choáng váng, tựa như đang nằm mơ. Bỗng nhiên, Diệp Thần vừa quay đầu, rét lạnh ánh mắt đối nhau liền những người này. Vậy một đám quá thật cường giả, lại là không nói hai lời, trực tiếp vừa quay người liền chạy trốn. Có thể, Diệp Thần có thể dễ dàng như vậy thả qua bọn họ sao? Phệ hồn thông thiên. Diệp Thần thu Huyền Linh Châu, quát lên một tiếng lớn, đi qua chuyển qua dâng trào hồn lực, bộc phát ra, bao phủ toàn trường. Những cái kia thái chân cảnh tồn tại, dưới mắt chân thực trạng thái bất quá cũng nửa bước quá thật và quá thật nhất tầng thiên cỡ đó, rối rít phát ra một tiếng hét thảm. Thất khiếu chảy máu, phần lớn người đều là từ không trung rơi xuống đất. Diệp Thần trên mặt lộ ra một vẻ cười gằn, liền giống như hổ nhập bầy cừu vậy, hướng vậy mấy tên tồn tại nhào tới. Trong tay kiếm quang mãnh liệt, căn bản không có người là một chiêu địch. Kiếm qua chỗ, máu tươi tung tóe, thì có một tên trưởng lão tồn tại, bỏ mạng ở liền hắn dưới kiếm. Vậy mấy tên phản bội Bắc Lăng Thiên Điện trưởng lão, giờ phút này cũng xem bối rối. Diệp Thần giết Thiên Điện trưởng lão, thật là như đổ sát chó vậy à. Giờ phút này, bọn họ trong lòng là vô cùng hối hận. Kinh này đánh một trận, Bắc Lăng Thiên Điện địa vị sẽ ở thiên nhân vực bên trong hoàn toàn nước lên thuyền lên chứ. Mà hết thảy các thứ này cũng cùng bọn họ không liên quan. Bởi vì, bọn họ lựa chọn phản bội.
Ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang tấn công tới, ba người miễn cưỡng ra tay ngăn cản, có thể. Ngay chớp mắt, chính là có ba cái đầu lăn dưới đất. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem vậy một đám Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão tồn tại, cùng với vậy mấy tên phản đồ giết sạch sẽ. Duy nhất có một người, chui tốc thật nhanh, trốn chạy nơi này. Diệp Thần nguyên bản, còn nghĩ đuổi theo đi, có thể, bỗng nhiên, chân hắn bước thoáng một cái, nửa quỳ xuống, Huyền Tiên Tử cùng Sóc Lão lực lượng, rốt cuộc, đã tiêu hao hết. Diệp Thần tiến vào ngắn ngủi thời kỳ suy yếu, không cách nào lại truy đuổi tên kia người chạy trốn. Đây là, Ninh Xích Âm đám người đã là mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên, vọt tới, đỡ Diệp Thần nói, Diệp Thần, người không có sao chứ? Diệp Thần nghe vậy, đang muốn nói gì, có thể, bỗng nhiên nhưng là óc một hồi choáng váng, mất đi ý thức. Làm Diệp Thần tỉnh lại lần nữa lúc đó, đã trở lại một cái nhà quen thuộc lầu các bên trong, chính là Linh Tinh Các. Diệp Thần mặt lộ cười khổ, Huyền Linh Châu mặc dù mạnh mẽ, nhưng, tác dụng phụ vậy giống vậy không nhỏ, cường đại gánh vác lại là liền hắn đều có chút không chịu nổi, ngất đi. Hắn ánh mắt chớp mắt, cũng may nên làm, cũng làm. Đông Hoàng Thiên Điện coi như là diệt. Hắn ngày đó lưu lại, đạp bằng Đông Hoàng Thiên Điện lời thề rốt cuộc thực hiện. Hôm nay, Đông Hoàng Thiên Điện còn có thể dựa vào Hộ Sơn Đại Trận kiên trì một đoạn thời gian, nhưng, duy nhất mất đi cơ hồ toàn bộ thái chân cảnh cường giả, diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Cái này duy trì vô số năm tháng thăng bằng, bị Diệp Thần hoàn toàn đánh vỡ. Lúc này, thân hình hắn động một cái, liền từ Linh Tinh Các bên trong đi ra, hướng Bắc Lăng Thiên Điện Đại Điện đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới trong Đại Điện, Bắc Lăng Thịnh, Nhâm Lão đám người đã chờ ở nơi này. Mấy người cũng là ở chữa thương bên trong. Làm Diệp Thần đi tới trong điện sau đó, Bắc Lăng Thịnh các người đều là thần sắc vui mừng nói, Diệp tiểu tử, ngươi tỉnh. Đông Hoàng Thiên Điện tiêu diệt, cái kế tiếp sẽ là ai? Nhìn xong nhớ cho cười cười bỏ phiếu tháng nha tương đương sao sao đát. Diệp Thần nhìn mấy người thương thế trên người, ánh mắt ảm đạm một chút nói, Đế Quân, Nhâm Lão, Xích Âm tỷ, liên lụy các người bị thương. Vừa nói, hắn liền đem một ít màu máu đan dược, phân cho đám người, những đan dược này cũng hàm chứa hắn máu tươi, sau khi uống, cho dù Bắc Lăng Thịnh các người, bị thương rất nặng, như cũ có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Cho dù là gãy mất cánh tay, cũng có thể lần nữa dài trở về. Dĩ nhiên, nho tổ như vậy cấp bậc tồn tại cao thủ ngoại trừ. Cũng không biết huyết thần hôm nay như thế nào. Ăn vào đan dược sau đó, cảm thụ cường đại kia dược liệu, Bắc Lăng Thịnh các người đều là không khỏi thần sắc vui mừng. Rồi sau đó, Bắc Lăng Thịnh nhìn về phía Diệp Thần, có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp Thần, đoạn thời gian này ngươi đi nơi nào, vì sao thực lực tăng lên được như vậy nhanh chóng? Rồi sau đó, Diệp Thần đem Táng Thiên Hải, Huyết Thần, Vẫn Thần Đảo, nho tổ một ít chuyện tình, cùng mọi người nói. Cuối cùng, hắn ánh mắt nhỏ tránh nói, Đế Quân, nếu là có thể, đoạn thời gian này, dốc hết tất cả tài nguyên đào tạo một tên thiên tài, rất nhanh, đem sẽ có một cái bí cảnh mở, toàn bộ vực ngoại rất nhiều thiên tài cũng sẽ được mời, cái này trong bí cảnh có cao nhất cơ duyên. Bắc Lăng Thịnh các người hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này trịnh trọng gật đầu một cái. Hôm nay, toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện bên trong, trừ Diệp Thần ra, nhất là đệ tử ưu tú chính là thân cái trăm thải xanh tùy cổ thể Ninh Thải Hà. Hôm nay, sau khi thức tỉnh Ninh Thải Hà thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh. Liền liền Ninh Xích Âm đều cảm giác được một chút áp lực. Ba ngày sau, trong Linh Tinh Các, Diệp Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn trong mắt, một hồi thanh mang bạo tránh. Cả người cũng tản ra làm người ta sợ hãi tà khí, sau lưng, mơ hồ hiện lên không mấy đạo nhân ảnh, cùng với một miếng uy nghiêm cửa. Diệp Thần trên gương mặt hiện lên lau một cái đại hỉ vẻ, cái này thì là chân chánh bách tà thể sao? Quả thật vô cùng cường đại. Cái này ba ngày qua, hắn dựa vào vậy tổ vu máu tươi, cùng với tà lão chỉ điểm, thành công luyện thành cái này chân chính bách tà thể. Thực lực lại là có một cái to lớn tăng lên. Hôm nay Diệp Thần, nếu như toàn lực bùng nổ, không mượn Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng, đối với thái chân cảnh cường giả, cũng có thể có mấy phần chiến lực. Nếu như mượn nữa giúp Sóc Lão bọn họ lực lượng, cũng sử dụng Huyền Linh Châu mà nói, thậm chí, có thể tạm thời bộc phát ra khủng bố chiến lực. Đây là, lòng hắn thần động một cái, một đạo có chút ảm đạm quỷ ảnh, liền xuất hiện ở trước người của hắn. Chính là tà lão.
Hắn nhìn về phía Tà lão nói, dựa theo ước định, ngươi, tự do. Diệp Thần là cái nói được là làm được người. Tà lão nghe vậy vui mừng, không có nói gì nhiều, chỉ là thật sâu nhìn Diệp Thần một cái nói, thằng nhóc, hy vọng, tương lai người ta có thể ở Thái Thượng Thế Giới gặp lại lần nữa. Dứt lời, thân hình hắn chớp mắt, liền biến mất không gặp. Ngay tại Tà lão biến mất đồng thời, bầu trời bên trong bỗng nhiên giáng xuống một đạo quang hoa, bao phủ toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện. Ánh sáng rực rỡ bên trong, vang lên một cái Diệp Thần quen thuộc ông già thanh âm nói, lão phu chính là Thần Uyên chi chủ, hôm nay, Long Môn bí cảnh sắp mở, lão phu muốn rộng mời vực ngoại các phe thiên tài, tìm tòi bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên. Phàm là bị màn sáng bao phủ thế lực, đều đưa lấy được một cái tiến vào bí cảnh danh ngạch. Bí cảnh mở thời gian, ở không lâu sau, đến lúc đó, mời các vị đi Long Môn đảo. Giống nhau một màn, ở toàn bộ vực ngoại các nơi, không ngừng diễn ra. Đông Hoàng Thiên Điện. Mấy ngày qua, toàn bộ Đông Hoàng Thiên Điện cũng đắm chìm trong một phiến vẻ buồn rầu thảm sương mù bên trong. Thiên Điện các đệ tử cũng rất rõ ràng, bọn họ hiện tại chẳng qua là núp ở Thiên Điện trong đại trận, kéo dài hơi tàn thôi, phỏng đoán, qua không được bao lâu, Đông Hoàng Thiên Điện liền sẽ hoàn toàn không tồn tại nữa chứ. Hôm nay, toàn bộ Thiên Điện chỉ còn lại có một tên Thái Chân Cảnh trưởng lão. Cái khác cao tầng, bao gồm Đông Hoàng Vong Cơ, cũng thảm chết ở Diệp Thần và Bắc Lăng Thiên Điện trong tay à. Có thể, hôm nay, Đông Hoàng Thiên Điện bầu không khí nhưng là có chút không cùng, so với ngày xưa hơi náo nhiệt một ít. Hôm nay, là Hoàng đế mới lên ngôi ngày. Dựa theo lệ cũ, đế vị để cho Đông Hoàng Hoàng tộc con cháu thừa kế. Đây là, tất cả Đông Hoàng Thiên Điện đệ tử, đều tập trung ở trên quảng trường, vậy duy nhất một tên quá thật trưởng lão. Đi về phía trước mặt mọi người, đang chuẩn bị mở miệng, nói gì? Có thể, đột nhiên tới giữa, toàn bộ Đông Hoàng Thiên Điện nhưng là một hồi đất rung núi chuyển. Một đạo vô cùng là kim quang chói mắt, từ nơi nào đó phóng lên cao. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đây là, một tên đệ tử đột nhiên tròng mắt run lên, kinh hô, ta nhớ không lầm, nơi đó không phải thông thiên cổ lộ lối vào sao? Khó khăn, chẳng lẽ là Lý Sư Huynh trở về? Chung quanh đệ tử nghe vậy, đều là thần sắc động một cái, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ vui mừng. Lý Sư Huynh là ai? Chính là ngày đó, ở Viêm Thật Vực bị Diệp Thần đánh bại Thái Cổ Thị Lý gia truyền nhân, Lý Thiên Tuyệt. Lý Thiên Tuyệt gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện sau đó, cũng không có để cho Đông Hoàng Vong Cơ thất vọng, một đường cường thế quật khởi, bất quá, ở Diệp Thần mang tới áp lực thật lớn hạ. Đông Hoàng Vong Cơ cũng có chút sốc toàn lực, lại là để cho Lý Thiên Tuyệt khiêu chiến thông thiên cổ lộ. Cái này thông thiên cổ lộ, vô cùng là thần bí, thậm chí không có ai biết cái này cổ lộ đi thông nơi nào. Nhưng, bọn họ biết phải, cái này cổ lộ vô cùng là nguy hiểm, cho đến ngày nay, Đông Hoàng Thiên Điện trên lịch sử, thành công từ thông thiên cổ lộ trở về, chỉ có một người. Cái này một người, chính là Đông Hoàng Thiên Điện trên lịch sử, thành tựu lớn nhất đế quân, Đông Hoàng Thánh. Lúc ấy, Đông Hoàng Thánh từ thông thiên cổ lộ trở lại thiên điện sau đó, thực lực liền có bay vọt vậy tăng lên, cơ hồ quét ngang toàn bộ vực ngoại đại lục. Giờ phút này, một nơi trên đỉnh núi, kim quang tung tóe, mà ở kim quang bên trong, đi ra một tên thanh niên. Thanh niên này, diện mạo anh tuấn, thần sắc nhưng lộ vẻ được lãnh ngạo, lãnh đạm. Có chút đặc biệt phải, hắn cặp mắt, phơi bày màu vàng nhạt. Người này, chính là Lý Thiên Tuyệt. Lý Thiên Tuyệt tựa hồ có chút hoài niệm hít sâu một hơi, lẩm bẩm, rốt cuộc trở về, lần này cổ lộ chuyến đi, tuy là cửu tử nhất sanh, nhưng, thu hoạch, cũng là vô cùng to lớn. Hắn khóe miệng dương lên một nụ cười âm lạnh, kim mâu bên trong, ý định giết người cuồng tránh nói, Diệp Thần, ngày đó ngươi cho ta lưu lại khuất nhục, hiện tại, ta sẽ ngàn lần gấp vạn lần còn đưa ngươi. Đột nhiên, hắn thần sắc động một cái nói, ừ. Thiên điện bên trong. Làm sao chỉ còn lại một tên quá thật tồn tại? Lý Thiên Tuyệt thân hình động một cái, liền đi tới trên quảng trường. Vậy một đám Đông Hoàng Thiên Điện đệ tử, thấy Lý Thiên Tuyệt, đều là vô cùng là mừng rỡ hoan hô nói, Lý Sư Huynh, thật sự là ngươi. Lý Thiên Tuyệt bái nhập Đông Hoàng Vong Cơ môn hạ sau đó, một đường hát vang tiến mạnh, là rất nhiều đệ tử tín ngưỡng. Lý Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười, sau đó... Nhìn về phía tên kia quá thật trưởng lão nói, thương trưởng lão, chuyện gì xảy ra?
Thương trưởng lão giờ phút này có chút kinh ngạc khó tin nhìn Lý Thiên Tuyệt, trước mắt người thanh niên này, lại là cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Liền Lý Thiên Tuyệt cụ thể tu vi, thương trưởng lão cũng không nhìn ra được. Bất quá, hắn hay là đem trước mấy ngày phát sinh chuyện cùng Lý Thiên Tuyệt nói. Lý Thiên Tuyệt ánh mắt lóe lên chốc lát, rồi sau đó, mở miệng nói, thương trưởng lão, ta có một đề nghị, người thấy thế nào? À, thương trưởng lão nói, là cái gì? Lý Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói, nếu sư tôn đã chết, Đông Hoàng Thiên Điện, nguy ở một sớm một chiều, bổn công tử thân vi sư tôn tọa hạ duy nhất đệ tử, cứu Thiên Điện tại nguy nan, không thể thoái thác. Hắn ngừng nói, cặp mắt híp lại, một cổ bàng bạc thô bạo bỗng nhiên từ trong cơ thể nộ kích động ra nói, từ bây giờ về sau, cái này Đông Hoàng Thiên Điện đế vị, liền do ta tới thừa kế đi. Đám người nghe vậy đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó, hơi biến sắc mặt. Liền liền thương trưởng lão cũng là có chút khó có thể tin nhìn Lý Thiên Tuyệt. Lý Thiên Tuyệt, đây là muốn xoán đoạt đế vị à? Mà lúc này, một tên thanh niên chính là sắc mặt nặng lạnh nhìn Lý Thiên Tuyệt nói, Lý Thiên Tuyệt, người đang nói gì? Người này, tu vi nửa bước thái chân cảnh, chính là nguyên bản hẳn thừa kế đế vị thí sinh. Lý Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét người nọ một mắt, trong con ngươi kim quang một thịnh, một khắc sau, không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Chỉ gặp vậy nửa bước thái chân cảnh Đông Hoàng nhà thanh niên, lại là ở Lý Thiên Tuyệt ánh mắt dưới, thân thể một hồi vặn vẹo, cuối cùng ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung vì một hồi xương máu. Thương trưởng lão thấy vậy, trong mắt run lên, quát lên, Lý Thiên Tuyệt, người đã làm gì? Đây chính là đế vị người thừa kế à? Chẳng lẽ, Lý Thiên Tuyệt sẽ không sợ Đông Hoàng ra trả thù sao? Nhiều năm qua như vậy, Đông Hoàng nhà có thể ngồi vững đế quân vị, có thể không phải là không có nguyên nhân à? Những cái kia lánh đời không ra siêu cấp cường giả, cũng không sẽ cho phép xoán vị người xuất hiện. Bọn họ tồn tại, như Đông Hoàng Thiên Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Thương trưởng lão cả người hơi thở dâng trào, linh lực chuyển động, tựa hồ thì phải đối với Lý Thiên Tuyệt ra tay. Như là cho phép liền loại chuyện này, liền hắn cũng đem chịu đựng Thái Thượng Trưởng Lão lửa giận. Lý Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói, hôm nay, hắn chết, ta có phải hay không liền có thể thừa kế đế vị? Nói xong, hắn ánh mắt sâu kín nhìn thương trưởng lão. Đang chuẩn bị động thủ thương trưởng lão, chỉ cảm thấy được hô hấp hơi chậm lại, cả người linh lực lại thì không cách nào vận chuyển, mình thân thể cũng không bị khống chế vậy. Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì Lý Thiên Tuyệt cặp mắt bên trong xông ra lực lượng. Thương trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ, sau một hồi trầm mặc, cắn răng nói, ừ. Ngươi là đế quân đệ tử, hẳn do ngươi, thừa kế đế vị. Lý Thiên Tuyệt cười một tiếng, sau đó, nhìn về phía trên quảng trường mọi người nói, các ngươi đều nghe. Đối với Lý Thiên Tuyệt ánh mắt, vậy một đám Đông Hoàng đệ tử đều là trong lòng rét một cái, bọn họ có một loại cảm giác, chỉ cần Lý Thiên Tuyệt muốn, một cái ánh mắt liền có thể giết bọn họ. Lúc này, tất cả mọi người đều là hô lớn, bái kiến đế quân. Lý Thiên Tuyệt cười ha ha một tiếng, ngay tại lúc này, bầu trời bên trong, một đạo cột sáng rơi xuống. Thần Uyên chi chủ thanh âm vang khắp Đông Hoàng Thiên Điện. Lý Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên, lạnh như băng cười một tiếng nói, Long Môn bí cảnh. Ha ha, vậy họ Diệp người vậy sẽ tham gia chứ? Ta sẽ thật tốt để cho hắn thể nghiệm một phen, cái gì gọi là tuyệt vọng. Một nơi băng tuyết trên núi cao, mơ hồ có thể gặp một đạo thân ảnh, xuất hiện ở vô tận trong gió tuyết. Nơi này, tên là Băng Thần Sơn, dị thường giá rét, rất hiếm vết người. Thân ảnh kia ngẩng đầu, xem hướng bầu trời bên trong, không ngừng rơi xuống chùm tia sáng, trong thần niệm, tựa hồ có cảm ứng, nhàn nhạt nói, hôm nay, ta đã thu được băng thần chi tâm, cái này Long Môn bí cảnh, ngược lại là chính thích hợp ta tham gia. Vừa nói, hắn trên mặt, thoáng qua lau một cái rét lạnh nụ cười nói, Diệp thần, hy vọng, người còn sống, bổn công tử nhưng mà rất nhớ người à. Người này, cặp mắt hẹp dài, sắc mặt trắng bệch, chính là Lục Băng. Thân hình hắn động một cái, liền hướng Băng Thần Sơn hạ đi tới, mà ở hắn mới vừa chỗ đứng, lại là té vô số thi thể. Những thi thể này, nhìn qua đều là một ít một đầu tóc bạc mạo mỹ cô gái. Tựa hồ, là thiên nhân vực truyền thuyết bên trong tuyết vai nữ một tộc. Mà những thi thể này nơi ngực, toàn bộ đều có một cái lỗ trống lớn, tựa như bị người miễn cưỡng đem tim đào lên vậy. Cùng lúc đó, thiên nhân vực, bầu trời chí cao điểm.
Một phiến tường vân bên trên, lơ lửng một viên như núi nhỏ giống vậy cổ thụ. Trên cổ thụ, hai đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ. Một cái là con ngươi lưu chuyển huyết nguyệt, khí thế như trời nam tử. Một cái là vóc người hơi còng lưng ông già híp mắt, nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng cặp mắt kia, tựa như đắm chìm trước một phương thiên địa. Diệp lão, để lại cho Diệp thần thời gian không nhiều lắm, táng thiên hải long môn chỗ kia lối vào muốn mở ra, cái này so với chúng ta dự chủ sớm 3 năm. Ta đã thông báo Diệp thần bên người những người đó, không để cho bọn họ tham dự trong đó, Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù giọng bình thản, nhưng nếu như cẩn thận nghe, sẽ phát hiện Nhâm Phi Phàm trong thanh âm thậm chí có một chút lo lắng. Diệp lão sờ một cái râu, nhìn về phía Bắc Lăng Thiên Điện phương hướng, trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó mới nói. Người cái này là đúng, bọn họ nếu là bị mời đi vào, mới sẽ đem sự việc làm được phức tạp hơn. Chúng ta không thể nào vĩnh viễn xem bói đúng, Diệp thần biến số đã phá vỡ rất nhiều bố trí. Nho Tổ, Huyền Cơ Nguyệt, Thái Thượng Thiên Nữ, còn có Huyết Thần và những tên kia, đều đưa bàn cờ này không ngừng phức tạp. Thật ra thì, hiện tại người ta cũng không thấy được tương lai bàn cờ này sẽ biến thành như thế nào. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, không có nói tiếp. Diệp lão thở dài một tiếng, tiếp tục nói, mặc dù rất nhiều thứ cũng nói trước, Diệp thần không nên cái này thời gian tiếp xúc cánh cửa kia. Nhưng đây có lẽ là chuyện tốt, dẫu sao Diệp thần trưởng thành vậy vượt qua ta ngươi dự trù. Còn nữa, Hoa Hạ bố trí, đã bắt đầu, theo ta biết, Diệp Lăng Thiên không cách nào truyền đạt tin tức cho Diệp thần, đã tự mình lên đường đi trước. Sợ rằng, không lâu sau, Diệp tiểu tử phải đi Hoa Hạ vậy bàn cờ bên trong chấp trưởng, khối kia thập đại luân hồi huyền bi bên trong thần bí nhất tồn tại, cũng nên bị thằng nhóc này bắt lại. Nếu như bắt lại cái này mau huyền bia, thức tỉnh vậy đạo luân hồi thần mạch, phỏng đoán Diệp tiểu tử đột phá càng ngày sẽ càng mau. Đến lúc đó, cũng nên bắt đầu đối kháng vạn khư. Nhâm Phi Phàm vẫn không có nói chuyện, hắn nhìn Bắc Lăng Thiên Điện phương hướng có chút ưu sầu. Lớn như vậy cái thúng, đè ở Diệp thần trên người một người, thật sẽ không đem Diệp thần ép vỡ sao? Diệp lão, có chút thời điểm, ta thật muốn ra tay, thử nghiệm phá vỡ hết thảy, Nhâm Phi Phàm đột nhiên nói. Diệp lão ngẩn ra, chợt cười nói, đừng quên ngươi và luân hồi chi chủ đã từng là cam kết. Ừ, Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp. Mà vậy phiến tường vân ở giữa cổ thụ vậy càng phiêu càng xa, cuối cùng tiêu tán ở chân trời. Phảng phất từ không có tồn tại qua. Một đạo độn quang, từ Bắc Lăng Thiên Điện bên trong, phóng lên cao, hướng táng thiên hải chỗ phương hướng bay đi. Khoảng cách long môn bí cảnh mở, còn dư lại một ít thời gian, đoạn thời gian này, Diệp thần dự định ở thần uyên bên trong tiếp tục tu luyện. Mặc dù đang cùng Đông Hoàng Vong Cơ trong một trận đánh, mượn tà lão chiến thắng, nhưng đối mặt Nho Tổ, Diệp thần cũng không cho rằng sẽ như thế đơn giản. Huyết thần hiện tại không biết ở như thế nào, cũng không biết khôi phục thực lực hình học. Trăm ngày ước định, thời gian thoáng qua rồi biến mất. Hắn và huyết thần là bạn, tự nhiên sẽ không nhìn tận mắt huyết thần đi chịu chết. Hắn phải trở nên mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, không lâu sau, thần uyên bên trong. Một đạo hơi thở, phóng lên cao, thần uyên bên trong tất cả mọi người là mặt hiện vẻ kinh ngạc. Hơi thở này, tựa hồ chỉ là có người đột phá thôi, nhưng, chẳng biết tại sao, lại là cho bọn họ một loại vô cùng là cảm giác bị đè nén. Thật là, so một số võ giả đột phá thái chân cảnh lúc tản ra hơi thở, còn kinh khủng hơn à. Chỉ chốc lát sau, hơi thở kia liền thu liễm đi xuống. Giờ phút này, ngồi ở một tòa lầu các bên trong Diệp thần, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, hắn sở dĩ phải trở về thần uyên, vì chính là lợi dụng trước cái này ngắn ngủi thời gian, đột phá mấy phần, để cho hắn thực lực, tiến hơn một bước. Mà thần uyên bên trong, linh khí vô cùng đậm đà, vừa vặn có thể làm được. Bước vào thủy nguyên cảnh 5 tầng ngày sau, Diệp thần cùng đạo vận, quy luật vân. Vân tới giữa liên lạc, càng thêm mãnh liệt, linh lực vậy tăng lên không thiếu. Tổng thể mà nói, tăng lên liền thành tả hữu thực lực. Đừng xem nhẹ cái này liền thành, lấy Diệp thần hôm nay thực lực mà nói, cũng coi là tăng lên không nhỏ. Bất quá cuối cùng vẫn là thủy nguyên cảnh, cảnh giới nhỏ tới giữa tăng lên cũng không tính lớn. Thái chân cảnh tới giữa cảnh giới nhỏ, mới là khác biệt một trời. Đây là, hắn thần sắc động một cái, thân hình chớp mắt,
liền xuất hiện ở gác lửng trước. Giờ phút này, đang có một tên thanh niên đứng ở nơi đó. Thanh niên này, chính là Thần Uyên Thái Hư. Diệp Thần nhìn Thần Uyên Thái Hư, ánh mắt nhỏ tránh, hôm nay Thần Uyên Thái Hư tu vi càng kinh khủng hơn, hiển nhiên là đột phá. Hơn nữa, thực lực vượt xa cảnh giới. Thần Uyên Thái Hư nhàn nhạt nói, Long Môn bí cảnh, sắp mở, nên đi Long Môn đảo. Diệp Thần gật đầu một cái, lần này, hắn cùng Thần Uyên Thái Hư đem cùng tiến vào Long Môn trong bí cảnh, coi như là bạn đồng đội. Rất nhanh, một cái vòng xoáy to lớn bên trong, đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn này lại là nghịch vòng xoáy, lái về phía trên mặt biển, hướng Long Môn đảo cực nhanh bước đi. Trên Long Môn đảo, đã dựng lên một tòa cung điện lớn, bên bờ biển cũng là kiến tạo một tòa bến đò, giờ phút này, đã có rất nhiều thuyền bè, ở trên bến tàu đậu. Những thuyền này chỉ, không hề thiếu đều là thống nhất hình dáng, đen trắng xen nhau, cái loại này thuyền toàn bộ thuộc về Thần Uyên. Vì để cho các phe thiên kiêu, thuận lợi tiến vào bên trong biển, Thần Uyên phái ra không thiếu thuyền bè. Dẫu sao, không có Thần Uyên trợ giúp, người ngoài tiến vào bên trong biển, nhưng mà có chút phiền toái. Hơn nữa, hiện tại sát ao vậy bởi vì Diệp Thần cùng Hứa Yến Linh, Vạn Vô Quang đại chiến, mà bể nát, muốn có vậy đặc thù sát khí hơn nữa khó khăn. Giờ phút này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bến tàu, hướng đảo tìm chỗ cung điện đi tới. Cái này mấy người, chính là Bắc Lăng Thịnh, Nhâm Lão các người. Hôm nay, Bắc Lăng Thịnh các người vậy nhìn như khó khôi phục trọng thương, ở Diệp Thần đan dược dưới sự giúp đỡ, đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Ở Bắc Lăng Thịnh các người sau lưng, đi theo một cô thiếu nữ này thân thể mềm mại bên trên, mơ hồ tản ra trăm thải linh quang, chính là Ninh Thải Hà. Ở Bắc Lăng Thiên Điện đoạn thời gian này tới, dồn hết sức tài bồi dưới, Ninh Thải Hà ngược lại cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, đột phá đến nửa bước thái chân cảnh. Nhưng, giờ phút này, làm mọi người đi tới trên Long Môn đảo lúc đó, nhưng là không khỏi được thần sắc ngưng trọng. Chỉ là trên đường, bọn họ cũng đã gặp được rất nhiều đột phá tu vi đến nửa bước thái chân cảnh, thậm chí là thái chân cảnh người tuổi trẻ. Cái này hoặc giả đắc ý tại thiên đạo suy thoái, có hoặc giả là tông môn vận dụng tất cả tư nguyên kết quả. Không lâu lắm, đám người liền tiến vào trên Long Môn đảo trong đại điện, giờ phút này, trong điện đã tới không ít người, Bắc Lăng Thịnh các người ánh mắt quét qua mọi người tại đây, không khỏi con ngươi co rúc lại, cái này trong đại điện, cường giả như mây. Rất nhiều thiên nhân vực ẩn núp thế lực yêu nghiệt cũng xuất hiện, thái chân cảnh yêu nghiệt cũng không phải số ít. Diệp Thần ở Linh Đô Thành cùng Đông Hoàng Thiên Điện đánh một trận, đem Đông Hoàng Thiên Điện cao tầng cơ hồ giết chết hầu như không còn, Bắc Lăng Thiên Điện thanh danh cũng là vì vậy, ở thiên nhân vực như mặt trời ban trưa. Nguyên bản, Bắc Lăng Thịnh các người vẫn là vô cùng kiêu ngạo, không bao lâu, Bắc Lăng Thiên Điện trở thành cường đại nhất thiên điện, cũng không phải không thể nào. Có thể, bây giờ thấy trong đại điện một màn, Bắc Lăng Thịnh các người chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh tạt vào liền trên đầu. Bọn họ quên mất, thiên điện nói cho cùng chỉ là trên mặt nổi mạnh nhất thế lực mà thôi. Những cái kia lánh đời thế lực mạnh mẽ, cho tới nay đều vượt xa bọn họ tưởng tượng. Đang bình thường võ giả trong mắt, vô cùng chân quý đạo tinh, đến những cái kia lánh đời thế lực trước mặt, cũng không quá như vậy. Bởi vì, chính bọn họ trong tay rất có thể liền nắm giữ tương tự tài nguyên. Vậy võ giả, cho rằng đạo tinh là duy nhất, chẳng qua là bởi vì ánh mắt có hạn thôi. Ngay tại lúc này, đại điện ra đột nhiên có một hồi sát khí truyền tới. Không ít người, đều là theo bản năng hướng cửa nhìn ra ngoài. Chỉ gặp, một tên mặc áo bào đen, sắc mặt âm trầm, khóe miệng mang theo thói quen cười nhạt, một đôi màu xám cho trong mắt phun trào ra hung ác ý thanh niên, đi tới trước mặt mọi người. Thanh niên này, một thân một mình tới đây, nhưng, không thiếu tại chỗ cường giả, thấy thanh niên này ngay tức thì đều là không nhịn được hơi biến sắc mặt nói, hơi thở này, là thiên nhân vực hung đảo người. Nghe nói, vậy bị kẹt ở hung trên đảo thập đại ác nhân, nhiều năm trước, lượm một cái trên biển bay tới đứa nhỏ, cái đứa nhỏ này trở thành thập đại ác nhân học trò, nắm giữ thập đại ác nhân cả người tuyệt học. Không chỉ có như vậy, cái đứa nhỏ này, từ nhỏ ở hung trên đảo lớn lên, huyết mạch biến dị, lại là có thể hấp thu hung đảo đặc thù sát khí này, thi triển ra, uy lực vậy không thể khinh thường. Cái đứa nhỏ này, tựa hồ gọi là Lâm Hung, chẳng lẽ, chính là hắn? Thanh niên áo bào đen kia, ánh mắt quét qua mọi người tại đây, đột nhiên, bước chân động một cái,
đi tới một tên mặc cẩm bào mặt tròn nam tử trước mặt, mỉm cười nói, vị huynh đài này, xin hỏi cao tính đại danh, tại hạ Lâm Hung. Viên kia mặt thanh niên sửng sốt một chút, ngay sau đó đáp, lánh đời thế gia, Trần Phi Sách. Đám người thấy vậy, đều có chút không rõ ràng, cái này Trần Phi Sách, bất quá là còn thật cảnh tu vi, ở cái này trong đại điện, không hề coi là cường giả, Lâm Hung biết hắn làm gì. Phải biết, cái này Lâm Hung bất ngờ là một tên thái chân cảnh tồn tại à. Hơn nữa, tuổi tác không tới 1000 tuổi. Có thể nói là thiên tài bên trong thiên tài. Huống chi, hắn lấy được thập đại ác nhân chân truyền, thực lực hẳn vượt xa cảnh giới. Cái này cùng thiên kiêu, bình thường mà nói, hẳn liền cành đều sẽ không lý Trần Phi Sách như vậy dế nhũi mới là à. Ngay tại lúc này, Lâm Hung mỉm cười nói, Trần Huynh, người ta quen biết rất ít, cùng ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu, không bằng ngươi ta họp thành đội, như thế nào? Trần Phi Sách nghe vậy, có chút thụ sủng nhược kinh nói, có thật không? Cầu không được. Đám người nghe vậy, hơn nữa không hiểu. Cái này Lâm Hung kết quả muốn làm gì? Ngay tại lúc này, Lâm Hung khẽ mỉm cười, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, rồi sau đó đối với Trần Phi Sách nói, Trần Huynh, miệng khát sao? Trần Phi Sách sửng sốt nói, không khát, thế nào? Lâm Hung nụ cười không thay đổi nói, ta có chút khát, có thể thay ta ngâm bình trà sao? Trần Phi Sách nghe vậy, nhướng mày một cái, pha trà. Đây không phải là người làm chuyện sao? Đây là, Lâm Hung vội vàng nói, Trần Huynh không muốn hiểu lầm, ta tới địa phương, bằng hữu tới giữa mới sẽ lẫn nhau pha trà, Trần Huynh nếu không phải muốn làm bạn của ta, vậy coi như xong. Trần Phi Sách do dự chốc lát, vẫn là lấy ra bình trà cùng nước nóng nói, mời Lâm Huynh chờ chút. Rất nhanh, liền ngâm một bình linh trà, cho Lâm Hung đưa tới. Lúc này, không ít người đã mặt lộ nghiền ngẫm vẻ. Bọn họ đã nhìn ra, Lâm Hung, căn bản không phải tìm cái gì bạn đồng đội, mà là ở tìm nô lệ à. Trần Phi Sách cũng biết, có thể nếu đã đáp ứng, lại có thể làm sao? Hiện tại, đổi ý sao? Hung đảo truyền nhân có thể để cho ngươi tùy tiện đổi ý. Giờ phút này, Trần gia trưởng bối mặc dù có chút khó chịu, nhưng, cái này trên Long Môn đảo vậy có quy củ, nhỏ đồng lứa chuyện, thế hệ trước không thể tùy tiện nhúng tay. Đây là, Lâm Hung đột nhiên trên mặt nụ cười, hơn nữa đậm đà một phần, hướng Ninh Thải Hà đi tới. Bắc Lăng Thịnh các người thấy vậy, đều là sắc mặt trầm xuống. Rất nhanh, Lâm Hung liền đi tới Ninh Thải Hà trước mặt, mỉm cười nói, vị cô nương này, người tên gọi là gì, tại hạ, muốn cùng ngươi họp thành đội. Trong đại điện, không thiếu võ giả đều là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Cái này Lâm Hung là ở tìm trái hồng mềm nặn à. Vậy cô gái xinh đẹp phải xui xẻo. Ninh Thải Hà nhìn Lâm Hung, mắt đẹp lóe lên, nàng nhàn nhạt mở miệng nói, đa tạ Lâm công tử ý tốt, bất quá, ta độc lai độc vãng đã thành thói quen. Đám người nghe vậy sửng sốt một chút, Ninh Thải Hà lại cự tuyệt. Lá gan cũng không nhỏ. Hiện tại Lâm Hung sẽ làm sao? Lâm Hung trên mặt nụ cười đột nhiên biến mất, thật là, liền cùng biến sắc mặt như nhau, hắn nhìn chằm chằm Ninh Thải Hà, một lát sau. Đột nhiên xoay người ngồi về mình chỗ ngồi, bưng lên trên tay vịn, Trần Phi Sách pha trà nếm một cái, rồi sau đó, hắn chợt đem vậy ly trà đập bể trên đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Phi Sách nói. Ngươi, chính là như thế pha trà. Ngươi có thể biết, ở chúng ta nơi đó không có thật tốt pha trà chính là đối với bằng hữu bất kính. Trần Phi Sách, ngươi ở xem thường ta Lâm Hung sao? Trần Phi Sách nghe vậy, thần sắc biến đổi nói, không dám, Lâm Huynh. Ta cái này thì cho ngươi lần nữa ngâm. Lần nữa ngâm, Lâm Hung cười lạnh nói, ta người này, tự nhận là nóng nảy coi như không tệ, nhưng, ta duy nhất không chịu được chính là xem thường ta, người phản bội ta. Ngươi muốn lần nữa ngâm, ta cho ngươi, lần nữa ngâm cơ hội liền sao. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Hung lại là bạo khởi làm khó dễ, chợt đối với Trần Phi Sách ra tay. Hắn tiện tay đánh ra một chưởng, hướng Trần Phi Sách ngực ấn đi. Một đạo sát khí ngang dọc trưởng ấn, ngay tức thì ở trên không khí bên trong ngưng tụ, cái này trưởng ấn bên trên, liền chỉ tay đều rõ ràng có thể gặp, trông rất sống động, nhìn qua thật là giống như thật bàn tay vậy. Mặc dù chỉ là Lâm Hung tiện tay đánh ra, nhưng là tràn đầy một loại hung hãn, bá đạo ý vận, quy luật lực ở trưởng ấn bên trong dâng trào. Trần Phi văn bản sắc cuồng biến,
hắn bất quá là một tên còn thật cảnh trung kỳ tồn tại, nơi nào là Lâm Hung đối thủ. Lật đật dưới, Trần Phi sách rút ra bội kiếm bên hông ngăn cản, đâm ra một đạo kiếm quang, nhưng, kiếm quang kia nhưng là ở chạm được Lâm Hung trưởng ấn, liền biến thành nghiền, thậm chí, trường kiếm trong tay cũng là rời tay bay ra. Trần Phi sách cả người vậy kêu thảm một tiếng, bị một trường này chụp được bay bổng lên, miệng phun máu tươi, trùng trùng ném xuống đất. Trần gia trưởng bối kêu lên một tiếng nói, sách mà. Hắn vội vàng đem Lâm Phi sách đỡ dậy, thay hắn kiểm tra thương thế, rất nhanh, hắn chính là sắc mặt trầm xuống. Lâm Hung một trưởng này, đem Trần Phi sách xương sườn toàn bộ đánh tan nát, liền phổi cũng đánh nứt gà. Ra tay, quá ác. Hắn nhìn Lâm Hung, trong mắt lửa giận sôi trào, thật là xem muốn ăn thịt người như nhau, có thể hết lần này tới lần khác cầm Lâm Hung không có biện pháp nào. Đây là, Lâm Hung lần nữa vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Thải Hà, khóe miệng nâng lên một nụ cười nói, vị cô nương này, ta lần nữa thành tâm mời ngươi cùng ta cùng nhau họp thành đội, hy vọng cô nương có thể cho ta một cái cơ hội. Đám người đôi mắt híp một cái, bọn họ rất rõ ràng, mới vừa rồi một màn kia là Lâm Hung làm cho Ninh Thải Hà nhìn. Đây chính là uy hiếp trắng trợn à. Lần này, Ninh Thải Hà còn dám không đáp ứng sao? Ninh Thải Hà trong chốc lát có chút không biết làm sao, đáp ứng, là không thể nào đáp ứng, nàng coi như muốn hầu hạ, cũng chỉ sẽ hầu hạ Diệp Thần một người. Có thể rốt cuộc muốn trả lời như thế nào Lâm Hung? Lâm Hung nhìn Ninh Thải Hà hơi có vẻ hốt hoảng hình dáng, trên mặt lóe lên một chút nghiền ngẫm vẻ. Có thể, ngay tại lúc này, ngoài điện nhưng là đột nhiên vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử nói, lần nữa mời. Ta khuyên ngươi, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi cho dù lại mời 100 lần, 1000 lần, lấy được cũng chỉ sẽ là cự tuyệt mà thôi. Đám người nghe vậy, tất cả giật mình, là ai dám như vậy chống đối Lâm Hung? Bọn họ rối rít hướng cửa điện chỗ nhìn. Chỉ gặp, đi tới là một tên thần sắc lãnh đạm chàng thanh niên. Nháy mắt tức thì, mọi người con ngươi đều là một đột, nhìn như tựa như đều phải trừng ra hốc mắt vậy, không tưởng tượng nổi nhìn người thanh niên này. Người này lại là một tên thủy nguyên cảnh tồn tại. Vẫn là thủy nguyên cảnh 5 tầng thiên. Cái loại này tu vi, liền cho Lâm Hung làm nô bộc cũng không xứng chứ. Còn dám không tiếc lời. Muốn chết sao? Mà Ninh Thải Hà thấy Diệp Thần xuất hiện, mặt đẹp bên trên trong nháy mắt hiện lên nồng nặc vui mừng, rực rỡ cười một tiếng nói, Diệp đại ca. Bắc Lăng Thịnh các người hai mắt nhìn nhau một cái, mặt mũi cũng là buông lỏng xuống. Diệp Thần tới, giải quyết vấn đề. Có thể. Có một người nhưng mất hứng. Người này dĩ nhiên chính là Lâm Hung. Hắn vô cùng lạnh như băng quét Diệp Thần một cái nói, ngươi là ở nói chuyện với ta. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái thủy nguyên cảnh con kiến hôi lại dám như thế đối với mình phát biểu. Thậm chí, hắn cũng không biết, loại phế vật này là làm sao xuất hiện ở trên Long Môn Đảo. Hôm nay, không có được mời nhưng là không cách nào nhập đảo à. Diệp Thần lãnh đạm nói, người lỗ tai không tốt sao? Lâm Hung nghe vậy, nổ. Bị Diệp Thần thái độ hoàn toàn chọc giận. Vốn là, hắn sở dĩ tới và người họp thành đội, chỉ là muốn tìm mấy cái nô bộc, thuận tiện lập cái uy thôi. Hiện tại, hắn thay đổi ý nghĩ. Hắn muốn hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần, để cho Diệp Thần coi mình chó, khuất nhục vô cùng tiến vào cái này Long Môn trong bí cảnh. Cùng mình hành hạ mệt mỏi, lại giết. Hắn nhưng mà thập đại ác nhân truyền nhân à, cầm ngươi làm nô bộc đều là để mắt ngươi, đều là nhân từ, không nghĩ tới, nhảy ra cái cho mặt không biết xấu hổ con kiến hôi. Ha ha, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì gọi là chân chính kẻ ác đi. Một khắc sau, Lâm Hung xuất thủ lần nữa. Lần này, Lâm Hung có thể không có gì ý thu tay, cả người linh lực vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, cả người giống như sát thần vậy. Quanh thân bay vút lên trước hai cái sát khí long, vậy sát khí long cuồn cuộn dưới, ngưng kết thành một quả to lớn sát khí giấu quyền, đi đôi với Lâm Hung ra quyền động tác, quyền kia ấn hướng Diệp Thần hung hăng đánh tới. Lâm Hung trong mắt hàn mang đại thịnh, nạt nhỏ, bách đồ quyền. Một tên thái chân cảnh người đàn ông trung niên, nghe vậy cả kinh nói, bách đồ quyền. Thập đại ác nhân bên trong, đứng hàng thứ bảy điên đánh chết ma chính ti tuyệt kỹ thành danh. Không ít người nghe vậy. Đều là mặt lộ vẻ kinh sợ nói, nghe nói, cái này bách đồ quyền chính là cấp tột cùng quyền pháp, năm đó Trịnh Ti bằng quyền này có thể vượt cấp mà chiến, mà đây nhân tính như điên chó, hơi bị người khác châm chọc một câu,
liền muốn giết người cả nhà, hơn nữa, chiến đấu chỉ dùng quyền, dựa vào một hai quả đấm đầu, nhiều lần đem cửu nhân cả nhà mấy trăm miệng, đánh thành thịt nát, liền trẻ sơ sinh cũng không buông tha. Vì vậy, mới được điên đánh chết ma danh hiệu. Vậy Thủy Nguyên Cảnh tiểu tử, chết chắc. Có thể, cho tới giờ khắc này, Diệp Thần nhưng là như cũ vô cùng lãnh đạm đứng tại chỗ, thậm chí, khóe miệng còn treo một món nụ cười khinh thường. Nụ cười này hơn nữa kích thích Lâm Hung, hắn cả người linh khí, sát khí điên cuồng bơm vào đến dấu quyền bên trong, hắn phải lấy quyền này uy lực kinh khủng, hoàn toàn khuất phục mọi người tại đây. Nhưng, hắn sẽ không giết Diệp Thần, trước chấn vỡ ngũ tạng lục phủ đi, từ từ đi, trực tiếp nghiền nát liền không dễ chơi. Mọi người thấy Diệp Thần một hơi một tí, cũng lấy là hắn muốn bó tay chờ chết, có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là tùy ý nâng lên tay, hướng Bách Đồ Quyền giấu quyền, một quyền đánh. Thấy một quyền này, một đám võ giả, không khỏi được lộ ra lau một cái nụ cười châm chọc. Phế vật chính là phế vật, liền sắp giấy chết cũng không chịu được như vậy. Diệp Thần một quyền này, lại là không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, hoàn toàn dựa vào thuần lực lượng đánh ra. Như vậy một quyền, lại tại sao có thể là vậy năm đó danh chấn táng thiên hải Bách Đồ Quyền đối thủ? Huống chi, là ở hai bên tu vi chênh lệch to lớn như vậy dưới tình huống. Lâm Hung cũng là cười lạnh một tiếng, Diệp Thần bị nghiền ép kết cục đã định trước. Ngay tại lúc này, Diệp Thần quyền rốt cuộc cùng vậy Bách Đồ Quyền giấu quyền, đụng nhau. Vô cùng quỷ dị một màn, xuất hiện. Vô tận sát khí lăn lộn, lộ ra sát cơ, dường như muốn đem giữa trời đất nơi có sinh linh, cũng một quyền đập bể khủng bố giấu quyền, lại là đang cùng Diệp Thần quả đấm đụng chạm ngay tức thì, nổ tung. Không có chút nào sức đề kháng nổ tung. Giống như, tuyết gặp lửa cháy bừng bừng vậy trực tiếp tan rã hầu như không còn. Lâm Hung lại là sắc mặt cuồng biến, liền lùi mấy bước, khóe miệng sắc mặt một hồi xanh trắng lần lượt thay nhau, tựa hồ cũng không hơn gì. Hắn khóe mắt cuồng loạn, không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Mới vừa thông qua dấu quyền truyền tới cự lực, thật là giống như ảo giác vậy à. Một cái thủy nguyên cảnh tồn tại làm sao có thể có như vậy lực lượng. Mà trong đại điện một đám võ giả, lại là ngu, điên rồi, muốn hộc máu. Có thể tới chỗ này võ giả, đều có thể nói thân phận không rẻ, có thể, cho dù lấy nhãn giới của bọn họ, cũng căn bản không cách nào hiểu một màn trước mắt liền à. Trong góc, lại là có hai người núp ở bóng mờ bên trong bóng người, ánh mắt chớp mắt, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ rung động, nhưng, rất nhanh liền bình phục đi xuống. Cái này hai người chính là Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt. Nguyên bản, bọn họ cũng lấy là Diệp Thần phải bị nghiền ép, có thể không nghĩ tới, Diệp Thần thực lực ra ý liệu. Bất quá chỉ như vậy mà thôi thôi. Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt trên mặt mang một món tương tự cười nhạt, Diệp Thần thực lực tuy mạnh, nhưng, bọn họ tự tin còn không bằng mình. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, mà Lâm Hung cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt hung mang lớn thả, quanh thân sát khí cuồn cuộn, tựa hồ muốn thi triển cái gì khủng bố thủ đoạn. Một giọng già nua vang lên nói, ha ha ha, lần này Long Môn bí cảnh chuyến đi, ta vực ngoại thật đúng là nhân tài lớp lớp xuất hiện à. Bất quá, cái này Long Môn bí cảnh chưa bắt đầu, các vị có thể khỏi phải nói trước đem khí lực dùng hết. Nháy mắt tức thì, chú ý của mọi người lực, đều bị đạo thanh âm này hấp dẫn, tựa như thanh âm này có ma lực vậy. Chỉ gặp, một tên đầu đầy tóc đen, tinh thần phấn chấn, mặc một bộ đạo bào ông già, từ ngoài cửa đi vào. Cùng lúc đó, thần uyên chi chủ Âu Dương Hôi cùng một người khác ăn mặc đạo cô thiếu phụ cũng là xuất hiện ở trong đại điện. Diệp Thần thấy vậy chậm rãi để tay xuống. Cái này tóc đen ông già, thực lực không có ở đây thần uyên chi chủ dưới, nếu hắn đã lên tiếng, Diệp Thần cũng không có cãi lại cần thiết. Dù sao, nếu như Lâm Hung tìm chết nói, trong bí cảnh, có chính là cơ hội giết hắn. Đây là, một cô gái cùng người trung niên cũng là đi tới trong đại điện. Cô gái này tướng mạo tuyệt đẹp, mặt mũi nhưng lộ vẻ được có chút tiểu tụy, mà bầu bạn ở bên người người trung niên, mặt như quan ngọc, khí chất cao quý. Cái này hai người, chính là Nam Tiêu Ly cùng Nam Tiêu Phong Thanh. Nam Tiêu Ly thấy đứng ở trong sân Diệp Thần, thân thể mềm mại rõ ràng run rẩy một tí, mắt đẹp bên trong là vô tận nhớ nhung, có thể, nàng nhưng là cố nén, không có lên tiếng, đi theo Nam Tiêu Phong Thanh đứng ở đại điện xó xỉnh bên trong. Trước mấy ngày, Lục Băng trở lại Nam Tiêu Thiên Điện, hiện ra vô cùng sợ hãi thực lực, thậm chí,
liền Nam Tiêu Phong Thanh hôm nay cũng chưa chắc là Lục Băng đối thủ. Nàng hiện tại cùng Diệp Thần gặp nhau sợ rằng chỉ sẽ hơn nữa chọc giận Lục Băng, nàng không muốn cho Diệp Thần chế tạo phiền toái. Đây là, vậy tóc đen ông già mở miệng nói, nên người tới, kém không nhiều đều đến đông đủ, cái này Long Môn bí cảnh mở thời gian, cũng sắp đến rồi, hiện tại, lão phu liền phải nói cho các ngươi, lần này Long Môn bí cảnh, rốt cuộc là cái gì? Vừa nói, tên này thực lực sợ hãi ông già, trên mặt cũng là hiện lên vẻ ngưng trọng. Lần này Long Môn bí cảnh, trên thực tế cùng cái này Long Môn đảo cũng không liên quan, Long Môn bí cảnh chỉ là một lối vào, đi thông một nơi thiên nhân vực và thái thượng thế giới tới giữa không biết khu vực lối vào. Mà đây cái không biết khu vực, rất có thể là một vị cường giả mở ra tự tại thiên. Cái gì? Lời ấy một nơi, trong đại điện chính là vang lên này thay nhau vang lên tiếng kinh hô. Tự tại trời, tại chỗ võ giả cũng không xa lạ gì, đem tự tại thiên tạm thời hiển hóa, tất cả người đều có thể làm được, nhưng muốn cho tự tại thiên trực tiếp trở thành nối liền thiên nhân vực và thái thượng thế giới một khối bí cảnh. Cho dù là thái chân cảnh cường giả vậy không thể nào làm được à. Thậm chí, còn kém được cực xa. Vậy, tên cường giả này nên có bao nhiêu mạnh bao nhiêu? Vượt qua thái chân cảnh. Không cách nào tưởng tượng, nhưng có thể khẳng định là, tên này đại năng tuyệt đối có tư cách ở thái thượng thế giới đứng vững chân. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều không khỏi được lửa nóng lên, một cái vượt qua thiên nhân vực cường giả lưu lại tự tại trời, trong đó tất nhiên có cao nhất cơ duyên à. Đây là, thần uyên chi chủ cũng là mở miệng nói, chỗ này địa phương, vượt qua 1000 tuổi trở lên võ giả, không cách nào tiến vào, nhưng có một chút ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Vừa nói, hắn đôi mắt bên trong mơ hồ hiện lên vẻ ác liệt vẻ nói, lần này nơi đây mở, không chỉ ở vực ngoại xuất hiện lối vào, theo ta biết. Thái thượng thế giới một ít địa phương, có thể giống vậy có lối vào tồn tại, cho nên, lần này, các ngươi phải đối mặt, không chỉ có cái này trong bí cảnh nguy hiểm, còn có những cái kia có thể đến từ thái thượng thế giới võ giả. Đám người nghe vậy, trong lòng rét một cái, không phải tộc ta hắn tim tất dị, nếu như giống vậy thân ở vực ngoại, còn có thể dựa vào sau lưng thế lực chế ước một hai, nhưng, đối mặt thái thượng thế giới võ giả đâu? Căn bản không có chút nào chế ước có thể nói à. Như vậy, hai bên nếu như gặp gỡ, chỉ có thể bùng nổ một tràng chém giết. Lần này bí cảnh chuyến đi, máu tanh trình độ có thể tưởng tượng được. Tên kia đạo cô giơ tay lên một cái, đem từng viên lệnh bài phân phát cho tại chỗ đem muốn đi vào bí cảnh các yêu nghiệt, mở miệng nói, lệnh bài kia, các ngươi mang, có lệnh bài kia mới có thể đi vào vậy bí cảnh, đồng thời, lệnh bài sẽ đem các ngươi ở trong bí cảnh gặp hết thảy, đổi thành là hình ảnh, truyền về nơi này. Vừa nói, sau lưng ánh sáng chớp mắt, xuất hiện một mặt to lớn truyền ảnh tinh. Truyền ảnh tinh bên trên, chia nhỏ trước vô số khu vực, duy nhất có thể cho thấy tất cả tiến vào bí cảnh người tình huống. Vậy tóc đen lão giả nói, tốt lắm, nên nói hết rồi, có thể hay không đoạt được vậy trong bí cảnh cơ duyên, liền xem các vị biểu hiện, hiện tại, mời vào nhập bí cảnh người, theo ta tới, còn lại người liền lưu lại nơi này trong đại điện. Vừa nói. Liền dẫn Diệp Thần các người, đi ra ngoài điện, đi tới một nơi trước tấm bia đá. Giờ phút này, tấm bia đá này đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt hoa. Tóc đen ông già tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, vậy trên tấm bia đá, phù văn chớp mắt, liền huyễn hóa ra một đạo cửa không gian. Mọi người thấy cửa không gian, ánh mắt nhỏ tránh, một khắc sau, thân hình động một cái, liền rối rít tiến vào cái này cửa không gian bên trong. Cái này bí cảnh chuyến đi chính là bắt đầu. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, lẩm bẩm nói, thật sẽ có thái thượng thế giới cường giả. Sẽ có vạn khư người sao? Sẽ gặp phải thân độ uyển nhi sao? Vẫn là nói luyện thần tộc. Ta hiện tại tiếp xúc tới những người đó, sẽ hay không quá sớm? Diệp Thần rất rõ ràng, hắn thực lực ở thiên nhân vực cũng không tính trình độ cao nhất, liền Nho Tổ và Hồng Thiên Kinh, thậm chí còn nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt đều không cách nào giải quyết. Nếu như gặp thái thượng thế giới cường giả, chỉ sẽ cửu tử nhất sanh. Nhưng huyết thần và Nho Tổ ước định kỳ, càng ngày càng gần, hắn không có lựa chọn. Hắn phải trở nên mạnh. Mau sớm trở nên mạnh mẽ. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần mở hai mắt ra, chính là hơi sững sờ. Giờ phút này, hắn chính thân chỗ một phiến màu xanh nhạt hoa điền bên trong, quanh thân linh khí đổ không coi là bao nhiêu đậm đà. Chỉ có thể nói, cùng thiên nhân vực kém không nhiều.
Nhưng, cái này đã vô cùng là kinh khủng. Phải biết, vực ngoại là thiên địa đại lộ thai xanh thế giới, mà đây bí cảnh, nhưng là lấy sức người làm được có thể so với thiên địa đại lộ chuyện à. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, mạnh mẽ thần niệm cuồng trào ra, nháy mắt tức thì chính là có phát hiện. Hắn khóe miệng dương lên, thân hình mấy cái chấp động sau đó, liền xuất hiện ở rừng hoa nơi trung tâm, nơi đó sinh trưởng một bụi lóe lên màu tím nhạt huy hoàng linh hoa. Không nghĩ tới, vừa tiến đến liền phát hiện tím tô thần hoa cái này cùng truyền thuyết bên trong linh hoa, cho dù là đối với ta cũng có hơi tăng cường thể chất công hiệu. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị ra tay đem cái này tím tô thần hoa gỡ xuống lúc đó, một tiếng lạnh lùng quát khẽ, bỗng nhiên ở hắn vang lên bên tai nói, thằng nhóc, không muốn chết, liền đem tay ngươi, lấy ra. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt hàn mang chớp mắt, chậm rãi xoay người, hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp, một tên mặc thanh bào, trên trán có nhàn nhạt phù văn, cả người yêu khí lượn quanh thanh niên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, ở sau lưng, còn đi theo hai người đối mặt hắn châm chọc nụ cười yêu tộc. Cầm đầu tên kia yêu tộc thanh niên, mang thiên nhân vực hơi thở, nhưng Diệp Thần ngược lại là không có ở trong đại điện gặp qua, hắn tu vi bất ngờ đạt tới nửa bước thái chân cảnh. Chắc hẳn, hắn trước cũng không tiến vào đại điện. Đây cũng là tại sao, sau lưng hai người yêu tộc sẽ mỉa mai nhìn Diệp Thần, bởi vì, bọn họ căn bản không có thấy Diệp Thần cùng Lâm Hung giao thủ một màn kia. Vậy yêu tộc thanh niên nhìn Diệp Thần, nhướng mày nói, thủy nguyên cảnh. Người vậy có thể tham gia cái này long môn bí cảnh. Loại phế vật này, đi vào không phải muốn chết sao? Thanh niên sau lưng, một tên sinh mắt dọc răng nhọn nam tử cười lạnh một tiếng nói, công tử, cần gì phải nói với hắn như thế nhiều? Không bằng, để cho ta trực tiếp đem ăn. Một người khác yêu tộc cũng là nói, ha ha, thằng nhóc này hù được đều được gỗ liền sao? Một hơi một tí. Ở bọn họ xem ra, giờ phút này, lẳng lặng đứng ở mình cùng trước mặt người Diệp Thần, rõ ràng là sợ choáng váng. Có thể, ngay tại lúc này Diệp Thần nhưng là vô cùng bình thản vừa quay người, trực tiếp đem trên đất tím tô thần hoa hái xuống, bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, thân hình động một cái thì phải trực tiếp rời đi. Ba tên yêu tộc sửng sốt một chút, thằng nhóc này căn bản không phải sợ choáng váng, mà là hoàn toàn đem bọn họ không thấy à. Cầm đầu yêu tộc thanh niên trong mắt tàn khốc chớp mắt. Một cái thủy nguyên cảnh phế vật lại không đem hắn coi vào đâu. Một khắc sau, một tiếng không thuộc về mình gào thét vang lên, vậy yêu tộc thanh niên, trong mắt thanh mang lớn thả, nửa bước thái chân cảnh đại yêu khủng bố yêu khí, bộc phát ra, ngay tức thì hướng Diệp Thần trấn áp đi, lạnh lùng quát, ai bảo ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, vậy vô tận yêu khí chính là ngưng tụ ra một cái thú móng thì phải hướng Diệp Thần bắt đi. Diệp Thần trên mặt, lóe lên lau một cái không nén được vẻ. Vốn là hắn lười phải cùng loại tầng thứ này con kiến hôi so đo, bất quá, nếu đối phương tự tìm cái chết, vậy cũng không có biện pháp. Nhưng, đột nhiên tới giữa, một đạo hồng quang nhưng là ngay tức thì xuất hiện ở vậy thú móng hư ảnh bên trên, chỉ là chớp mắt, liền đem vậy thú móng hư ảnh, nghiền thành nghiền. Hồng quang bên trong vang lên một đạo êm tai thanh âm cô gái nói, Đỗ Thanh Lâm, người này ta bảo. Đỗ Thanh Lâm nghe được cái này đạo thanh âm cô gái. Mặt mũi bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt mơ hồ hiện lên lau một cái vẻ kiêng kỵ, nhưng, vẫn là mạnh chống nói, xích linh lung. Người này có liên quan gì tới ngươi? Vì sao phải quản bổn công tử việc vớ vẩn? Diệp Thần cũng là có chút bất ngờ, thanh âm kia hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Đây là, hồng quang tản đi, hiện ra một đạo mặc màu đỏ quần lụa mỏng, một đôi vô cùng động lòng người mắt sáng khóe mắt chỗ, mang ngọn lửa cháy vậy đỏ ửng. Chân ngọc thon dài, vóc người uyển chuyển cực kỳ cô gái. Cô gái này dung mạo diêm dúa, nhưng, khí chất nhưng cực kỳ bá đạo, giờ phút này nghe vậy, một đôi nhập tấn đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, mặt ngọc có chút nặng lạnh địa đạo. Đỗ Thanh Lâm, người đây là dự định không vâng lời ta. Nếu không phải niệm ở người ta cùng là yêu tộc, người hiện tại đã chết. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo màu đỏ thẫm yêu khí ngay tức thì từ trong cơ thể xông ra, tràn ngập đúng biển cánh hoa. Cô gái này bất ngờ cũng là một tên yêu tộc. Ở đó đỏ thẫm yêu khí bao phủ dưới, Đỗ Thanh Lâm ba người đều là sắc mặt liền trắng, thân thể cũng mơ hồ run rẩy, hiển nhiên, ở huyết mạch bên trên được áp chế. Đỗ Thanh Lâm sắc mặt vô cùng khó khăn xem, chỉ chốc lát sau, vẫn là cắn răng nói, chúng ta đi. Hắn Đỗ Thanh Lâm ở yêu tộc bên trong vậy gọi là trình độ cao nhất yêu nghiệt, có thể so với xích linh lung vẫn còn có chênh lệch không nhỏ.
Phải biết, Xích Linh Lung nhưng mà được gọi là yêu tộc đệ nhất thiên tài tồn tại à. Hơn nữa, truyền thuyết kia bên trong khủng bố huyết mạch. Đừng nói là trẻ tuổi đồng lứa, liên liên rất nhiều cường giả thế hệ trước, sợ rằng cũng không dám cùng Xích Linh Lung là địch chứ. Hơn nữa, không nói huyết mạch, Xích Linh Lung tu vi lại là thái chân cảnh. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nói không chừng, còn phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng giá phải trả. Rất nhanh, Đỗ Thanh Lâm ba người liền mặt đầy vẻ không cam lòng rời đi hoa này biển. Phụ nữ kia nhìn Diệp Thần một cái nói, ngươi chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn bầu trời bên trong, chậm rãi rơi xuống quần đỏ cô gái, gật đầu một cái, ngay sau đó có chút hiếu kỳ nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Thì tại sao biết ta tên chữ? Xích Linh Lung nghe vậy, mặt không thay đổi quét hắn một cái nói, ngươi không muốn hiểu lầm, ta sở dĩ cứu ngươi, bất quá là bởi vì là một cái cam kết. Cam kết? Xích Linh Lung nói, ta thiếu Tử Thắng Long một cái ân huệ, hắn để cho ta lần này Long Môn bí cảnh chuyến đi, nếu như gặp ngươi, liền phải bảo đảm ngươi ở trong bí cảnh an toàn, ngươi vận khí ngược lại không tệ, vừa tiến vào bí cảnh liền và ta gặp được. Diệp Thần nghe vậy, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, Thắng Long thằng nhóc này thật đúng là nhiều chuyện. Bất quá, hắn trong mắt nhưng là lóe lên nhàn nhạt ấm áp. Nhưng, ngay tại lúc này, Xích Linh Lung nhưng là lạnh lùng nói, hiện tại bắt đầu, ngươi muốn đi theo ta không thích vi phạm cam kết, cho nên, sẽ bảo đảm ngươi an toàn, nhưng, có một chút, ta hy vọng ngươi nhớ. Nàng nhìn Diệp Thần, mắt đẹp bên trong thoáng qua lau một cái nhàn nhạt vẻ ngạo mạn nói, ta giống vậy vậy không thích tự tìm cái chết người, cho nên, lần này bí cảnh chuyến đi, toàn bộ hành trình ngươi cũng phải phục tòng ta an bài, hiểu không? Mới vừa, người đối mặt Đỗ Thanh Lâm còn dám coi thường. Tên yếu nên có người yếu thái độ, người cái này căn bản là ở tự tìm cái chết, nếu như lại còn cái loại này tự tìm cái chết hành vi, lần sau ta tuyệt sẽ không quản ngươi. Vừa nói, Xích Linh Lung liền trực tiếp hướng một cái đi về phía. Diệp Thần ngược lại là không có phản bác, hắn ánh mắt nhỏ tránh nhìn Xích Linh Lung hình bóng một mắt, vẫn là lặng lẽ đi theo lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, Xích Linh Lung lời nói kia, mặc dù cao ngạo, trong mắt không người, không biết rõ tình trạng, nhưng, chủ ý còn là tốt, cũng không có tận lực làm nhục Diệp Thần ý. Thứ hai, Xích Linh Lung, dẫu sao và Tử Thắng Long có chút quan hệ, nhìn như còn không phải là thông thường quan hệ, nếu không, cho dù, nàng thiếu Tử Thắng Long ân huệ, nàng há lại sẽ đáp ứng ở nơi này nguy hiểm trong bí cảnh bảo vệ Diệp Thần. Cho nên, Diệp Thần đi theo nàng, không phải cần nàng bảo vệ, ngược lại là muốn chiếu cố một chút nàng. Thứ ba, hết thảy lấy sự thật nói chuyện, hắn cũng không cần giải thích cái gì. Xích Linh Lung gặp Diệp Thần, cứ như vậy không nói một lời đi theo phía sau mình, khẽ cau mày, mắt đẹp bên trong mơ hồ lóe lên lau một cái cao ngạo vẻ. Dựa theo Tử Thắng Long nói, Diệp Thần hẳn là một cái thực lực vượt xa cảnh giới, kiêu ngạo vô cùng yêu nghiệt mới đúng, bây giờ nhìn lại, bất quá là một người bình thường thôi. Diệp Thần lựa chọn rất chính xác, thậm chí, là Xích Linh Lung yêu cầu, nhưng, cũng không phải là nàng muốn thấy. Trong chốc lát, nàng đối với Diệp Thần hoàn toàn mất đi hứng thú. Diệp Thần đi theo Xích Linh Lung, không lâu lắm liền đi tới một cái thung lũng bên trong, đây là, hai đạo khá là thanh âm kinh ngạc vui mừng, ở bên trong sơn cốc vang lên nói, Linh Lung tỷ. Diệp Thần hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp, trong cốc đi ra hai người mặt mũi dáng đẹp yêu tộc cô gái, mặc dù không bằng Xích Linh Lung, nhưng vậy gọi là người đẹp. Hai nàng huyết mạch đều không yếu, chút nào không thể so với thân là huyền yêu thánh tử Tử Thắng Long phải kém, bọn hắn tu vi đều là nửa bước thái chân cảnh, hơn nữa, dung mạo trên cũng là khá làm tướng tựa như, hẳn là đối với tỉ muội. Xích Linh Lung thấy hai người, khẽ mỉm cười nói, Tử Huyền, Thanh Sương. Hai nàng này là nàng đồng bạn, ở bên ngoài liền chuẩn bị xong lẫn nhau tìm kiếm thủ đoạn, hôm nay có thể gặp nhau, cũng là ý liệu bên trong. Trên thực tế, Diệp Thần cùng Thần Uyên Thái Hư giống vậy vậy chuẩn bị tương tự thủ đoạn, nhưng, hai người hiển nhiên cũng không có muốn đi và đối phương gặp mặt ý. Hai cô gái thấy Diệp Thần, trong đôi mắt to nổi lên vẻ hiếu kỳ nói, hắn là. Xích Linh Lung nhàn nhạt nói, Thắng Long nói cái thằng nhóc đó, chính là hắn. Diệp Thần. Hai cô gái ngay sau đó lộ ra hơi có vẻ phức tạp nụ cười. Ở huyền yêu thánh cảnh, hai người bọn họ cùng Tử Thắng Long quan hệ, coi như không tệ. Nhưng,
Từ Thắng Long trong miệng nói cái đó cường đại đến vượt qua suy nghĩ yêu nghiệt, tên là Diệp Thần người, ở các nàng xem ra chính là một chuyện cười thôi. Tử Uyển cùng Thanh Sương nhìn về phía Xích Linh Lung nói, Linh Lung tỷ, chúng ta hiện tại đi làm cái gì? Xích Linh Lung nhắm lại mắt đẹp, thả ra thần niệm cảm giác liền một phen, ngay sau đó mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ vui mừng nói, phía trước một nơi, có một bụi vạn niên đại phượng máu bắn tung, thứ tốt, chúng ta hiện tại liền đi nơi đó, đem cái này phượng máu bắn tung gỡ xuống. Tử Uyển cùng Thanh Sương đều là gật đầu một cái, không có bất kỳ dị nghị, Xích Linh Lung thân là huyền yêu thánh cảnh đệ nhất thiên tài, chính là các nàng người tâm phúc. Có thể, ngay tại mấy người chuẩn bị lên đường lúc đó, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói, ta khuyên các ngươi, không nên đánh vậy phượng máu tung tóe chủ ý. Xích Linh Lung ba người, nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó, Tử Uyển cùng Thanh Sương trên mặt đều là nổi lên một chút dùng mình, cười lạnh nói, lúc nào, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện. Linh Lung tỉ xem ở Từ Thắng Long mặt mũi, cứu ngươi một mạng mà thôi, ngươi thật lấy vì ngươi là chúng ta đồng bạn. Xích Linh Lung nhướng mày một cái, dừng lại hai cô gái, hỏi, nói cho ta nguyên nhân. Nàng còn đối với Diệp Thần có từng tia mong đợi. Có lẽ, Diệp Thần có thể nói ra cái gì chứ? Diệp Thần nhìn Xích Linh Lung nói, ngươi không có phát hiện, có một đầu máu phượng đang bảo vệ vậy phượng máu bắn tung sao? Máu phượng, chấm hỏi, Tử Uyển cùng Thanh Sương, nghe vậy cả kinh, ngay sau đó nhìn về phía Xích Linh Lung. Chỉ gặp, Xích Linh Lung nhưng là mặt đầy rửng rưng vẻ địa đạo, chính là bởi vì cái này. Diệp Thần đang chuẩn bị nói chuyện, Xích Linh Lung nhưng là khá là thất vọng lắc đầu nói, xem ra, ngươi quả thật không giống Từ Thắng Long nói như vậy kiêu ngạo, dũng mãnh, ngược lại, không ôm chí lớn, nhát gan như chuột. Máu kia phượng, ta sớm liền phát hiện, quả thật mạnh mẽ, có thái chân cảnh thực lực, liền ta cũng không có nắm chắc tất thắng, có thể ngươi liền thử nghiệm, cũng không dám thử nghiệm, thì phải buông tha. Võ giả liền cần phải xông thẳng về trước, xem ngươi loại người này. Là ta xem thường nhất, liền hợp lại cũng không dám hợp lại, chỉ sau đó lui, trốn tránh, hèn yếu như vậy, thì như thế nào lên đỉnh võ đạo đỉnh cấp? Ngươi nếu như sợ chết, ở lại chỗ này đi. Vừa nói, liền vừa quay người, trực tiếp hướng phượng máu bắn tung chỗ đi. Nàng đối với Diệp Thần hoàn toàn tuyệt vọng. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần chính là một không đỡ nổi a đấu. Tử Uyển Thanh Sương hai nữ, lại là mặt đầy khinh thường nhìn Diệp Thần nói. Diệp công tử, thật là đủ người đàn ông à. Lá gan, còn không chúng ta người phụ nữ lớn. Chúng ta người phụ nữ, đều biết cầu giàu sang trong nguy hiểm đạo lý. Xem ra, Diệp công tử, cho tới bây giờ không có trải qua sống chết, sợ, cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Thần sắc mặt như thường, nhìn ba phụ nữ rời đi hình bóng, lắc đầu một cái, hắn vốn còn muốn giải thích, hiện tại, lười nói. Trên thực tế, Xích Linh Lung mặc dù phát hiện máu phượng, nhưng, còn có rất nhiều chuyện, là lấy nàng thần niệm căn bản không phát hiện được. Diệp Thần vốn là muốn giúp nàng một chuyện, không nghĩ tới ngược lại bị dạy dỗ một phen. Thậm chí, hôm nay Diệp Thần đã muốn rời khỏi, hắn chiếu cố Xích Linh Lung, chỉ là từ hảo tâm và từ Thắng Long quan hệ, nhưng, hắn có thể không có hứng thú bị người mắt lạnh. Diệp Thần, từ trước đến giờ không phải tính khí tốt. Bất quá, trầm mặc chốc lát. Diệp Thần vẫn là đi theo hai nàng sau lưng, đổ không phải là muốn cứu Xích Linh Lung, chỉ là vậy phượng máu bắn tung vừa vặn cũng là hắn muốn vật. Nhìn bị một phen giễu cợt, còn theo sau Diệp Thần, Thanh Sương cùng Tử Uyển đều là vô cùng khinh miệt cười một tiếng nói, thật đúng là, một chút cốt khí cũng không có à. Ha ha, đây chính là Từ Thắng Long nói ngạo. Không lâu lắm, bốn người liền đi tới vậy một chỗ vách đá trước. Trên vách đá, có một cái tản ra màu máu kiêu căng hang đá, mà ở trước động bất ngờ sinh trưởng một bụi màu đỏ như máu, giống như bay phượng giống vậy đóa hoa. Đó chính là phượng máu bắn tung, hơn nữa chừng vãn năm phần. Xích Linh Lung ba phụ nữ, trong mắt đều là hiện lên lau một cái vẻ kích động. Ngay tại lúc này, trong hang núi, đột nhiên vang lên một tiếng phượng hót. Một đầu to lớn màu máu phượng hoàng, đột nhiên từ vậy chớp động bên trong, phóng lên cao. Cả người huyết quang lượn lờ, nhìn như vô cùng thần dị. Mà hắn cả người tản ra khủng bố yêu khí, lại là không kém chút nào thái chân cảnh đại yêu. Giờ phút này, máu này phượng một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm bốn người, trong mắt tràn đầy băng hàn ý, một khắc sau, hắn quanh thân huyết diễm cùng nhau, chính là sẽ đối đám người ra tay.
Xích Linh Lung thấy vậy, mắt đẹp bên trong hiện lên lau một cái chiến ý, đối mặt máu này Phượng không sợ chút nào, giống như nữ chiến thần vậy. Tử Uyển Thanh Sương nhìn Xích Linh Lung dáng người, trong mắt đều là hiện lên lau một cái ý sùng bái. Một khắc sau, trong tay nhiều hơn một chuôi xích quang lóng lánh trường kiếm, thân hình động một cái, liền lôi cuốn cuộn cuộn kiếm khí, hướng máu Phượng lướt đi. Đạo đạo quy luật lực, ở Xích Linh Lung quanh thân phun trào, mãnh liệt yêu khí kích động, một đạo xích long hư ảnh ở sau lưng hiện ra. Cái này Xích Linh Lung bản thể, bất ngờ là loại nào đó vô cùng là cao đẳng long tộc, hơn nữa còn là vương loại. Ngay chớp mắt, kiếm quang đỏ ngầu liền cùng máu kia diễm đụng vào một nơi, ầm một tiếng vang thật lớn, mênh mông dư âm cuộn sạch bốn phía, Tử Uyển Thanh Sương hai nữ đều là không nhịn được đổ bước lui ra mấy bước, vậy trên vách đá cũng là có mảng lớn đất đá vỡ rơi. Một khắc sau, rào một tiếng liệt hưởng, vậy kiếm quang đỏ ngầu bất ngờ đem huyết diễm ngay tức thì xé nát, chém đến máu Phượng trước mặt, máu Phượng tựa hồ bị Xích Linh Lung sở kích giận, nhọn minh một tiếng, trên mình màu máu Phượng vũ ngay tức thì bắn ra, giống như ngàn vạn chuôi lợi kiếm vậy, hóa là huyết quang mưa hướng Xích Linh Lung bắn xong đi. Ở màu máu Phượng vũ không ngừng làm hao mòn dưới, Xích Linh Lung kiếm quang bên trong uy năng rốt cuộc hao hết. Nhưng, huyết sắc kia Phượng vũ cũng là tiêu tán không còn một mống. Hai bên hai mắt nhìn nhau một cái, xuất thủ lần nữa, hai người trong chốc lát chiến cái lực lượng tương đương. Có thể, Thanh Sương cùng Tử Uyển đều là kinh ngạc vui mừng phát hiện, máu kia Phượng ngọn lửa đối với Xích Linh Lung tựa hồ cơ hồ không có tác dụng, cả người thực lực, được áp chế, dần dần, Xích Linh Lung liền đang trong chiến đấu, lấy được thượng phong. Sau một nén nhang, huyết sắc kia Phượng Hoàng, đã là cả người vết thương chồng chất, mỗi một lần đập cánh, đều sẽ có mảng lớn mưa máu rơi xuống. Một đối với mắt Phượng, nhìn Xích Linh Lung, đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Xích Linh Lung cười lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng nói, Xích Long Trảm Thiên Huyền. Nháy mắt tức thì, Xích Linh Lung sau lưng hư ảnh chính là hoàn toàn dung nhập vào vậy đỏ thấm trường kiếm bên trong, hai tròng mắt của nàng bên trong sạch bóng lớn thả, quanh thân kiếm khí nháy mắt tức thì ác liệt vô số lần, đem không gian cũng cắt thành nghiền, đồng thời, vậy minh mông kiếm ý bên trong còn tràn đầy một loại thuộc về Long Bá Đạo cùng uy nghiêm. Một kiếm này, cực mạnh. Liền liền Diệp Thần nhìn, trong mắt đều là hiện lên lau một cái vẻ tán thưởng, dựa vào một kiếm này, Xích Linh Lung đã có thể đánh bại mới vừa bước vào thái chân cảnh mấy năm phần lớn đối thủ. Máu kia Phượng hiển nhiên cũng là cảm ứng được một kiếm này bên trong ẩn chứa sợ hãi uy lực, ré dài một tiếng, cả người huyết quang hào phóng, cả người máu vũ, toàn bộ ngưng tụ đứng lên, hóa thành phảng phất màu máu đầu thương vật, hướng Xích Linh Lung hung hăng đâm ra. Nháy mắt tức thì, giống như hai cái tinh cầu đụng nhau, Xích Linh Lung kiếm quang cùng huyết sắc kia đầu thương đánh vào một nơi. Kinh khủng đợt khí lăn lộn, đúng phiến thiên địa đều tựa như động đung đưa. Có thể huyết sắc kia đầu thương nhưng là ở Xích Linh Lung kiếm mang dưới thật nhanh hỏng mất đứng lên. Một khắc sau, Xích Linh Lung biến thành kiếm quang trực tiếp xuyên thủng máu Phượng thân thể. Máu Phượng phát ra một tiếng rên rỉ, rơi xuống đất, mất đi sinh mạng. Bất quá, quỷ dị chính là máu này Phượng trên thi thể đột nhiên tản mát ra lũ lũ đạm bạc hắc khí. Nhưng giờ phút này Xích Linh Lung ba phụ nữ đắm chìm trong chiến thắng máu Phượng vui sướng bên trong, cũng không có chú ý tới hắc khí kia. Xích Linh Lung mặt đầy ngạo ý mắt nhìn xuống Diệp Thần nói, hiện tại, ngươi hiểu chưa? Đây mới là võ giả có phong thái. Tử Uyển cùng Thanh Sương lại là mặt đầy vẻ châm chọc. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là thân hình một cái chớp động. Liền xuất hiện ở vậy Phượng máu tung tóe bên cạnh, trực tiếp đem vậy Phượng máu bắn tung bỏ vào trong túi. Xích Linh Lung ba phụ nữ thấy vậy, đều là không khỏi được sắc mặt trầm xuống. Tên này cùng máu Phượng thời điểm chiến đấu, chuyện gì đều không làm, hiện tại liền để cướp đoạt thành quả. Không biết xấu hổ sao? Còn coi như là một người đàn ông. Tử Uyển cùng Thanh Sương lại là trực tiếp quát to, đáng chết tiểu tử, người đang làm gì? Muốn chết sao? Lập tức đem Phượng máu bắn tung giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Thần nhưng là cười nhạt một cái nói, Phượng máu bắn tung. Ta cảm thấy, các ngươi hiện tại có những chuyện khác muốn quan tâm. Dứt lời, hắn vừa quay người, chính là muốn trực tiếp rời đi nơi đây. Tử Uyển cùng Thanh Sương đang chuẩn bị động thủ, nhưng đột nhiên gian, các nàng nhưng là sắc mặt biến đổi, nhìn về phía sau lưng Xích Linh Lung, kinh hô, Linh Lung tỷ. Người thế nào? Chỉ gặp,
Thời khắc này Xích Linh Lung sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, cả người cũng tràn ngập một loại hắc khí, hơi thở suy yếu vô cùng, cơ hồ ngay cả đứng cũng vô cùng là miễn cưỡng. Nhìn như, giống như là chúng độc vậy. Có thể, Xích Linh Lung có Xích Thiên Long tộc huyết mạch, lại là vương chồng, giống vậy độc đối với nàng căn bản không có tác dụng à. Làm sao bị chúng độc như vậy sâu? Hai cô gái hai mắt nhìn nhau một cái, mắt đẹp bên trong đều là hiện lên một cổ vô cùng là vẻ cừu hận, ánh mắt của các nàng ngay tức thì nhắm ngay Diệp Thần, quát lên, là ngươi. Nhất định là ngươi động tay chân. Linh Lung tỷ hảo tâm cứu ngươi, ngươi còn đối với nàng hạ độc. Diệp Thần lạnh lùng quét hai cô gái một mắt, tựa như ở xem hai cái nhỏ xấu xí, hắn không có nói gì nhiều, tiếp tục rời đi. Hai cô gái thấy vậy, lửa giận càng tăng lên, ầm một tiếng, hai đạo uy áp bộc phát ra, thì phải hướng về phía Diệp Thần toàn lực công kích. Có thể, ngay tại lúc này, Xích Linh Lung nhưng là chợt nạt nhỏ, dừng tay, không phải hắn. Hai cô gái nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút do dự nói, nhưng mà, Linh Lung tỷ. Xích Linh Lung nhìn một cái trên đất vậy cái tản ra nhàn nhạt hắc khí máu phượng thi thể, ánh mắt nhỏ tránh nói, thì ra là như vậy. Khó trách, hắn biết nói, không nên đánh cái này phượng máu tung tóe chủ ý. Tử Uyển cùng Thanh Sương hơn nữa không hiểu, Linh Lung tỷ rốt cuộc đang nói gì. Xích Linh Lung uống một quả thánh dược chữa thương, miễn cưỡng áp chế độc tính, thần sắc âm trầm mở miệng nói, máu này phượng, đã từng hẳn ăn qua một loại độc dược, làm hắn máu mang độc. Ta sớm ở cùng quá trình chiến đấu bên trong, cũng đã trúng độc, chỉ là, trực tiếp đem tiêu diệt sau đó, độc tính mới hoàn toàn bùng nổ thôi. Tử Uyển hai cô gái hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi phải hỏi nói thuốc độc gì. Các nàng có chút nghi ngờ, máu kia mưa phiêu sái bốn phía, tại sao chỉ có Linh Lung tỷ trúng độc đâu. Xích Linh Lung mặt đẹp, mơ hồ có chút trắng bệch, mắt đẹp bên trong khó khăn được hiện lên vẻ sợ hãi nói, Đoạn Long Thảo. Đoạn Long Thảo. Hai cô gái nghe vậy, đều là phát ra một tiếng thét kinh hãi, mặt đầy vẻ khó tin. Cái này Đoạn Long Thảo, chính là một loại truyền thuyết bên trong độc dược, nghe nói đã tuyệt tích tại thiên nhân vực, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Trọng yếu hơn chính là, hắn đặc điểm chính là chỉ đối với long tộc hữu hiệu. Hơn nữa, chúng độc người huyết mạch càng là thuần túy, độc tính càng mạnh. Tử Uyển cùng Thanh Sương, giờ phút này cũng là mặt hiện vẻ bừng tỉnh. Khó trách, Diệp Thần để cho các nàng đừng đánh cái này phượng máu tung tóe chủ ý, chính là bởi vì cái này Đoạn Long Thảo à. Một khi Xích Linh Lung cùng máu phượng chiến đấu, tất nhiên bị chúng cái này Đoạn Long Thảo độc. Trong chốc lát, hai cô gái luống cuống, lấy Xích Linh Lung huyết mạch, cái này Đoạn Long Thảo nhưng mà sẽ đòi mạng à. Các nàng nhìn sắp đi xa Diệp Thần, mặt đầy sắc giận, thân hình trước mắt, chính là chắn Diệp Thần trước mặt, trầm giọng nói, Diệp Thần. Ngươi sớm liền phát hiện cái này Đoạn Long Thảo độc. Đã như vậy, ngươi vì sao không nhắc nhở Linh Lung tỷ? Ngươi đáng chết. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi chính là vì cướp đoạt phượng máu bắn tung, cố ý không nói đi. Diệp Thần nghe vậy, cười, nhưng, nụ cười bên trong nhưng là một phiến lạnh như băng. Hắn nguyên bản muốn nhắc nhở Xích Linh Lung, có thể bọn hắn thái độ đâu. Châm chọc, xem thường, nói hắn sợ, không phải người đàn ông. Vậy còn có nói cần thiết? Hắn Diệp Thần vốn cũng không thiếu Xích Linh Lung ba người cái gì. Huống chi, coi như nói, các nàng sẽ tin. Đoạn Long Thảo, nhưng mà trong truyền thuyết Phật, nói ra các nàng cũng chỉ sẽ làm mượn cớ chứ. Diệp Thần nhìn Tử Uyển cùng Thanh Sương, lạnh giọng nói, cho ta cút, nếu như các ngươi không phải phụ nữ, hiện tại, đã chết. Làm đại tiểu thư làm thói quen, lấy là người khác vì ngươi tốt, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cũng không sẽ nuông chiều loại đàn bà này. Nếu như không phải là hắn không thích giết người phụ nữ, hơn nữa, hai cô gái và Tử Thắng Long hẳn cũng có một ít quan hệ, liền trực tiếp ra tay đem hai cô gái nghiền nát. Tử Uyển cùng Thanh Sương nghe vậy, thật là phải bị giận điên lên. Cái này quá cản rỡ. Cho tới bây giờ không có ai bảo các nàng cút qua à. Có thể, ngay tại lúc này, Xích Linh Lung nhưng là suy yếu mở miệng nói, Tử Uyển, Thanh Sương. Trở về, không trách hắn. Nàng có chút không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần có thể phát hiện vậy Đoạn Long Thảo độc, bỏ mặc thực lực như thế nào, chí ít đã chứng minh, hắn thần niệm ở mình bên trên. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tử Uyển cùng Thanh Sương nghe vậy, lo lắng nói, nhưng mà, Linh Lung tỷ. Hắn,
hắn nếu là liền đi như vậy, Linh Lung tỷ ngươi làm thế nào? Xích Linh Lung mặt đẹp bên trên, hiện lên vẻ tự diễu, xấu hổ vẻ. Nàng tự cho là đúng, đối với Diệp Thần giảng đạo, cho rằng hắn không ôm chí lớn, nhát gan như chuột, xem thường hắn. Kết quả thế nào? Chẳng qua là mình ánh mắt thiển cận, hảo tâm làm lòng lang dạ thú thôi. Hôm nay, nàng chỉ có thể coi như là tự thực ác quả, oán không được Diệp Thần, muốn trách, liền trách mình không não. Nàng hít sâu một hơi, hướng về phía Diệp Thần, giọng bình thản nói, lần này là ta sai rồi, đánh giá thấp ngươi, ngươi đi thôi, chuyện này, cùng ngươi vô can. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía Tử Uyển hai nữ nói, Tử Uyển, Thanh Sương, ta đem các ngươi làm muội muội đối đãi, cho nên, muốn dạy cho các ngươi một cái đạo lý, ở trên thế giới này, không có ai có nghĩa vụ giúp ngươi, chúng ta đối với Diệp Thần vô lễ, hắn tại sao còn muốn cứu ta? Cho dù hắn đối với cái này Đoạn Long Thảo, chỉ chữ không sách, đều không coi là sai, dẫu sao, chúng ta trước không có đem hắn làm đồng bạn, mà là một cái phiền toái, không phải sao? Huống chi, Diệp Thần vốn là dự định nhắc nhở chúng ta, là tự chúng ta không thấy, thậm chí, còn châm chọc hắn. Cho nên, hết thảy hậu quả, chúng ta tự gánh vác. Tử Uyển cùng Thanh Sương nghe vậy, đều là thân thể mềm mại chấn động một cái. Bọn hắn xuất thân vô cùng là cao quý, nếu không phải các nàng cũng không có ý trở thành yêu hoàng, bằng bọn hắn thân phận cùng huyết mạch, cơ hồ không có bất kỳ yêu tộc có tư cách cùng các nàng cạnh tranh. Có thể tưởng tượng được, thuở nhỏ, người bất kỳ đều là không lúc nào vì các nàng lo nghĩ, bảo vệ, chiếu cố bọn hắn. Đơn giản mà nói, chính là đóa hoa bên trong phòng ấm. Bất quá, hai cô gái bản chất cũng còn không xấu xa, đi qua Xích Linh Lung phen này dạy bảo. Hai cô gái đều có một loại thể hồ quán đỉnh giống vậy cảm giác. Chuyện này, thật giống như đúng là các nàng sai rồi. Thậm chí, các nàng cảm thấy, Xích Linh Lung trúng độc, có bộ phận nguyên nhân, ở tại trên người mình. Nên là không phải Diệp Thần, mà là các nàng à. Trong chốc lát, hai nàng mắt đẹp đều là một phiến đỏ bừng, đột nhiên, lại là oa một tiếng khóc giống lên. Các nàng một bên khóc, vừa nhìn Diệp Thần. Mặt đẹp bên trên hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ, một khắc sau, lại là trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Cái này một tí, liền Diệp Thần đều có chút ngây ngẩn. Người phụ nữ tâm tư, còn thật là khó khăn lấy đoán, trước một giây, hai nàng này còn muốn đối với tự mình ra tay, hiện tại trực tiếp quỳ. Tử Uyển cùng Thanh Sương quỳ khóc lớn nói, hu 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 ô, Diệp công tử, là chúng ta sai rồi, chúng ta xin lỗi ngươi, ngươi để cho chúng ta làm gì, đều có thể. Diệp công tử, người nếu có thể nhìn ra vậy Đoạn Long Thảo độc, chắc hẳn, vậy nhất định có biện pháp phá giải chứ. Hu hu hu, chúng ta không thể nhìn Linh Lung tỷ chết, van cầu ngươi mau cứu nàng đi. Xích Linh Lung mặt lộ vẻ cười khổ nói, Tử Uyển, Thanh Sương, đứng lên. Ta Xích Linh Lung còn không như vậy dễ chết. Diệp Thần nhìn không ngừng khóc cầu, thậm chí đều đã dùng sức dập đầu. Cầm sáng bóng xinh đẹp trán cũng dập đầu được máu tươi đầm đìa hai cô gái, ánh mắt nhỏ tránh. Hai nàng này mặc dù ngang ngược một ít, nhưng, bản chất quả thật không tính là quá xấu xa. Còn như Xích Linh Lung trừ kiêu ngạo một chút, ngực lớn nhưng không có đầu óc liền một chút bên ngoài, làm người trên lại là không vấn đề gì. Trong chốc lát, Diệp Thần đối với ba phụ nữ ấn tượng đổi cái nhìn không thiếu. Đây là, Xích Linh Lung miễn cưỡng đứng lên, Đoạn Long Thảo độc tính tuy mạnh. Trong chốc lát vẫn không đủ lấy mạng nàng, chỉ là, hôm nay nàng chiến lực giảm xuống không thiếu. Nàng chậm rãi đi tới Tử Uyển hai nữ bên người, kéo hai nữ nói, đứng lên, chúng ta đi. Diệp Thần thấy vậy, lắc đầu một cái, lấy Xích Linh Lung trạng thái bây giờ, coi như không bị độc chết, vậy rất khó ở nơi này nguy hiểm bí cảnh còn sống, có thể nàng, vẫn là phải đi. Nữ nhân này quả thật quá kiêu ngạo một chút. Tử Uyển cùng Thanh Sương mặt đầy vẻ không cam lòng, có thể, nhìn Diệp Thần vậy không có động tĩnh dáng vẻ, đành phải cúi đầu, đỡ Xích Linh Lung, một bên lau nước mắt, một bên hướng phương xa đi tới. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói, đi. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Ba phụ nữ nghe vậy, đều là sửng sốt một chút, không khỏi được quay đầu lại, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mặt không thay đổi nói, người đã đáp ứng Thắng Long. Muốn ở nơi này trong bí cảnh, bảo vệ ta an toàn, quên mất. Lần này, Tử Uyển cùng Thanh Sương, là thật nổi giận. Linh Lung tỷ đều như vậy,
Diệp thần không cho nàng giải độc cũng được đi, còn muốn Linh Lung tỷ bảo vệ. Xích Linh Lung nghe vậy nhướng mày một cái, nhưng, vẫn là gật đầu nói, ngươi nói không sai, đây là ta cam kết, ngươi có thể tự đi lựa chọn rời đi, nhưng, ta không được. Chỉ cần ta không có chết, liền sẽ tiếp tục bảo vệ ngươi. Tử Uyển vội la lên, Linh Lung tỷ, ngươi cũng tổn thương được lại như vậy, làm sao còn bảo vệ à? Xích Linh Lung hiện tại phải làm là toàn bộ lực chữa thương mới đúng. Thanh Sương cũng là tức giận nhìn Diệp thần nói, Diệp công tử, ngươi là rồi trả thù sao? Chúng ta quả thật sai rồi, nhưng, đã xin lỗi ngươi, thậm chí quỳ xuống, còn chưa đủ sao? Nếu như còn chưa đủ, ngươi phải thế nào trừng phạt ta, ta cũng tiếp nhận, nhưng, van cầu ngươi thả qua Linh Lung tỷ đi. Các nàng là đối lý, không đúng, có thể Diệp thần không khỏi có chút quá phận. Diệp thần nhàn nhạt quét Tử Uyển cùng Thanh Sương một mắt, một khắc sau, thân hình chớp mắt, liền là xuất hiện ở Xích Linh Lung trước người, hắn đưa tay một cái, liền trực tiếp nắm Xích Linh Lung cổ tay mạch môn. Xích Linh Lung theo bản năng vùng vẫy một tí, trắng nõn mặt đẹp bên trên cũng là hiện lên lau một cái đỏ bừng, mắt đẹp bên trong tràn đầy xấu hổ vẻ. Diệp thần đây là đang làm gì? Phải thừa dịp nàng không có khí lực chiếm tiện nghi không? Nàng từ ra đời đến hiện tại nhưng cho tới bây giờ không có người đàn ông chạm qua nàng à. Thậm chí, liền có thể cùng nàng nói qua người đàn ông đều rất thiếu. Hiện tại, nhưng là bị Diệp thần trực tiếp nắm tay. Hơn nữa, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, giờ phút này nàng lại là hoàn toàn không cách nào tránh thoát Diệp thần bàn tay. Mặc dù nàng bị thương, thực lực đại giảm, nhưng, cũng không khả năng bị một tên thủy nguyên cảnh tồn tại bắt à. Xích Linh Lung cắn răng một cái, liền muốn liều mạng cựa ra, Tử Uyển cùng Thanh Sương cũng là cả kinh, đang chuẩn bị ra tay, Diệp thần thanh âm nhưng là đồng thời ở các nàng trong tai vang lên nói, muốn sống, thì chớ lộn xộn. Ba phụ nữ nghe vậy đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó, Tử Uyển cùng Thanh Sương chính là mặt hiện vui mừng. Diệp thần đây là muốn là Xích Linh Lung chữa thương à? Xích Linh Lung mặc dù có chút không muốn, nhưng, vẫn là ngưng vùng vẫy. Không có ai, không muốn sống. Trong chốc lát, ba phụ nữ đều là lẳng lặng nhìn Diệp thần. Diệp thần cảm ứng một phen Xích Linh Lung trong cơ thể độc tố, một khắc sau lại là chợt kéo một cái, trực tiếp đem Xích Linh Lung giữ ở trên mặt đất, hơn nữa đem Xích Linh Lung vậy thon dài, trắng nõn, tròn trịa, như ẩn như hiện, phảng phất mỹ ngọc lớn như vậy chân khép lại, ngồi ở bắp đùi của nàng trên, đồng thời, một cái tay, đặt ở Xích Linh Lung đầu vai. Xích Linh Lung kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn vùng vẫy, có thể bị Diệp thần một cái tay đè, nàng lại là không có chút nào sức đề kháng. Một khắc sau, làm người ta huyết mạch phẫn tờ một màn, xuất hiện. Diệp thần một cái tay khác, lại là trực tiếp đem Xích Linh Lung bọc ở nơi bụng lụa mỏng váy đầm dài, xé tan thành từng mảnh, lộ ra một phiến bóng loáng vô cùng, mềm làm cho người khác hít thở khó khăn tồn tại. Tựa hồ là bởi vì khẩn trương. Xích Linh Lung bụng bắp thịt còn đang khẽ run. Nhìn như, cực kỳ cám dỗ. Tử Uyển cùng Thanh Sương thấy cái này vô cùng quỷ dị một màn, mặt đẹp bá một tí chính là đỏ bừng một phiến, trong bụng phảng phất có nước nóng đang sôi trào vậy, nóng bỏng nóng bỏng. Xích Linh Lung cũng là vô cùng là hốt hoảng nói, Diệp thần ngươi đang làm gì? Cho dù kiêu ngạo như nàng, giờ phút này, mắt đẹp bên trong cũng là lóe lên một chút sợ hãi, thân thể mềm mại theo bản năng đấu tranh. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, lợi hại nói, đừng động. Không có nghe gặp. Xích Linh Lung một mực lấy vì mình không sợ bất kỳ uy hiếp, đe dọa, có thể, giờ khắc này bị Diệp thần dày một tiếng, nàng lại hơi có loại cảm giác sợ hãi, theo bản năng ngưng vùng vẫy. Diệp thần đôi mắt ngưng mắt nhìn Xích Linh Lung trần lộ ra ngoài bụng, cũng dậy kiếm chỉ, ở hắn trên đan điền rạch một cái. Hơi chỗ đau, từ nhỏ bụng bên trên truyền tới, kích thích Xích Linh Lung thần kinh. Hô hấp của nàng dần dần thêm nhanh. Nhìn bụng bên trên chảy ra hơi đen máu tươi, Diệp thần ánh mắt bên trong nhiều một phần ngưng trọng. Hắn sở dĩ phải làm những thứ này, cũng không phải là muốn chiếm Xích Linh Lung tiện nghi, mà là bởi vì, độc tố đã tích tụ ở Xích Linh Lung đan điền, nếu muốn giải độc thì phải từ đan điền ra tay. Làm sao rõ ràng? Đầu tiên là đổi máu. Diệp thần máu có thể nói là vạn năng thần dược, lại là có cổ độc thần mạch. Đem dung nhập vào Xích Linh Lung trong cơ thể, cho dù không thể thanh trừ độc tố, cũng có thể phòng ngừa Xích Linh Lung thương thế trở nên ác liệt. Sau đó, chính là dẫn độc.
Làm sao dẫn? Câu trả lời là hút. Đoạn long thảo là đặc biệt nhằm vào long tộc độc tố. Loại độc tố này, bản thân đã có nhất định linh tính, biết chủ động đến gần long tộc xâm nhập long tộc trong cơ thể. Mà Diệp Thần giống vậy có máu rồng long cốt. Cho nên, Diệp Thần muốn làm chính là từ vùng đan điền, đem xích linh lung trong cơ thể máu độc hút ra tới, sau đó để cho độc tố tiến vào mình trong cơ thể, lấy hắn thể chất, bách độc bất xâm, đoạn long thảo vậy không coi vào đâu. Như vậy thứ nhất, liền có thể hoàn toàn hóa giải đoạn long thảo độc. Cái này cũng chỉ có hắn có thể làm được, dẫu sao, người khác không có máu rồng, cho dù cầm đan điền máu đen hút đi ra, bởi vì độc tố có linh tính, căn bản không sẽ theo máu đen cùng nhau chảy ra mà là tiếp tục ở lại xích linh lung trong cơ thể. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, lúc này liền trực tiếp đem đôi môi dính vào xích linh lung bụng bên trên. Cảm thụ trên bụng truyền tới ấm áp, xích linh lung thân thể mềm mại không nhịn được run một tí, phát ra một đạo thanh âm cổ quái. Cũng chỉ ở xích linh lung dương ra đôi môi đồng thời, Diệp Thần chợt duỗi dài cánh tay, đem hai ngón tay, nhét vào xích linh lung miệng bên trong, xích linh lung khóe mắt hiện lên từng chút lệ quang, phát ra một hồi nghẹn ngào tiếng, tựa như bị khi dễ vậy. Diệp Thần vừa dùng lực từ xích linh lung nơi bụng đem máu độc hút ra, vừa hàm hồ quát lên cắn, hút máu. Máu ta có thể cứu ngươi. Thời khắc này xích linh lung, ý thức đều có chút hỗn loạn. Theo bản năng tuân theo trước Diệp Thần chỉ thị cắn bể hắn ngón tay, bắt đầu hút máu, ấm huyết dịch nóng chảy vào trong cơ thể, lại là để cho nàng nguyên bản bởi vì chúng độc cảm thấy từng cơn băng hàn thân thể mềm mại, dần dần lửa nóng lên. Diệp Thần máu, cũng không phải là phàm máu, tiến vào xích linh lung trong cơ thể sau đó, cũng không phải là chảy tới trong dạ dày bị tiêu hóa, mà là từ mao quản, sáp nhập vào nàng thân thể, huyết mạch bên trong bộc phát ra mãnh liệt sức sống. Cùng vậy đoạn long thảo độc tố tiến hành đối kháng. Tử Uyển cùng Thanh Sương, giờ phút này đã hoàn toàn xem ngu, bọn hắn tim ùm ùm cuồng loạn, óc đều phải dừng lại suy tư, vô cùng ngây ngốc nhìn trước mặt một màn. Đây thật là ở giải độc. Giữa lúc Tử Uyển hai cô gái, có chút ngẩn ra lúc đó, nhưng là vô cùng rung động phát hiện, xích linh lung quanh thân hắc khí nhưng là càng ngày càng ít. Không lâu lắm, đoạn long thảo tản ra hắc khí chính là hoàn toàn tiêu tán. Mà từ xích linh lung nơi bụng chảy ra máu tươi vậy lần nữa biến thành đỏ như máu sắc. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, đưa ngón tay từ xích linh lung đôi môi bên trong rút ra, xích linh lung hai gò má đỏ ửng, mắt đẹp ửng đỏ, trên gương mặt còn mang một chút chưa thỏa mãn vẻ. Rất nhanh, nàng thần trí chính là dần dần khôi phục, sắc mặt nàng biến đổi, mình tại sao sẽ như vậy thất thố. Nàng đang chuẩn bị nổi giận, chất vấn Diệp Thần mới vừa rồi đối với mình làm cái gì, lại như vậy. Nhưng đột nhiên, nàng hơi sững sờ, liền phát hiện đoạn long thảo độc thật dài. Xích linh lung mặt đầy vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, ngay sau đó, ho nhẹ một tiếng, Diệp Thần lại là thật giúp nàng giải độc, chỉ là, nàng nghĩ sai mà thôi. Diệp Thần hỏi, ngươi không sao chứ? Xích linh lung ho nhẹ một tiếng, lấy tay che bụng phơi bày vị trí, đứng lên nói, ừ, tốt hơn nhiều, cảm ơn. Ngay sau đó, hắn quanh thân xích mang chớp mắt, liền đổi một kiện hoàn hảo quần lụa mỏng. Giờ phút này, trên Long Môn đảo trong đại điện. Nguyên bản Diệp Thần là xích linh lung chữa thương một màn này, hẳn hấp dẫn vô số ánh mắt mới đúng. Có thể, hôm nay, mọi người tại đây nhưng là đem sự chú ý, toàn bộ tập trung vào ngoài ra hai cái hình ảnh bên trên. Mà đây hai cái hình ảnh bên trong, chính là Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt. Giờ phút này, Lục Băng đang đứng ở một nơi băng nguyên bên trên. Quanh thân vạn dặm phiêu gió, ở giữa thiên địa đều là giá rét cực kỳ. Cái này trong bí cảnh, có tất cả làm ruộng hình dáng, băng nguyên, sa mạc, núi rừng vân. Vân đều có thể nơi này băng nguyên bên trên nhưng là tràn đầy rất nhiều quỷ dị tượng đá. Những băng này đại bàng, có hoa cỏ cây cối, có trùng chim thú vật, thậm chí, còn có người. Tại sao ở băng nguyên bên trong sẽ có những thứ này quỷ dị tượng đá? Trên thực tế, những thứ này cũng không là tượng đá, mà là chân tránh hoa cỏ cây cối, trùng chim thú vật, cùng với loài người à. Sở dĩ, bọn họ sẽ biến thành tượng đá, là bởi vì là, nơi này nguyên bản chính là tươi tốt núi rừng, lại bị Lục Băng dưới một chiêu hoàn toàn đóng băng. Loại thủ đoạn này, có thể nói sợ hãi tới cực điểm. Một khắc sau, Lục Băng trong mắt hàn mang chớp mắt, vậy vô số tượng đá ngay tức thì nghiền, hắn tiện tay một chiêu. Liền đem vậy mấy tên nhân tộc võ giả túi đựng đồ hấp thu vào liền trong tay.
Mà bên kia, Lý Thiên Tuyệt hình ảnh thì càng kinh khủng hơn, quỷ dị. Chỉ gặp, thời khắc này Lý Thiên Tuyệt chính diện mang lau một cái tà tính nụ cười, đi ở một phiến máu tươi chi địa bên trong. Cái gì là máu tươi chi địa? Trên thực tế, nơi này là một nơi thung lũng, nhưng, thung lũng này bên trong, nhưng là một phiến đỏ tươi vẻ. Bị máu tươi nhuộm thành đỏ tươi. Thung lũng bên trong, vô số sinh linh đều là run lẩy bẩy, điên cuồng chạy thục mạng. Đây là, một tên mới vừa nhập quốc thiếu nữ thấy trước mắt giống như địa ngục vậy cảnh tượng, không khỏi được hơi sững sờ, thử ra. Mà ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn, là một tên sinh một đôi kim mâu anh tuấn nam tử, chính là Lý Thiên Tuyệt. Cô gái kia có chút hoảng sợ hỏi, vị đạo hữu này, người biết, nơi này xảy ra gì? Có thể, nàng lời còn chưa nói hết, trong mắt nhưng là chợt run rẩy một tí, giờ phút này, Lý Thiên Tuyệt anh tuấn kia gương mặt bên trên, nhưng là hiện lên lau một cái tàn nhẫn, điên cuồng, giống như ma quỷ vậy nụ cười. Nháy mắt tức thì, một đạo kim sắc ánh mắt quét tới, thiếu nữ chỉ cảm thấy được một cổ lực lớn, hạ xuống ở thân thể mềm mại lên, xuống một khắc, bành đích một tiếng nổ vang. Tên thiếu nữ này, chính là hóa thành một hồi xương máu, nổ tung, máu tươi, phiêu tán ở thung lũng bên trong, vậy trong cốc màu đỏ, bộc phát thâm trầm. Thung lũng này đỏ tươi, chính là Lý Thiên Tuyệt đem nơi gặp sinh linh toàn bộ đánh giết tạo thành à. Trọng yếu nhất chính là, hắn chỉ là dùng ánh mắt liền hoàn thành chàng này tàn sát. Quá khủng bố. Cái này hai người, đơn giản là hai cái tuyệt thế sát thần à. Vậy tóc đen ông già, tên vì sao Tiêu, chính là vực ngoại từ thời đại thượng cổ lưu truyền đến hiện nay một cái ẩn núp thế lực tông chủ. Mà ngoài ra một tên đạo cô, tên là Lý Thiên Hâm, truyền thuyết, nàng vốn là thái thượng thế giới người, bởi vì bất ngờ, mới đi tới vực ngoại đại lục. Giờ phút này, cái này hai người thần thoại vậy tồn tại, nhìn Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng, đều là khẽ cau mày, thần sắc mặt lộ vẻ trầm ngâm. Mà thần uyên chi chủ Âu Dương Hôi thì đã là mặt đầy âm trầm. Hắn rất rõ ràng, Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt đều cùng Diệp Thần có thù oán à. Đây là, Hà Tiêu mở miệng nói, nếu như ta không nhìn lầm, đó là băng thần chi tâm cùng thái cổ thị huyết mạch chứ. Lý Thiên Hâm gật đầu nói, không sai, cái này hai loại thể chất, đều là siêu thoát vực ngoại tồn tại, cái này Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng bất quá là đến từ thiên điện như vậy trên mặt nổi thế lực lớn, ngược lại là lần này bí cảnh chuyến đi ngựa đen. Bỗng nhiên, Hà Tiêu ánh mắt chớp mắt nói, cái này hai người thật giống như đang hướng cùng một phương tiến về phía trước. Lý Thiên Hâm nhìn Âu Dương Hôi một mắt, có chút cân nhắc nói, cái này hai người khi tiến vào Long Môn bí cảnh trước, cũng âm thầm ở Âu Dương đạo hữu mang tới tên kia họ Diệp người tuổi trẻ trên mình, để lại dấu vết, xem ra, cái này hai vị cùng người trẻ tuổi kia, có chút ân oán. Đám người nghe vậy, đều là thần sắc động một cái, rất nhanh, bọn họ ánh mắt liền rơi vào Diệp thần chỗ ở hình ảnh bên trên. Một giây kế tiếp, bọn họ chính là rối rít lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Thương hại, sảng khoái, châm chọc vân. Vân thần sắc. Mà Bắc Lăng Thịnh các người cùng với Nam Tiêu Ly, sắc mặt chính là ngay tức thì trắng bệch. Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp thần đồng thời gặp gỡ cái này hai cái khủng bố tồn tại sẽ để cho bọn họ toàn thân buồn nôn à. Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt mạnh mẽ, đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Cho dù, Bắc Lăng Thịnh các người ngày đó chính mắt nơi gặp, Diệp thần bộc phát ra trình độ cao nhất chiến lực. Tiêu diệt Đông Hoàng vong cơ, có thể hiện tại, bọn họ nhưng vẫn giạt rào lo âu. Bởi vì, bất luận là Lục Băng vẫn là Lý Thiên Tuyệt, cũng cho thấy vượt quá thái chân cảnh sơ kỳ thực lực à, ngày đó Diệp Thần và Đông Hoàng vong cơ ra tay, hiển nhiên mượn bài tẩy gì, khắc chế Đông Hoàng vong cơ. Ngắn như vậy trong thời gian, cái này lá bài tẩy khẳng định không cách nào vận dụng. Huống chi, hai người nếu như liên thủ, cũng hoặc là bùng nổ lá bài tẩy, có thể so Đông Hoàng vong cơ, mạnh hơn. Diệp thần, đối mặt Đông Hoàng vong cơ, đều là chiến vô cùng là miễn cưỡng, nếu như đối mặt Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt đâu. Hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ cũng ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện, để cho Diệp thần trốn. Xa xa thoát đi cái này hai người. Nam Tiêu Phong Thanh nhìn về phía Nam Tiêu Ly, nhẹ thở dài một cái nói, Ly Nhi, là cha thừa nhận, là ta xem thường Diệp thần. Hắn quả thật vô cùng là ưu tú, đáng tiếc là, hắn trêu chọc vừa vặn là Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng. Người khôn nên quá thương tâm. Ở hắn xem ra, Diệp Thần đã là một người chết.
Mà Nam Tiêu Ly chính là vô cùng khẩn trương lắc đầu nói, không thể nào, Diệp Thần sẽ không có chuyện gì. Nguyên bản, nàng đối với Diệp Thần là tràn đầy lòng tin, có thể hiện tại, liền nàng cũng không nói được Diệp Thần có thể chiến thắng Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng lời như vậy liền à. Giờ phút này, trong bí cảnh Diệp Thần, ánh mắt nhưng là hơi lóe lên, lẩm bẩm nói tới, ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong, mau hơn một chút à. Trên thực tế, Diệp Thần đã sớm nhận ra được hai người động tay chân, hai người thủ đoạn ngược lại cũng khá là cao minh, nhưng, lấy Diệp Thần thần hồn lực, nếu như muốn, có thể ung dung đem ấn ký kia trừ. Hắn tại sao không làm như vậy? Ha ha, há miệng chờ sung dụng, không thoải mái sao? Đây là, Tử Uyển đối với Diệp Thần hỏi, Diệp công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diệp Thần cứu Xích Linh Lung sau đó, các nàng đã hoàn toàn đem Diệp Thần làm người tâm phúc, thậm chí, đối với Diệp Thần có một loại theo bản năng thần phục. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vẻ vô hình nụ cười nói, ừ, phía trước có một nơi rừng trúc, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, vậy trong rừng trúc sinh trưởng là thanh nguyên trúc, có thể phát ra sức sống lực, thích hợp chữa thương, Xích Linh Lung thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, chúng ta hiện tại liền tiến vào trước rừng trúc, tu dưỡng chốc lát. Tử Uyển hai cô gái nghe vậy vui mừng, hơn nữa tin cậy Diệp Thần, cơ hồ phải đem Diệp Thần làm chủ nhân một nửa. Xích Linh Lung cũng là gật đầu một cái. Rất nhanh, đám người liền tiến vào trong rừng trúc, cảm thụ rừng trúc bên trong mạnh mẽ sức sống lực, rối rít mặt hiện vẻ vui mừng, lúc này bắt đầu hấp thu. Coi như không có tổn thương, như thế sinh cơ cường đại, hấp thu đối với thân thể cũng có một ít chỗ tốt. Diệp Thần ngược lại là không có tiến hành tu luyện, lấy hắn cường độ thân thể, điểm này sức sống không dùng. Hơn nữa, hắn biết, bọn họ nghỉ ngơi không bao lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Long Môn Đảo trong đại điện. Bắc Lăng Thịnh các người thấy một màn này, đều là trong mắt cuồng run, cơ hồ muốn hít thở không thông à. Diệp Thần các người lại lúc này bắt đầu nghỉ ngơi. Như vậy, muốn không được bao lâu cũng sẽ bị Lý Thiên Tuyệt bọn họ đuổi kịp à. Nam Tiêu Phong Thanh lắc đầu nói, xem ra, liền ông trời cũng không đứng ở hắn bên này. Nam Tiêu Ly chính là mắt đẹp đỏ bừng, cũng muốn khóc lên, nàng ở trong lòng hô lớn, Diệp Thần, chạy mau à. Đừng dừng lại, tiếp tục tiến về trước à. Hy vọng Diệp Thần, có thể nghe được. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần các người chỗ ở rừng trúc, đột nhiên yên tĩnh lại. Nguyên bản, rừng trúc này cũng đã vô cùng là yên tĩnh, nhưng, giờ phút này, lại tựa hồ như liền gió cũng dừng lại. Đây là, Xích Linh Lung mở ra mắt đẹp, trong mắt thần mang chớp mắt. Diệp Thần cười nói, hoàn toàn khôi phục. Xích Linh Lung gật đầu nói, may mà ngươi máu tươi. Đột nhiên, nàng lại là hơi cau mày, tựa hồ cảm thấy một chút dị thường. Ngay tại lúc này, Diệp Thần mở miệng nói, có người, muốn tới. Ai, Xích Linh Lung sắc mặt trầm xuống, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Tử Uyển hai nữ nghe được hai người đối thoại, cũng là từ tu luyện bên trong thanh tỉnh lại. Diệp Thần thờ ơ nói, tới giết ta người. Chúng nữ nghe vậy, tất cả giật mình. Xích Linh Lung cau mày nói, vậy chúng ta còn muốn ở nơi này đợi tiếp sao? Diệp Thần mỉm cười nói, ngây ngô, vì sao không ngây ngô? Ngay tại lúc này, một đạo mang một chút tà dị thanh âm, ở trong rừng trúc vang lên nói, thằng nhóc, không nghĩ tới sao, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ba phụ nữ nghe vậy, tâm thần rét một cái, đồng thời hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang, chỉ gặp, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Long Môn Đảo trong đại điện, đám người cũng là vô cùng khẩn trương nhìn vậy đạo dần dần tới gần bóng người. Kết quả, người này là Lục Băng, vẫn là Lý Thiên Tuyệt. Có thể, rất nhanh, đám người liền đều là hơi sững sờ. Tới, lại không phải Lục Băng, cũng không phải Lý Thiên Tuyệt, mà là Lâm Hung. Hắn cũng là ở Diệp Thần trên mình để lại dấu vết. Xích Linh Lung sắc mặt run lên, thân hình một cái chớp động, liền chắn Diệp Thần trước người, trong tay đỏ thẫm trường kiếm, kiếm khí bức người. Tử Uyển, Thanh Sương, cũng là mỗi người lấy ra tím xanh hai màu trường kiếm, cái này tím xanh song kiếm, tựa hồ là một bộ song kiếm, nhưng lại do hai người tách ra sử dụng. Giờ phút này, tay cầm tím xanh song kiếm hai cô gái, hơi thở lại là mơ hồ nối liền thành một thể. Từng cơn ác liệt kiếm ý ở các nàng quanh thân lượn lờ, đây đối với tỉ muội hiển nhiên lấy vậy đối với bảo kiếm làm môi giới, thi triển loại nào đó vô cùng là cường đại liên thủ thuật,
hiện tại, sợ rằng vậy thái chân cảnh sơ kỳ tồn tại, đều sẽ không là bọn hắn đối thủ. Lâm Hung nhìn Xích Linh Lung mấy nữ, cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới à, thằng nhóc, nhanh như vậy liền ăn mềm cơm. Muốn người phụ nữ bảo vệ, vẫn là ba cái, Diễm Phúc không cản à. Lời vừa nói ra, trong đại điện không thiếu võ giả cũng là mặt lộ vẻ ghen tị, cái này ba phụ nữ đều có thể gọi là cực phẩm à, đặc biệt là Xích Linh Lung, bây giờ lại cũng đối với Diệp Thần một bộ duy mệnh là từ hình dáng. Trong lòng bọn họ không thăng bằng, hy vọng Diệp Thần nhanh lên một chút chết. Xích Linh Lung ba phụ nữ đang chuẩn bị ra tay, có thể, đây là, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt nói, hắn giao cho ta, liền làm là nóng người. Xích Linh Lung sửng sốt một chút, ngay sau đó, mắt đẹp nhỏ tránh nói, nhưng mà, ngươi. Nàng lời tuy còn chưa nói hết, nhưng ý nhưng là rất rõ ràng. Diệp Thần mặc dù hiện ra mình chỗ độc đáo, nhưng, vậy cũng chỉ là ở thần hồn, chữa thương bên trên. Lấy thủy nguyên cảnh thực lực, thật chẳng lẽ sẽ là Lâm Hung đối thủ sao? Cho dù là Xích Linh Lung mình, đối mặt Lâm Hung đều là cảm thấy một hồi rợn cả tóc gáy. Nàng rất rõ ràng, người đàn ông này tuyệt đối nguy hiểm. Diệp Thần nhàn nhạt nói, yên tâm. Lâm Hung trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói, được, Diệp công tử, đủ người đàn ông. Trong lòng, nhưng là âm thầm châm chọc nói, ngu xuẩn, thật lấy là ngăn trở ta một quyền, mình là được. Không có cái này cản trở người phụ nữ, ta nhất kích liền đủ để giết ngươi. Trong đại điện, một đám võ giả cũng là lắc đầu, châm biếm Diệp Thần quá trẻ tuổi, quá ngây thơ. Bị kích liền một câu thì phải và đối phương một mình đấu. Nhìn như rất dũng cảm, nhưng, trên thực tế hữu dũng vô mưu. Võ đạo thế giới, chỉ có được làm vua thua làm giặc, máu rầm rề thực tế, sống sót mới là người thắng, nào có cái gì giang hồ đạo ý, khí khái đàn ông. Ha ha, buồn cười. Hơn nữa, coi như Diệp Thần thật chiến thắng Lâm Hung, thì thế nào? Đối mặt kinh khủng kia đến không thuộc mình trình độ thái cổ lý gia Lý Thiên Tuyệt, băng thần chi tâm lục băng, còn không phải là một con đường chết. Tóm lại, chính là chết, chết, chết. Lâm Hung trong mắt hung quang bạo tránh, như ác quỷ vậy mở miệng nói, thằng nhóc, người biết thập đại ác nhân sao? Xích Linh Lung nghe vậy cả kinh nói, thập đại ác nhân. Cho dù nàng cũng không phải là đến từ Táng Thiên Hải, nhưng cũng đã nghe nói qua thập đại ác nhân hung danh. Lâm Hung lộ ra vẻ trắng răng cười nói, cái này thập đại ác nhân, có thể nói là không chuyện ác nào không làm, phạm vào rất nhiều thương thiên hại lý tội, có thể. Người biết tại sao bọn họ đến hiện tại cũng không có chết, chỉ là bị nhốt ở kẻ ác trên đảo sao. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn Lâm Hung, tựa hồ đối với lời nói này, hoàn toàn không bộ dáng cảm hứng thú. Lâm Hung thấy vậy, thần sắc hơn nữa âm trầm, lạnh lùng nói, bởi vì, mỗi người bọn họ đều là ở nào đó phương diện thiên tài à. Cho dù không chuyện ác nào không làm, nhưng, bọn họ còn sống, đối với cái thế giới này trợ giúp lớn hơn. Cho nên, bọn họ mới có thể sống đến ngày hôm nay, mà ta chính là thừa kế cái này thập đại ác nhân, cả người tuyệt học tồn tại. Ngươi lấy là cản ta một quyền, liền có thể kiêu ngạo. Hiện tại, ta liền để cho ngươi xem, đem thập đại ác nhân cả người tuyệt học dung vào một thân bổn công tử, kết quả nghịch thiên đến vì sao bước to như vậy. Tiếng nói vừa dứt, khủng bố sát khí liền từ Lâm Hung trong cơ thể, cuồng trào ra. Lâm Hung trong mắt ánh sáng quỷ dị chớp mắt. Nạt nhỏ, thứ nhất ác, thiên tuyệt tà thể. Âm một tiếng, cuồn cuộn sát khí ngay tức thì biến thành một đạo gió lốc, đem Lâm Hung bọc, vậy tiếng gió vô cùng mãnh liệt giống như trăm nghìn tấn bom, đồng thời nổ tung vậy. Mà ở sát khí bên trong, Lâm Hung cả người trên dưới, đều hiện lên liền lau một cái màu máu đỏ đường vân, khí tức cả người cũng thay đổi được bộc phát tà dị, âm lãnh. Xích Linh Lung cùng nữ con người ngay tức thì co rúc lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thời khắc này Lâm Hung mang tới cảm giác bị áp bách, lại là giống như măng mọc sau cơn mưa vậy điên cuồng tăng vọt. Ngày này tuyệt tà thể, coi là thật khủng bố. Nhưng, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Thứ hai ác, quỷ rừng ma bước. Lâm Hung khóe miệng lộ ra một vẻ cười nhạt, bước chân ngay cả động, thân hình ngay tức thì mơ hồ, loãng mỏng hơn, thời gian đảo mắt chính là dần dần không nhìn thấy ở không khí bên trong, để cho người căn bản bắt không tới. Đồng thời, đạo đạo quỷ ảnh hiện lên ở Diệp Thần đám người quanh thân, chớp động không dứt. Thân pháp này coi là thật vô cùng quỷ dị, không chỉ có tốc độ vô cùng nhanh chóng, khó mà bắt, hơn nữa, còn đồng thời gọi ra liền quỷ ảnh, mê muội đối thủ,
che giấu tự thân, muốn phát hiện Lâm Hung tung tích, hơn nữa khó khăn. Có thể, đám người vừa có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Hung liền ở chung quanh, không có rời đi, cái này không thể nghi ngờ để cho bọn hắn áp lực trong lòng gia tăng thật lớn, mỗi một giây, đều đắm chìm đang sợ hãi bên trong. Giờ phút này, tựa hồ liền liền Diệp Thần thần sắc đều là mơ hồ biến đổi. Long Môn Đảo trong đại điện không ít người, cũng chú ý tới Diệp Thần thần sắc biến hóa, thần sắc bộc phát châm chọc đứng lên, mà Bắc Lăng Thịnh các người chính là sắc mặt trầm ngưng. Diệp Thần vận khí quá không tốt. Liền liền Lâm Hung, thực lực chân thật đều vượt xa dự liệu. Đây là, Lâm Hung âm lãnh kia thanh âm, vang lên lần nữa nói, thứ ba ác, hủ long thi độc. Diệp Thần thần hồn động một cái, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hướng về phía Xích Linh Lung ba phụ nữ quát to, lui. Ba phụ nữ nghe vậy, không dám thở ơ, thân hình chớp mắt liền thối lui ra khỏi hơn ngàn mét. Mà ngay lúc này, một đạo tản ra mùi tanh hôi màu tím nhạt khói mù, đã bao phủ Diệp Thần chỗ ở chu vi trăm mét khu vực. Khói mù này rất nhạt, ba phụ nữ xuyên thấu qua khói mù như cũ có thể thấy Diệp Thần bóng người, không chỉ là Diệp Thần bóng người, các nàng còn có thể thấy Diệp Thần quanh thân hết thảy. Đây chính là vì vậy, ba phụ nữ sắc mặt đều là khẩn trương, trắng bệch. Chỉ gặp, Diệp Thần quanh thân những thực vật kia lại là ở ngay tức thì khô chết thành bột, thậm chí mặt đất cũng dính vào màu tím đen, mềm hóa thành màu tím đen độc chiều. Liền liền hư không, cũng mơ hồ phải bị cái này làn khói tím ăn mòn, xuyên thủng à. Cái này hủ long thi độc chính là mạnh vô cùng khủng bố độc tố à. Diệp Thần bị cái này độc tố bao phủ, thần sắc tựa hồ vậy càng thêm khó coi, trên mặt mơ hồ lộ ra một vẻ tím đen khí, hơi thở đều có chút không yên. Trong đại điện mọi người thấy một màn này, đều là nới rộng ra ánh mắt, không nghĩ tới, Lâm Hung liền hủ long thi độc cũng luyện thành à. Cái này hủ long thi độc, ban đầu cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói đã từng luyện thành này độc đại ác nhân hủ độc vương vì trả thù kẻ thù, lấy này độc tiến hành độc giết. Này độc vừa ra, nhưng là phá hủy một tòa thiên đảo, cũng dòng dã độc chết mấy chục triệu đại dương sinh linh. Diệp Thần có thể ở nơi này độc tố bên trong không chết, còn đứng, đã vô cùng là không dễ, nhưng, chiến lực tất nhiên thật to hạ xuống. Không ít người đều là bắt đầu lắc đầu, cuộc chiến đấu này, thắng bại tựa hồ đã định trước. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Hung đến hiện tại, mới xử xuất thứ ba ác à. Trừ đi bách đồ quyền, hắn còn có sáu đại ác nhân tuyệt kỹ, không có thi triển, Diệp Thần có từng tia phần thắng sao. Giờ phút này, Lâm Hung nhìn thân hình có chút lay động Diệp Thần, mặt hiện vẻ tàn nhẫn, còn dư lại thủ đoạn, tựa hồ cũng không cần thi triển. Lúc này, hắn vô cùng mỉa mai cười nói, Diệp Thần, hiện tại ngươi còn có lòng tin một mình đối mặt ta sao? Còn có thể người đàn ông đi xuống sao? Muốn không muốn kêu người phụ nữ kia giúp ngươi? Ừ. Xích Linh Lung đều có chút không nhịn được, nàng kiếm trong tay quang một thịnh, tựa hồ liền muốn ra tay. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thần thật nguy hiểm à? Có thể, Diệp Thần nhưng là nạt nhỏ, Linh Lung, không nên động. Xích Linh Lung nghe vậy, cổ tay run lên, nàng lo lắng nhìn Diệp Thần một mắt. Cuối cùng vẫn là không có ra tay. Nàng luôn luôn là không nghe người khác mệnh lệnh, mình thích thì mình làm thôi, có thể, chẳng biết tại sao, đối mặt Diệp Thần nàng lại có điểm không dám không nghe theo cảm giác, giống như, Diệp Thần là nàng khắc tinh, oan gia như nhau. Nhưng, Xích Linh Lung cũng xuống định quyết tâm, bất luận Diệp Thần nói gì, nếu như nàng thật gặp nguy hiểm tánh mạng, mình nhất định phải ra tay. Lâm Hung ha ha phá lên cười nói, được, Diệp công tử. Ngược lại không phải là cái gì ngụy quân tử, có nguyên tắc, Lâm Mỗ bội phục. Lòng hắn để đối với Diệp Thần nhưng là khinh bỉ, giễu cợt tới cực điểm. Cũng không nhanh được, còn vì muốn mặt mũi, chết phác. Loại phế vật này là hắn Lâm Hung nhất xem thường nhất, vì còn sống, vốn chính là muốn không chừa thủ đoạn nào. Đây chính là hắn ở kẻ ác trên đảo học được quy luật sinh tồn. Lâm Hung hít sâu một hơi, trong cơ thể linh khí sát khí vận chuyển. Nháy mắt tức thì, đánh ra một quyền, nạt nhỏ, bách đồ quyền. Một khắc sau, một đạo khủng bố dấu quyền, chính là đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, hướng hắn hung hăng đánh xuống. Thời khắc này Diệp Thần, lại tựa như đối với Lâm Hung ra tay hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng, hoàn toàn không thể bắt được Lâm Hung vị trí vậy, gắng gượng ăn một quyền này. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần bị một quyền này, oanh được một cái thư liệt. Hắn sắc mặt một phiến âm trầm,
ho nhẹ mấy tiếng, nhưng, tựa hồ cũng không có bị biết bao thương thế nghiêm trọng, rất nhanh, Diệp Thần trở tay liền giống vậy một quyền hướng một cái hướng khác đánh ra, nhưng là đánh hụt. Long môn đảo trong đại điện đám người, có chút kinh ngạc, Diệp Thần thân thể tố chất thật là cường hãn. Chúng độc dưới tình huống, bị đánh liền một quyền này, lại không có sao. Bắc Lăng Thịnh các người cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, rất nhanh vậy một đám võ giả sắc mặt lại là châm chọc đứng lên. Thể chất mạnh thì thế nào? Ngăn cản một quyền, có thể ngăn 100 quyền, 1000 quyền. Xem Diệp Thần phản ứng, căn bản bắt không tới Lâm Hung vị trí, chính là cho đánh vô ích à. Lâm Hung hừ lạnh một tiếng, nhưng, vậy không quá mức để ý, tiếp liền ra tay, từng quyền đánh ra. Diệp Thần thật là giống như một thịt người bao cát vậy, bị không ngừng công kích, cho dù hắn thể chất cường hãn, đều có chút sưng mặt sưng mũi đứng lên, thời gian đảo mắt, Diệp Thần chính là bị Lâm Hung cuồng oanh liền mấy trăm quyền. Cho dù lấy sinh mệnh lực của hắn cũng mơ hồ có chút bị thương, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Mà cho đến hiện tại, Diệp Thần phản kích nhưng một lần cũng không có đánh trúng Lâm Hung à. Trong đại điện tất cả mọi người đã ha ha phá lên cười. Lâm Hung đây là đang đùa bỡn khỉ à. Diệp Thần mới vừa đối mặt Lâm Hung lúc đó, hơn phách lối. Bây giờ thế nào? Bị làm giống như con khỉ, đùa bỡn, đánh vô ích. Hoàn toàn là một phương diện lăng ngược à. Diệp Thần thật là cực kỳ buồn cười à. Đây là, Lâm Hung cũng có chút không nhịn được, hắn nhìn Diệp Thần khẽ cau mày, thằng nhóc này thiết làm sao? Cũng trúng độc, còn có thể kháng cự như thế nhiều nhớ bách đồ quyền. Xem ra là muốn thi triển thủ đoạn khác. Lâm Hung cổ tay lộn một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, cái này trường kiếm hình dáng quỷ dị, nhìn như giống như là một con rắn. Lâm Hung vậy uy nghiêm thanh âm, vang lên lần nữa nói, thứ tư ác, loạn rắn âm kiếm. Nháy mắt tức thì, vô số xà hình kiếm khí hướng Diệp Thần cuồng dũng tới. Diệp Thần sắc mặt trầm ngâm, trong tay sát kiếm xuất hiện, khua kiếm ngăn cản. Nhưng, bởi vì bắt không tới Lâm Hung vị trí, mỗi lần ra tay, cũng chậm một phần. Ngược lại là vẫn là có không ít kiếm khí, dẫn đầu đánh trúng hắn thân thể. Kiếm khí này ngược lại là vô cùng là quỷ dị, chém trúng Diệp Thần thân thể lúc đó, chỉ là ở cơ thể đồng hồ để lại một đạo cái miệng nhỏ, rồi sau đó, càng nhiều hơn xà hình kiếm khí lại là theo cái này cái miệng nhỏ chui vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần trên mặt bắp thịt cứng đờ, ngay sau đó, đạo đạo màu đen gân xanh ở gò má nổi lên hiện, cả người động tác tựa hồ cũng chậm trễ. Lâm Hung cười lạnh nói, loạn rắn âm kiếm kiếm khí, có thể vào cơ thể, phá hoại kinh mạch, đan điền, chuyên môn dùng để đối phó người loại sinh mạng này lực cường đại người, bây giờ là không phải cảm giác càng ngày càng yếu ớt. Linh khí, cũng trở chuyển không mở. Quả nhiên, Diệp Thần hơi thở bắt đầu rối loạn lên, tựa hồ bị nội thương. Nội thương, đối với chiến lực ảnh hưởng lớn hơn. Trong chốc lát, mọi người thấy hình ảnh kia bên trong không ngừng chớp động bóng người, đều là không khỏi hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Lâm Hung thủ đoạn nhiều vô số kể, quá khủng bố. Có thể, lần này, Lâm Hung tựa hồ thiết tim muốn nghiền ép Diệp Thần, hắn đã đối với màn trò chơi này mất đi hứng thú. Một khắc sau, Lâm Hung lần nữa mở miệng nói, thứ sáu ác, kinh thần chết mắt. Lâm Hung đôi mắt bên trong, bỗng nhiên hiện lên lau một cái tà dị hồng quang, cái này hồng quang như lôi đình màu đỏ vậy, vô cùng là nhanh chóng chớp mắt, cũng đã không vào Diệp Thần ấn đường bên trong. Trong đại điện, đám người thấy vậy, hơn nữa kinh dị. Lâm Hung là chân chánh võ đạo kỳ tài, thiên chi kiêu tử à. Liền đồng thuật cũng nắm giữ. Cái này đồng thuật, hiển nhiên là một loại nhằm vào thần hồn khủng bố thủ đoạn. Quả nhiên, Diệp Thần bị cái này hồng quang đánh trúng, trong mắt run lên, theo sau chính là phát ra một tiếng kêu đau ôm chặt đầu lâu. Tất cả mọi người là không nhịn được lắc đầu một cái, Diệp Thần cùng Lâm Hung chân thực chiến lực, chênh lệch quá lớn. Diệp Thần cố nhiên có thể vượt cấp mà chiến, Lâm Hung chẳng lẽ lại không thể. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần căn bản không có lật bàn khả năng. Lâm Hung trong mắt hung quang càng tăng lên, trong cơ thể linh khí sát khí gầm thét, lần nữa quát lên, thứ tám ác, huyết luyện giết. Nháy mắt tức thì, Lâm Hung cả người nổi lên một hồi huyết quang, khí tức cả người, ngay tức thì nóng nảy, tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, một cái chớp động, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, bách đồ quyền hung hăng hướng Diệp Thần ngực đánh ra. Âm một tiếng,
Diệp Thần chợt khạc ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược, đem cái này trong rừng trúc vô số cây trúc đụng gãy, uy lực của một quyền này, hiển nhiên vượt xa trước Lâm Hung công kích. Máu này luyện giết, hiển nhiên là một loại tăng lên lực công kích bí pháp. Lâm Hung nhìn bay ngược Diệp Thần, trong mắt hàn mang chớp động nói, thứ 9 ác, ảnh thân trận. Quỷ rừng ma bước thi triển, Lâm Hung lại là ngay tức thì đuổi kịp Diệp Thần, thân hình ở Diệp Thần quanh thân như ẩn như hiện. Đột nhiên tới giữa, mấy đạo bóng dáng giống vậy phân thân xuất hiện ở Diệp Thần quanh thân, mỗi một cái bóng, tựa hồ cũng làm lại Lâm Hung bộ phận thực lực. Xích Linh Lung thấy vậy, sắc mặt liền trắng, Diệp Thần nguy hiểm. Trong đại điện đám người chính là mặt hiện vẻ tàn nhẫn, bọn họ biết, thi triển cái này ảnh thân trận, thuyết minh Lâm Hung thật phải dùng đại chiêu à. Một khắc sau, chỉ nghe một đạo tựa như tới từ địa ngục yếu ớt thanh âm ở trong rừng trúc, nhộn nhạo lên nói, thứ thập ác, đại sát phá. Cho ta chết. Giờ phút này, Lâm Hung gương mặt bên trên cũng là hiện lên vô cùng là ngưng trọng thần sắc. Cái này đại sát phá, chính là kinh thiên kỹ, cho dù là hắn vậy phải dựa vào mở huyết luyện giết cùng với ảnh thân trận, đem thực lực tăng lên tới trình độ cao nhất mới có thể miễn cưỡng thi triển. Nhưng, uy lực tuyệt đối không phải bách đồ quyền có thể so sánh được. Trong chớp mắt, ở Lâm Hung bản thể cùng ảnh phân thân tới giữa, liền sinh ra một hồi kỳ dị liên lạc, bọn họ bề mặt đều là trào động khởi gần như hóa thành cố thể đậm đà sát khí, rồi sau đó, sát khí này một cái kích động chính là ngưng kết một thể, hóa thành một cái ngút trời sát long, ở Diệp Thần đỉnh đầu gầm thét, vậy sát khí âm hàn thật là muốn làm cho cả không gian đông. Xích Linh Lung giờ khắc này không nhịn được, muốn ra tay, có thể tựa hồ đã không còn kịp rồi à. Giờ phút này, vậy sát long đã hung hăng hướng Diệp Thần nhào tới. Long môn đảo trong đại điện, Bắc Lăng Thịnh, Nam Tiêu Ly các người, đều là không nhịn được kinh hô, Diệp Thần. Mấy người bọn họ đều là vô cùng nóng nảy, lo âu, hận không được ngăn ở Diệp Thần trước người, có thể, hiện tại bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này sát long đụng vào Diệp Thần trên mình. Duy chỉ có Hôi Lão, ánh mắt xuất hiện sao lau một cái cổ quái thần sắc, khóe miệng lại là phác họa. Lẩm bẩm nói, thằng nhóc này là vì đại cuộc mà bố trí. Tâm trí quả nhiên phi phàm. Lại là ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bí cảnh mặt đất đều ở đây cái này đại sát phá nhất kích dưới, vô tận rạn nứt, thiên địa linh khí đều bị khuấy động không yên đứng lên, vô số tiến vào bí cảnh thiên kiêu, giờ phút này đều là hơi biến sắc mặt, cảm nhận được liền dị thường chấn động, không nhịn được hướng Diệp Thần các người chỗ ở phương hướng, ném ánh mắt. Một kích này, thậm chí đối với thiên điện điện chủ cũng có cơ hội tạo thành tổn thương chứ. Quá sợ hãi. Giờ phút này, trong rừng trúc, Lâm Hung kịch liệt thở hào hển, nhìn trước mặt Diệp Thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ. Không chỉ là hắn, liền trên long môn đảo các võ giả đều là kinh hãi. Diệp Thần ăn kinh khủng kia đại sát phá, lại vẫn không có chết. Sinh mạng lực này cũng là không người nào. Bất quá, mặc dù không có chết, nhìn như cũng là thê thảm cực kỳ. Chỉ gặp, Diệp Thần giờ phút này cả người máu tươi, xương cốt, bắp thịt, cũng không biết gãy lìa nhiều ít, nằm trên đất, hơi thở cũng suy yếu. Ừ, tựa như chỉ còn lại một hơi dáng vẻ. Có thể nói, là bị Lâm Hung hoàn toàn nghiền ép. Lâm Hung nhìn giờ phút này chật vật không chịu nổi Diệp Thần, châm chọc cười một tiếng nói, thằng nhóc, đây chính là ngươi sức lực, ngươi vốn để kiêu ngạo. Tiếp tục người đàn ông à. Tiếp tục cậy mạnh à, đứng lên đánh tiếp à. Làm sao, không làm được sao? Bổn công tử cũng xem cười, ngươi ngược lại là cho bổn công tử, mang tới không thiếu sung sướng à. Vừa nói, hắn nâng lên tay, thì phải công kích lần nữa, hoàn toàn kết liễu Diệp Thần tánh mạng, có thể, ngay tại lúc này hai đạo thanh âm nhưng là đồng thời ở trong rừng trúc vang lên nói, đợi một chút. Ừ, Lâm Hung nhướng mày một cái, hướng hai phương hướng nhìn. Chỉ gặp, hai đạo thân ảnh đồng thời hiện lên. Trong đó một đạo thân ảnh, đầu tóc bạc trắng, cả người gió tuyết lượn lờ, trong mắt bên trong là vô tận lạnh cùng lãnh đạm, phảng phất có một cái băng tuyết thế giới ở trong mắt tan thành mây khói. Chính là luyện thành băng thần lòng lục băng. Một người khác, hai tròng mắt kim quang lóng lánh, mặt mũi anh tuấn, cả người trên dưới đều tràn đầy một loại cổ xưa, tôn quý khí vận, phảng phất từ hồng hoang bên trong đi tới thiên kiêu vậy. Hắn làm lại chính là có thái cổ thị huyết mạch Lý Thiên Tuyệt. Thấy cái này hai người, cho dù là Lâm Hung đều là không nhịn được, trong lòng trầm xuống. Cái này hai người cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng,
Ngoài mặt hắn nhưng là bất động thanh sắc nói, hai vị làm sao? Muốn cứu người. Cứu người. Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt nghe vậy đều là cười, châm chọc vô cùng cười, tựa như nghe được trên đời chuyện Thiếu Lâm tức cười nhất vậy. Rồi sau đó, Lý Thiên Tuyệt nhàn nhạt mở miệng nói, ta không phải muốn cứu người, chỉ là, thằng nhóc này và ta có thù oán, hắn phải chết, cũng hẳn chết ở tay ta bên trong. Lục Băng cũng là nói, Lý Huynh, thằng nhóc này giống vậy và ta cũng có thù oán, cái này hay cơ hội, không bằng nhường cho ta, như thế nào? Bọn họ đối với Diệp Thần chết ở tay người nào bên trong, thật ra thì cũng không có biết bao để ý, chỉ bất quá, tự tay chém chết Diệp Thần, đối với bọn họ đạo tim có ít chỗ tốt thôi. Dẫu sao, Diệp Thần là bọn họ ngày nhớ đêm mong cửu nhân, tự tay giết, có thể làm đạo tâm hơn nữa vững chắc, coi như là nhặt cái tiện nghi. Trên thực tế, hai người đã sớm tới, vẫn luôn núp ở vùng lân cận, xem xét cho đến hiện tại, mới hiện thân. Tại sao? Bởi vì bọn họ đối với Diệp Thần biết rõ. Hai người cũng rất rõ ràng, Diệp Thần có bao nhiêu quỷ dị, tên này đã vô số lần lật đổ thường nhân nhận biết. Cho nên, lần này bọn họ đều là cẩn thận, quyết định trước xem xét, mới quyết định. Vừa vặn, có Lâm Hung cái này nửa đường giết đi ra ngoài tiểu tử là bọn họ thử nước. Có thể, làm Diệp Thần cùng Lâm Hung sau khi giao thủ, Lục Băng và Lý Thiên Tuyệt chính là cười, khinh thường. Không nghĩ tới. Diệp Thần thực lực lại là như thế rác dưới. Xa xa thấp hơn bọn họ dự liệu à. Lâm Hung mặc dù không yếu, nhưng, hai người cũng rất rõ ràng, thật muốn động thủ, Lâm Hung căn bản không phải bọn họ đối thủ. Có thể Diệp Thần đâu. Đối mặt một cái Lâm Hung đều bị áp chế được gắt gao. Thật là làm cho bọn họ trắng cẩn thận uổng phí tâm cơ. Lâm Hung nghe vậy trong mắt hung quang chớp mắt. Có phải hay không tự tay giết Diệp Thần có lẽ không như vậy trọng yếu, nhưng, cái này hai người kêu hắn đi, hắn liền đi. Hắn Lâm Hung không muốn mặt mũi sao? Lúc này, Lâm Hung cười lạnh một tiếng nói, hai vị, ta khuyên các ngươi không muốn ở không đi gây sự, được không? Có lúc, các ngươi tìm có thể không phải chuyện, mà là chết. Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng nghe vậy đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó, lại là cười một tiếng. Lý Thiên Tuyệt cân nhắc nhìn về phía Lục Băng nói, Lục Huynh, cái vị công tử này thật giống như nói chúng ta ở tìm chết. Lục Băng cặp mắt híp lại đánh giá Lâm Hung nói, vừa vặn, Diệp Thần do ai tới giết, còn không có quyết định, không bằng, người ta cùng ra tay, ai trước đánh bại cái vị công tử này, Diệp Thần mệnh chính là của người đó, như thế nào? Giờ phút này, xa xa Xích Linh Lung đã gần như tuyệt vọng. Nguyên bản, một cái yêu nghiệt Lâm Hung. Nàng cũng chưa có tuyệt đối chắc chắn cứu ra Diệp Thần, hiện tại, lại tới hai cái quái vật. Xích Linh Lung ủng có Long tộc vương loại huyết mạch, trực giác cực mạnh. Nàng có thể rất rõ ràng từ Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng trên mình, cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Phỏng đoán, nàng liền hai người này một chiêu cũng không tiếp nổi chứ. Chớ nói chi là cứu người. Tử Uyển cùng Thanh Sương cũng là trước nóng nảy nói, Linh Lung tỷ, làm thế nào? Xích Linh Lung cắn răng nói, xem nói sau, nếu như cái này ba người tranh đấu, có lẽ, có từng tia cơ hội. Dưới mắt, cũng chỉ có thể trông đợi kỳ tích xuất hiện. Mà Long Môn Đảo Đại Điện đám người, đều là không nhịn được cơ tiếu lắc đầu một cái này Diệp Thần vậy quá xui xẻo. Vốn là bị Lâm Hung đẩy vào tuyệt cảnh, chính là cục hẳn phải chết, bây giờ thế nào? Đó là hẳn phải chết bên trong hẳn phải chết bên trong hẳn phải chết liền chứ. Cục diện này đủ Diệp Thần chết trăm nghìn lần. Lâm Hung nghe vậy, sắc mặt cuồng biến, thập đại ác nhân thủ đoạn ngay tức thì thi triển đến trình độ cao nhất, quỷ rừng ma bước dạo dược tới giữa, cả người đã từ tại chỗ biến mất. Đồng thời huyết luyện giết, ảnh thân trận vân, đồng thời bùng nổ, mấy đạo ảnh phân thân, lúc này hướng Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng hai người vào tới. Hai người giờ phút này nhưng là một phiến rừng rưng vẻ, khóe miệng thậm chí còn mang vẻ khinh thường nụ cười. Một khắc sau, Lý Thiên Tuyệt trong mắt kim mang bạo tránh, một cổ hoang cổ hơi thở vô tận phun trào, đám người thông qua truyền ảnh tinh, thấy một màn này, đều là không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thời khắc này Lý Thiên Tuyệt thần đồng như đại nhật, chiếu sáng cổ kim, khí tức quanh người dâng trào cực kỳ, thật là giống như là trên đời thánh nhân vậy à. Thái cổ thị huyết mạch, khủng bố như vậy. Cái này thần đồng vừa ra, vậy mấy đạo ảnh phân thân ngay tức thì định cách, rồi sau đó. Không có chút nào sức chống cự bạo liệt ra. Cùng lúc đó,
Lục băng quanh thân bộc phát ra vô tận gió tuyết, toàn bộ rừng trúc, nháy mắt tức thì đã thành đóng băng chi địa. Lục băng hai tròng mắt bên trong, sắc bén một thịnh, vậy cuồn cuộn gió tuyết, một cái chớp động chính là huyễn hóa ra một cái băng xương bàn tay, hướng nơi nào đó hư không hung hăng bắt đi. Cơ hồ liền vào giờ khắc này, một đạo rực rỡ màu vàng gió xoáy, giống vậy xuất hiện ở bàn tay chỗ ở vị trí. Một khắc sau, một tiếng thét kinh hãi liền đang bị đóng băng trong rừng trúc vang lên, đối mặt vậy băng xương bàn tay cùng màu vàng gió xoáy, Lâm Hung sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, giờ phút này, hắn lại là cảm thấy một hồi sống chết ý. Hắn chặt chẽ cắn răng, thập đại ác nhân tuyệt kỹ, thúc dục đến trình độ cao nhất, thậm chí, cháy huyết mạch. Lâm Hung mặt mũi dữ tợn, hướng về phía Lý Thiên Tuyệt hai người khủng bố nhất kích, điên cuồng gào thét một tiếng nói, đại sát phá. Vậy sát khí long lần nữa hiện lên, hướng màu vàng gió xoáy cùng băng xương bàn tay đánh tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, ba đạo công kích tiêu trừ tại vô hình, nhưng, Lâm Hung nhưng là phát ra một tiếng hét thảm, cả người xương cốt, phát ra một hồi tiếng vỡ vụn, máu tươi tự thể đồng hồ điên cuồng tràn ngập, cả người giống như túi vải rách vậy trùng trùng ném xuống đất. Tĩnh mịch, long môn đảo trong đại điện, một phiến tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là mở to cặp mắt. Không tưởng tượng nổi nhìn Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng. Cái này hai người mạnh được vượt quá tưởng tượng à. Lâm Hung thân cái thập đại ác nhân tuyệt kỹ, đã rất kinh khủng, nhưng lại là bị hai người Phong Khinh Vân Đạm nhất kích trong nháy mắt giết. Nếu không phải hai người hoàn toàn không có đem Lâm Hung coi vào đâu ý, hơn nữa, công kích sau cùng lẫn nhau quấy nhiễu, Lâm Hung hiện tại đã là một người chết chứ. Vô cùng sợ hãi à. Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt đồng thời lắc đầu một cái. Tựa như đối với Lâm Hung thực lực cảm thấy thất vọng vậy. Mà Lâm Hung giờ phút này sắc mặt khó khăn xem vô cùng, nhưng, thân thể nhưng đang khẽ run, hoàn toàn bị sợ choáng váng à. Hắn nằm trên đất, không nói một lời, hoàn toàn không dự định đứng lên lại, hắn biết đứng lên cũng là tự rước lấy thôi, cái này hai người bên trong tùy tiện một cái, đều có thể đánh bại dễ dàng mình. Lâm Hung chặt chẽ cắn răng, từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào bị qua cái này cùng khuất nhục. Nhưng, hắn biết muốn còn sống, cũng chỉ có thể nằm. Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt tựa hồ cũng đúng Lâm Hung mất đi hứng thú, bọn họ ánh mắt đều rơi vào Diệp Thần trên mình. Lục Băng cười nói, Lý Huynh, mới vừa hẳn là ta đem tên kia đánh bại chứ. Cho nên, Diệp Thần mệnh là của ta. Lý Thiên Tuyệt lắc đầu nói, không không không, Lục Huynh, rõ ràng là ta trước đánh bại tên này, nếu không phải Lục Huynh quấy nhiễu, hắn đã là một người chết. Hai người nhìn nhau một cái, đều là ánh mắt hơi lóe lên, bầu không khí mơ hồ có chút ngưng trọng, bọn họ sở dĩ vẫn không có động thủ, chẳng qua là bởi vì lẫn nhau tới giữa, mơ hồ có chút kiêng kỵ. Có thể, Diệp Thần là khối thịt béo đến miệng, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Trọng yếu nhất chính là, hai người cũng tự cho rằng là chí cường thiên kiêu, không muốn cứ như vậy hướng đối phương yếu thế. Long môn đảo đại điện. Một đám võ giả đều là ánh mắt tinh lượng nhìn một màn này, trên mặt là khẩn trương, mong đợi, kích động chờ một chút. Chẳng lẽ, cái này hai đại thiên kiêu thì phải ở chỗ này bộc phát ra một trận đại chiến? Vậy nhất định sẽ vô cùng đặc sắc chứ? Trong chốc lát, tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung ở Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt trên mình. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo lười biếng, lãnh đạm, thậm chí mang từng tia giọng châm chọc. Vang lên nói, các ngươi cứ như vậy tùy ý quyết định, ta tánh mạng thuộc về người đó, liền không hỏi qua ta tự mình sao. Ta nếu không phải nguyện ý, thật giống như các ngươi ai cũng không cầm được chứ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người suy nghĩ đều có liền chốc lát dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này, hình như là Diệp Thần. Ừ, Diệp Thần không phải đã trọng thương đến nửa chết nửa sống sao? Mà nguyên bản. Đã cơ hồ tuyệt vọng Bắc Lăng Thính các người, đang nghe được Diệp Thần thanh âm sau đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, chính là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, tựa như bắt được rơm giả cứu mạng vậy, hướng truyền ảnh tinh trên nhìn. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần lại là đã từ dưới đất đứng lên, hơn nữa, trên người, từng tia vết thương cũng không có, nơi nào giống như là nửa chết nửa sống dáng vẻ à. Mới vừa, những cái kia cho rằng Diệp Thần bị Lâm Hung nghiền ép người. Đều đần độn, con người đều phải nổ tung. Khó tin à. Liền liền Lâm Hung, Lục Băng, cùng Lý Thiên Tuyệt, đều là ngẩn ngơ. Bọn họ giống vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại là đột nhiên tới giữa liền đầy máu sống lại.
Giờ phút này, Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt, khá là nhàn nhạt nhìn Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt, trên thực tế, hắn từ đầu chí cuối cũng không có chân chính bị thương. Trước không nói cái khác, hắn thân thể đã bước qua thành thánh ngưỡng cửa, vạn độc bất xâm, vậy hủ long thi độc, lại sao sẽ đối với hắn hữu hiệu? Có thể, tại sao, Diệp Thần trước sẽ bị Lâm Hung áp chế được thảm như vậy? Nguyên nhân, rất đơn giản. Đều là giả. Không tệ, chính là giả. Trên thực tế, Diệp Thần đã sớm cảm ứng được, Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt đi tới rừng trúc, nhưng, để cho hắn có chút bất ngờ chính là, cái này hai người đủ nhát gan, cất giấu đây. Lấy Diệp Thần thực lực, mặc dù có lòng tin đánh bại cái này hai người, có thể, bọn họ nếu là thiết tim muốn chạy trốn, Diệp Thần chỉ sợ cũng chỉ có thể lưu lại một người thôi. Như vậy thứ nhất, ngược lại có thể sẽ lưu lại không nhỏ tai họa ngầm. Cho nên, Diệp Thần liền lợi dụng Lâm Hung diễn vừa ra kịch hay, để cho Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt mình đi ra. Nếu không, cái gì thập đại ác nhân tuyệt kỹ? Ở Diệp Thần trong mắt căn bản không đáng giá để ra, tùy tiện liền có thể phá, đem Lâm Hung trong nháy mắt giết. Ừ, bây giờ nhìn lại, diễn cái này ra hí, hiệu quả cũng không tệ lắm, kế hoạch, tiến hành rất thuận lợi. Lâm Hung giờ phút này đã hoàn toàn ngu, mà Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng cũng là thần sắc trầm xuống, bọn họ mặc dù cuồng, ngạo, tàn nhẫn, thậm chí hèn hạ, nhưng không hề ngu, rất nhanh, liền nghĩ tới mình bên trong bẫy. Ba người cứ như vậy rằng co, không khí cảm giác đều phải đọng lại. Đây là, Lục Băng phá vỡ yên lặng, đối với Lý Thiên Tuyệt mở miệng nói, Lý Huynh, hiện tại, thật giống như không phải người ta tranh chấp thời điểm, tiêu diệt thằng nhóc này, mới là trọng yếu nhất, không bằng, người ta hiện tại liên thủ, đánh bại. Còn như tiểu tử này mệnh, Lý Huynh muốn cầm đi chính là. Hắn nhượng bộ. Mặc dù, Lục Băng tự cho mình một mình đấu Diệp Thần cũng có thể thắng, có thể, Diệp Thần quỷ dị, đều đã trong lòng, lưu lại bóng mờ. Vẫn là lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất cho thỏa đáng. Lý Thiên Tuyệt hung hăng cười một tiếng nói, tại hạ, cũng đang có ý đó. Trong chốc lát, toàn bộ Long Môn đảo đại điện oanh động à. Hai đại tuyệt thế yêu nghiệt liên thủ chiến Diệp Thần. Cái này Diệp Thần coi như là thần, cũng chỉ có thể ôm hận chết chứ. Nam Tiêu Phong Thanh cũng là thở dài, đối với Nam Tiêu Ly nói, con gái, ta thừa nhận Diệp Thần Thiên Phú không có ở đây Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng dưới, thậm chí, còn muốn vượt qua bọn họ. Có thể, bây giờ còn chưa phải là phải chết. Tại sao sẽ như vậy? Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì hắn tính cách, quá có thể trêu chọc người. Hơn nữa, trêu chọc đều là như vậy thiên tài, nếu không, như thế nào sẽ đi tới ngày hôm nay bước này? Đây cũng là tại sao, ban đầu, là cha phản đối ngươi và Diệp Thần chung một chỗ nguyên nhân. Nam Tiêu Ly thần sắc lạnh như băng nhìn Nam Tiêu Phong Thanh một mắt, muốn phải phản bác, muốn đối với phụ thân hô to, cho dù Diệp Thần đối mặt cái này hai người chấn động tùng yêu nghiệt, giống vậy, có thể chiến thắng, kiêu ngạo đi xuống. Có thể, nàng không làm được. Lý trí của nàng nói cho nàng, cái này là không thể nào. Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt đều là vạn cổ kỳ tài, đồng bối tồn tại, có thể chiến thắng một, cũng đã là nghịch thiên kinh sợ, lấy một chọi hai. Thật là, không cách nào tưởng tượng. Liền vào giờ khắc này, ba người, đồng thời động. Diệp Thần trong mắt thần quang bạo tránh, sáu đạo nguyên phù, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể vân. Vân, tất cả đều thi triển đến trình độ cao nhất. Mà Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng, toàn lực bùng nổ dưới lại là uy thế kinh thiên. Lý Thiên Tuyệt sau lưng nổi lên một đạo thánh nhân hư ảnh, quanh thân hoang cổ hơi thở tràn ngập, cả người đắm chìm trong một phiến vàng rực bên trong, một đôi mắt tràn đầy bể râu, tựa như có thể xuyên thủng cổ kim. Một khắc sau, hắn giơ tay lên một chỉ mình ấn đường, thánh nhân hư ảnh liền biến thành một đạo kim quang, dung nhập vào Lý Thiên Tuyệt ấn đường bên trong, nơi mi tâm của hắn nhiều hơn một cái dấu vết, mà hơi thở lại là bắt đầu bành trướng lên. Tựa hồ theo trước hư ảnh không có vào ấn đường, Lý Thiên Tuyệt thái cổ thị huyết mạch, hoàn toàn bị kích hoạt. Thời khắc này Lý Thiên Tuyệt, không buồn không vui, giống như lấy vạn vật là cỏ chó đại thần. Trong đại điện mọi người thấy Lý Thiên Tuyệt, trong lòng đều là không nhịn được lộp bộp một tí, bộc phát muốn quỳ lạy. Tựa như đối với Lý Thiên Tuyệt có một loại phát ra từ xương tủy chỗ sâu sùng kính vậy. Lý Thiên Tuyệt cổ tay lộn một cái, một chuôi phong cách cổ xưa trường kiếm màu vàng liền rơi vào trong lòng bàn tay, một khắc sau. Trường kiếm run lên, liền đối với Diệp Thần chém ra một đạo kiếm quang.
Kiếm quang này vừa ra, chính là biến ảo thành trận, đem đúng phiến thiên địa cũng bao phủ hắn hạ. Lý Thiên Tuyệt thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở kiếm này trận bên trên, nhàn nhạt nói, dưới thánh nhân đều là cỏ chó, chết. Một khắc sau, kiếm kia trận run lên, liền bạo phát ra vô cùng kiếm ý, thành ý hướng Diệp Thần trấn áp xuống. Bên kia, Lục Băng cũng là quanh thân khí lạnh đại thịnh, một cặp tròng mắt biến thành băng trắng vẻ, nơi buồng tim, bạo phát ra một hồi màu bạc trắng sắc bén, mỗi một lần nhảy lên cũng vang lên một cái đại lộ âm, âm sắc như gió tuyết, đông thiên địa. Lục Băng trong tay giống vậy nhiều hơn một thanh kiếm, chính là ngày đó hắn ở Nam Tiêu Thiên Điện thừa kế chuôi này quy luật thần khí, băng vân thần kiếm. Giờ phút này, Lục Băng cả người quanh thân cuồn cuộn vô tận khí lạnh, thân thể đều đã băng xương hóa, ngực ánh sáng bạc khỏi bệnh phát sáng lên. Nháy mắt tức thì, Lục Băng cả người biến mất, thân thể hoàn toàn sáp nhập vào quanh thân trong gió tuyết, biến thành một hồi hàn xương, một cổ vô cùng lạnh nhạt ý chí ở mảnh thiên địa này gian phun trào. Vô tận gió tuyết tựa hồ buộc vòng quanh một đạo hình người hư ảnh, tựa như băng xương thần, đang chúa tể hết thảy các thứ này vậy. Nhưng, cái này gió lớn bão tuyết chỉ xuất hiện chốc lát liền lần nữa tiêu tán. Tại sao? Bởi vì, bất luận là gió tuyết, vẫn là vậy lao ánh sáng bạc, hay hoặc là Lục Băng thân thể cũng hoàn toàn dung nhập vào chuôi này băng vân thần kiếm bên trong. Giờ phút này, cái này băng vân thần kiếm, sắc bén bạo tránh. Hóa thành một phiến tràn đầy vô tận sát cơ băng xương vân khí, hướng Diệp Thần cuốn tới. Trong đại điện mọi người đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Bất luận là cái này thánh nhân hiển hóa giống vậy kiếm trận chấn áp, vẫn là vậy đem băng thiên tuyết địa ngay cả động tự thân hoàn toàn dung nhập vào thần kiếm bên trong băng vân nhất kích, đều có thể dùng thủ pháp hết sức cao minh tới hình dạng à. Kinh khủng uy năng, cách truyền ảnh tinh đều đủ để cho đám người run rẩy. Và Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt thủ đoạn so sánh, Lâm Hùng mới vừa vậy kinh nghiệm vô cùng thập ác tuyệt kỹ, thật giống như vậy chuyện như vậy. Mà Diệp Thần coi như có thể không bị thương tiếp Lâm Hùng thập ác tuyệt kỹ, đối mặt Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt ngón này khủng bố đại chiêu, vậy tuyệt đối không thể có thể sống sót chứ. Lâm Hùng cũng có chút xem ngu, hắn là thập đại ác nhân truyền nhân, tự nhận là tập hợp thập ác tuyệt kỹ cùng một thân hắn, đã lấy được thiên hạ đứng đầu võ đạo, có thể bây giờ thấy Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt ra tay, mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng à. Hắn cho dù thủ đoạn dốc hết, đối mặt cái này hai đại tuyệt chiêu, cũng chỉ có chờ chết phân. Giờ phút này, Diệp Thần trong mắt thần mang bạo tránh, trừ sóc lão, huyền hàn ngọc lực lượng, hết thảy cũng thi triển đến trình độ cao nhất, một kiếm bão tố ra. Lạnh thấu xương kiếm mang, ngay tức thì kích động, cùng vậy băng vân kiếm quang, màu vàng kiếm trận, đụng vào một nơi. Trong chốc lát, phảng phất mất đi toàn bộ hệ mặt trời trình độ cao nhất hạch bạo. Thế giới hủy diệt giống vậy khí tức kinh khủng, chập chờn ra. Liền liền Long Môn đảo đại điện truyền ảnh tinh đều là ở nơi này chập chờn bên trong một hồi mơ hồ. Một đóa mây hình nấm từ trong rừng trúc dâng lên, mãnh liệt năng lượng ở giữa trời đất dâng trào. Giờ phút này, trong bí cảnh, vô số đôi loài người, tựa như người, không thuộc về mình ánh mắt cũng hướng vậy mây hình nấm nhìn, có sợ hãi, có tò mò, có khinh thường, có bất ngờ. Mỗi người chớp động bất đồng thần quang. Xích Linh Lung ba phụ nữ đã sớm lui đến chỗ cực xa, nhìn vậy mây hình nấm, trong mắt cũng run rẩy. Cái này đã sớm không phải các nàng có thể nhúng tay chiến đấu. Rất nhanh, vậy mây hình nấm tiêu tán, chỉ gặp ba cái bóng người đứng yên không trung. Long Môn đảo trong đại điện đám người tất cả giật mình. Diệp Thần lại không có chết. Như vậy nghịch thiên sợ hãi nhất kích đều bị Diệp Thần đỡ được. Bất quá, Diệp Thần cũng là khẽ nhíu mày, có chút không ngờ. Cái này Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt thực lực ngược lại không tệ, hai người liên thủ cơ hồ có thể so với mình cực hạn. Cho dù là hắn đỡ được một kích này, trên mình vậy nhiều ít đeo liền một ít thương thế, đầu vai chỗ vết thương, máu tươi chảy ròng, nhưng, ở đó nghịch thiên sinh mệnh lực dưới tác dụng, rất nhanh liền khép lại. Có thể, một màn này lại bị Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt bắt được. Hai người đều là nhìn nhau một cái, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Rất nhanh, hai người liền lần nữa toàn lực hướng Diệp Thần, công kích tới. Trong chốc lát, ba người chiến ở một nơi, có thể nói là trời long đất lở, mây hình nấm không ngừng dâng lên, cơ hồ phải đem cái này một phương thiên địa, trực tiếp mất đi. Trong đại điện tất cả mọi người đã thấy đờ ra à. Cái này còn là trẻ tuổi đồng lứa chiến đấu sao? Rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng tự thẹn không bằng ngà.
Đặc biệt là Diệp Thần. Lấy một chọi hai lại còn có thể kiên trì ở. Thật là có thể nói thần thoại à. Trước, những cái kia châm chọc Diệp Thần Trang, ngu xuẩn, bị Lâm Hung nghiền ép, thậm chí cho rằng Diệp Thần là phế vật người, đều đã hoàn toàn trợn tròn mắt, mặt cũng bị đánh nát. Bọn họ hiện tại, nhìn người chung quanh thỉnh thoảng đối với mình quăng tới tràn đầy châm biếm ánh mắt, hận không được trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào à. Ở nơi này là cái gì phế vật, một luận võ đạo thiên tư, thậm chí so Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt còn muốn nghịch thiên rất nhiều hơn chứ. Đầu tiên, Diệp Thần lấy một chọi hai, thứ nhì, Diệp Thần tuổi tác, so hai người nhưng mà còn nhỏ được hơn à. Nói thật, võ giả thế giới, Diệp Thần tuổi tác quá nhỏ. Cái này, mới thật sự là yêu nghiệt à. Lâm Hung đã hoàn toàn thất thần, thời khắc này hắn bụi văng đầy người, nhưng ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như một cái thằng hề. Đùa bỡn khỉ, đánh vô ích. Diệp Thần hôm nay lộ ra thực lực có thể còn ăn hiếp hắn à. Rõ ràng, là mình bị Diệp Thần làm thương xử, còn ở dương dương đắc ý. Phỏng đoán hiện tại hắn đã hoàn toàn thành chê cửa chứ. Có thể, giờ phút này, trong đại điện Hà Tiêu nhưng là nhẹ thở dài một cái nói, Diệp Thần thiên phú tuy tốt, đáng tiếc, vận khí quá kém. Trong đại điện võ giả nghe vậy, cũng là có chút tiếc rẻ nói, không sai, mặc dù, Diệp Thần hiện tại chặn lại Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng, có thể, rõ ràng ở vào hạ phong. Đúng vậy, thiên phú khá hơn nữa, có ích lợi gì, vẫn là phải chết ở chỗ này. Đáng tiếc, muốn trách, thì trách hắn thích kết thù. Đồng thời trêu chọc hai cái cực kỳ yêu nghiệt, coi như ngươi là thần, vậy được chết. Bắc Lăng Thịnh, Nam Tiêu Ly các người nghe vậy, đều là không khỏi thật chặt nắm chặt nổi lên hai quả đấm. Chỉ gặp, truyền ảnh tinh bên trong, Diệp Thần tình huống cũng không được tốt lắm. Ở Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng võ đạo không giữ lại chút nào oanh tạc dưới, Diệp Thần cả người đã là một phiến máu tươi, thậm chí, trên ngực còn cắm vài gốc cực hàn băng tinh. Nếu không phải có một đạo vàng bạc ngọn lửa lượn lờ ở đó bông tuyết chung quanh, đem vậy bông tuyết hóa giải nói, sợ rằng, hiện tại Diệp Thần đã sớm hóa là một cái hàn băng. Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng, trong mắt đều là hiện lên hưng phấn, kích động ánh sáng. Nói thật, Diệp Thần mạnh mẽ xa xa ngoài bọn họ ý liệu, nếu như bọn họ hành động theo cảm tình và Diệp Thần một mình đấu mà nói, nhất định sẽ bị Diệp Thần từng cái kích phá, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Cũng may, bọn họ cẩn thận, cứu bọn họ. Hai người đều là vô cùng là vui mừng, đồng thời, vậy bộc phát kiên định tiêu diệt Diệp Thần quyết tâm. Nếu không, ai biết, lần này không có giết Diệp Thần, sau đó, hắn sẽ trở thành vừa được cái gì bước. Nói thật, hai người kiêu ngạo giờ phút này đều đã bị Diệp Thần đánh nát. Đối mặt Diệp Thần, bọn họ thật là có điểm kiêu ngạo không đứng lên. Cho dù thân là cửu nhân, bọn họ vậy phát ra từ nội tâm cảm thấy, tên này quá biến thái. Lại là một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần trực tiếp bị Lý Thiên Tuyệt kiếm trận oanh đến trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Giờ phút này, Diệp Thần nằm ở hố sâu bên trong, khẽ cau mày. Hơi thở có chút nhốn nha nhốn nháo. Lý Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên, nạt nhỏ, Lục huynh, đừng ở nương tay, thằng nhóc này hiện tại bị thương, là đánh chết hắn nhất thời cơ tốt, người ta cùng nhau thi triển chân chính lá bài tẩy, như thế nào? Hắn không phải người ngu, nếu như lại cho Diệp Thần khôi phục cơ hội, Diệp Thần nhưng mà có thể chạy trốn. Trước mắt tuyệt sát cơ hội, thoáng một cái đã qua à. Lục Băng hiển nhiên cùng Lý Thiên Tuyệt một cái ý nghĩ. Lập tức đáp ứng nói, được. Nháy mắt tức thì, Lý Thiên Tuyệt cả người kim quang hào phóng, hoang cổ hơi thở đậm đà đến gần như thực chất hóa bước, vô số đạo cổ xưa thánh nhân hư ảnh ở sau lưng nhanh chóng thoáng hiện. Mà Lục Băng, cũng là nơi ngực ánh sáng bạc bạo tránh, trong gió tuyết ngưng tụ ra một cái tuyết nữ hư ảnh, giờ phút này, tuyết nữ đôi mắt bên trong, chảy ra hai hàng máu nước mắt, miễn cưỡng đem tim mình đào lên, vậy tim nhìn như giống như là một khối thuần khiết không tì vết băng ngọc. Cái này băng ngọc xuất hiện ngay tức thì, liền không gian đều tựa như muốn bị đông cứng. Một khắc sau, Lý Thiên Tuyệt trong mắt ý định giết người bạo tránh, điên cuồng hét lên, vạn cổ thánh nhân sắp ta thân. Chém! Lục Băng cũng là trầm giọng quát lên, băng thần chi tâm, hàn thiên thần kiếm, diệt thế. Một đạo kim sắc, một đạo màu bạc, hai đạo cực kỳ kiếm quang, giống như vàng bạc đôi long nhất vậy, từ trên trời hạ xuống, uy thế nghịch thiên. Long môn đảo trong đại điện đám người, lần nữa sợ hãi, con người đều phải đụng tới.
Cái này Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng vẫn còn có hậu thủ. Quang là xuyên thấu qua truyền ảnh tinh, nhìn vậy không đoạn văng tung tóe không gian, bọn họ cũng có thể cảm thụ ra hai người một kích này khủng bố uy thế. Cái này liên thủ nhất kích, là thật không cho Diệp Thần đường sống à. Mà khi ánh mắt của bọn họ chuyển hướng Diệp Thần lúc đó, lại là không khỏi được mặt mũi đờ đẫn, đầu có chút ngừng vận chuyển. Diệp Thần đang làm gì vậy? Chỉ gặp, vậy nằm ở hố sâu bên trong Diệp Thần, giờ phút này lại là chậm rãi bỏ dậy, chậm rãi, thậm chí còn vỗ vỗ trên y phục đất, thật là giống như ở nghỉ dưỡng như nhau à. Tất cả mọi người đều ngu. Thần kinh lớn cái cũng phải có cái hạn độ chứ. Không biết đối mặt mình là cái gì không? Vẫn còn ở nơi này không lo lắng không lo lắng. Không biết sống chết. Bắc Lăng Thịnh các người lại là cấp được đều phải hộc máu, mặc dù bọn họ biết Diệp Thần nghe không gặp, hay là từ chỗ ngồi đứng lên, hô lớn, Diệp Thần. Né tránh à? Phòng ngự, mau phòng ngự. Làm ra phản ứng à? Diệp Thần. Có thể, Diệp Thần như cũ thở ơ, một bộ khoan thai chậm rãi hình dáng. Bắc Lăng Thịnh các người thấy một màn này, tim chìm. Diệp Thần đây là buông tha chống cự sao? Liền Thần Uyên chi chủ đều là cao mày, thằng nhóc này quá khinh thường. Như vậy nhưng mà có thể lật thuyền trong mương à? Mà Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng chính là đại hỷ. Diệp Thần càng buông lỏng, bọn họ càng vui vẻ à? Lấy Diệp Thần trạng thái bây giờ, căn bản không có thể ngăn cản hai người liên thủ một kích này, lập tức thì phải chết không có chỗ chôn chứ. Xích Linh Lung ba phụ nữ cũng gấp, nhưng mà gấp đi nữa cũng vô dụng, các nàng liền đến gần chiến trường tư cách cũng không có. Ngay tại lúc này, Diệp Thần rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời bên trong, rơi xuống vàng bạc song long, cả người hơi thở rốt cuộc bắt đầu phun trào. Có thể Bắc Lăng Thịnh đám người trong mắt đều là phai nhạt xuống, Diệp Thần bây giờ muốn động thủ. Trễ, tốt nhất cơ hội, đã bỏ lỡ à? Có thể, giờ phút này, trong rừng trúc Diệp Thần, chẳng những không có chút nào lo lắng nóng nảy, ngược lại khóe miệng còn dương lên một nụ cười. Lau một cái, quỷ dị cười. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy từ trên trời giáng xuống vàng bạc sắc song long, nhàn nhạt nói, xem ra, trò chơi tới nơi này thì phải kết thúc sao? Thật là có chút, chưa hết hứng à? Hắn thật lâu không có thống khoái đánh một trận, nói thật, mới vừa rồi mặc dù bị áp chế một ít, nhưng chiến được vẫn đủ thoải mái. Đáng tiếc, thì phải đến đây chấm dứt. Một khắc sau, Diệp Thần trong tay sát kiếm, bỗng nhiên biến mất. Đám người thấy vậy, lại là sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần kiếm đâu? Chẳng lẽ, đối mặt kinh khủng này nhất kích, rốt cuộc nhận mệnh, chờ chết? Nghĩ tới đây, bọn họ gật đầu một cái, Diệp Thần cách làm cũng bình thường. Dù sao, đều là chết, cần gì phải dẫy dụa nữa, để cho mình chết được càng khó hơn xem. Còn không bằng, thản nhiên một chút. Lý Thiên Tuyệt cùng Lục Băng cũng là cười, sảng khoái cười. Bọn họ cùng Long Môn Đảo trong đại điện đám người ý tưởng giống nhau. Ở bọn họ trước mắt, cơ hồ đã hiện lên Diệp Thần bị nghiền nát một màn. Ngươi thiên phú là so chúng ta tốt, thì thế nào? Không hiểu được làm người, chỉ sẽ cuồng, không chết ngươi, chết ai? Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần trong tay nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái màu đen xoắn ốc vậy quang cầu. Nguyên bổn đã rơi vào tuyệt vọng Bắc Lăng Thịnh các người, thấy một màn này đều là trước mắt sáng lên. Bọn họ nhớ, ngày đó, Diệp Thần phá Đông Hoàng Trung, dùng chính là cái này màu đen xoắn ốc à. Trong chốc lát, máu của bọn họ sôi trào. Diệp Thần còn không có buông tha. Thậm chí còn có lật bàn hy vọng. Diệp Thần nhìn một cái trong tay màu đen xoắn ốc, ánh mắt nhỏ tránh, cái này Huyền Linh Châu biến thành xoắn ốc, ngược lại là và vậy nổi tiếng thái cổ một chiêu, có chút tương tự, chẳng qua là màu đen. Diệp Thần nhàn nhạt nói, vậy, liền đem một chiêu này đặt tên là Huyền Linh phá đi. Một khắc sau, Diệp Thần trong mắt, ý định giết người bạo tránh, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, cùng với vậy bổ toàn là thật đang truyền thừa bách tà thể, ngay tức thì, kích thích đến trình độ cao nhất. Sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng cũng là cuồng trào ra. Thậm chí tiểu hắc và đạo linh lửa nhan tuyền nhi lực lượng cũng là bùng nổ. Không chỉ như vậy, Hoàng lão vậy yên lặng mộ bia, đột nhiên tránh tốc ra một đạo ánh sáng. Một chút huyền diệu lực lượng lao ra luân hồi mộ địa, hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Hoàng lão hiển nhiên cũng là sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, lại cống hiến một phần chia lực lượng.
có thể đừng xem nhẹ cái này một phần chia lực lượng, đây chính là thế gian cấm kỵ lực lượng à. Trong chốc lát, Đỗ Băng cùng Lý Thiên Tuyệt đều là con ngươi co rúm một cái, cảm nhận được Diệp Thần thời khắc này hơi thở, bọn họ mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Có thể hiện tại, hết thảy cũng đã quá muộn. Diệp Thần tại sao như vậy dè dà mới ra tay? Thật làm hắn ở chụp đất, đang chơi đâu? Vì chính là không cho Đỗ Băng cùng Lý Thiên Tuyệt thu chiêu, chạy trốn chỗ trông à. Diệp Thần trong cơ thể linh khí ấp úng, giống như sơn hà dâng trào, cự long kinh trời, hắn trầm giọng quát lên, huyền linh phá. Chữ chữ, như trời âm. Trong chớp mắt, Diệp Thần tung người lên, cả người giống như hình người đạn hỏa tiễn vậy, lấy trình độ cao nhất tốc độ, hướng vậy vàng bạc song long kiếm quang bay xông lên đi. Trong đại điện đám người, lại là sửng sốt một chút. Diệp Thần đây không phải là muốn chết sao? Chủ động tiến lên đón Đỗ Băng cùng Lý Thiên Tuyệt liên thủ nhất kích, tăng tốc độ tử vong. Thậm chí, liền Hà Tiêu, Lý Thiên Hâm đều là lắc đầu một cái, Diệp Thần một chiêu này tựa hồ rất mạnh, có thể, lấy bọn họ nhãn lực nhìn ra được, một chiêu này Diệp Thần vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay. Có lẽ, Diệp Thần là liều chết đánh một trận đi, nhưng ở bọn họ xem ra, chết sẽ là Diệp Thần. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Diệp Thần đã xuất hiện ở vậy vàng bạc sắc kiếm quang trước, một khắc sau, hồn thể đổi thành, huyền thể hóa linh thần thông, đồng thời thi triển, cuồn cuộn hồn lực, thân sắc lực, hoàn toàn chuyển hóa thành thái nhất linh khí, rồi sau đó, bơm vào. Điên cuồng bơm vào đến trong tay huyền linh châu bên trong. Nguyên bản, có chút không yên, không phục tòng Diệp Thần khống chế huyền linh châu, ngay tức thì ổn định lại. Đen nhánh kia sắc, huyền như hắc động vậy ánh sáng vòng xoáy. Ngay tức thì hướng vậy vàng bạc song long nện xuống. Nháy mắt tức thì, thiên địa định cách, vạn vật ngừng. Từng cơn vàng bạc sắc quang vũ, từ không tế tự nhiên xuống, một màn này, tuyệt đẹp. Có thể, Long Môn đảo trong đại điện, lại không có bất kỳ một người nào, có tâm tình thưởng thức cái này tuyệt đẹp một màn à. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, lại khiếp sợ. Suy nghĩ nổ tung, con người cuồng đột, hô hấp dừng lại. Tim lại nữa nhảy lên. Thậm chí một số võ giả bởi vì quá rung động, óc không chịu nổi kích thích, ngã trên đất. Vì sao? Bởi vì, vậy vàng bạc sắc quang vũ chính là bể tan tành vàng bạc kiếm quang huyễn hóa thành à. Đỗ Băng, Lý Thiên Tuyệt, cái này hai cái tuyệt thế thiên tài liên thủ nhất kích, đủ để dung chuyển thành hết thảy chí cường song kiếm, lại là bị Diệp Thần trong tay vậy tầm thường màu đen xoắn ốc, trực tiếp đánh thành nghiền. Một màn này, thật là có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật, đem người đời tâm thần cũng chấn vỡ tác phẩm nghệ thuật. Phốc, Đỗ Băng cùng Lý Thiên Tuyệt đồng thời phun ra một máu tươi, bọn họ nhìn vậy tiếp tục hướng mình hai người vò tới Diệp Thần, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mặt mũi cũng hoàn toàn vặn vẹo. Làm sao có thể? Cảm nhận được màu đen kia xoắn ốc bên trong, tản ra trình độ cao nhất nguy hiểm hơi thở, hai người đều phải điên rồi à? Mặt mũi không ngừng vặn vẹo. Đỏ bừng một phiến, đôi mắt ứ máu, lại cũng không cách nào giữ ổn định, mất lý trí, cuồng loạn thét to, ngươi. Rõ ràng bị áp chế à, rõ ràng, cũng sắp chết à, hết thảy các thứ này, nhất định là ảo giác, Diệp Thần, ngươi không thể nào lật bàn. Không sai, là ảo giác, chúng ta hai người liên thủ, có thể địch thiên nhân vực hết thảy yêu nghiệt, bằng ngươi, như thế nào có thể dây phá chúng ta nhất kích. Ngươi thật coi mình là thần sao? Có thể. Trả lời bọn họ chỉ có vậy không đoạn ở con ngươi bên trong phóng đại màu đen xoắn ốc. Một khắc sau, thân thể bị khuấy bể thống khổ, cuộn sạch thần hồn hắc ám, như nước thủy triều vậy đem bọn họ ý thức, hoàn toàn chìm ngập. Đồng thời, còn có Diệp Thần vậy thanh âm đạm mạc, vang vọng ở bên tai. Ừ, có lẽ, ta chính là thần đâu. Ta liền nho tổ cũng dám là địch, các ngươi lại coi là cái gì? Long Môn đảo đại điện, tĩnh mịch. Nhìn Diệp Thần thi triển huyền linh phá, đem Lục Băng cùng Lý Thiên Tuyệt thân thể khuấy thành một hồi xương máu, liền thần hồn cũng không có bỏ qua một màn, hoàn toàn không cách nào suy tư. Bất kỳ hình dung từ đều không cách nào hình dạng bọn họ giờ phút này nội tâm cảm thụ, chỉ có thể nói, vô số nam tử sùng bái, vô số cô gái say mê. Chỉ có thần uyên chi chủ Âu Dương Hôi, cười chúm chím nhìn hình ảnh bên trong, đứng ngạo nghễ bầu trời Diệp Thần, trong mắt ánh sáng chớp động nói, trên đời thần nhân. Khi có như vậy tư thế oai hùng. Nguyên vốn còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác đạo cô Lý Thiên Hâm, giờ phút này,
cũng là cười khổ nhìn Thần Uyên chi chủ nói, chúc mừng Âu Dương huynh, tìm được như vậy anh tài. Nàng ánh mắt từ trước đến giờ cực cao, có thể, giờ phút này, nàng nhìn Diệp Thần cũng là mặt hiện vẻ rung động. Diệp Thần tư chất cho dù thả vào thái thượng thế giới, cũng là trình độ cao nhất thiên tài bên trong trình độ cao nhất thiên tài. Bất quá vì sao mới vừa rồi Diệp Thần trong miệng sẽ nói tới Nho Tổ. Nho Tổ nhưng mà cái thời đại kia thần thoại. Nếu như và Nho Tổ là địch, bây giờ Diệp Thần cố nhiên cường thế, cũng sẽ ở Nho Tổ nhất niệm bên trong chết à. Bắc Lăng Thịnh, Nam Tiêu Ly các người chính là vô tận mừng như điên. Mừng như điên đồng thời, là kiêu ngạo, là cùng có vinh yên. Mà Nam Tiêu Phong Thanh chính là tịch mịch, cúi đầu, cười khổ, không nói. Hắn cảm thấy, mình xem một chuyện tiếu lâm, nội tâm bên trong vô tận hối hận. Nếu như ban đầu, nghe theo con gái nói, để cho Diệp Thần gia nhập Nam Tiêu Thiên Điện, hôm nay, náo nhiệt chính là hắn chứ. Trong rừng trúc, Diệp Thần chậm rãi từ bầu trời rơi xuống, hắn mặt không thay đổi liếc nhìn chung quanh, đã hoàn toàn không tìm được Lâm Hung tung tích. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ngược lại là chạy được khá nhanh. Lâm Hung không chỉ là chạy, thậm chí trực tiếp chạy ra hắn thần niệm cảm ứng phạm vi. Không thể không nói, tên này chạy thoát thân có một tay. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý, Lâm Hung thực lực hắn còn không có coi vào đâu, muốn giết, tùy thời có thể giết. Đây là, Xích Linh Lung ba phụ nữ ngây ngốc đi tới, nhìn Diệp Thần tựa hồ cũng có chút không nhận biết trước mắt nam tử. Trước, Diệp Thần đối mặt Lâm Hung lúc đó, các nàng còn cảm thấy Diệp Thần thực lực không đủ, gặp nguy hiểm, khinh thường, chết muốn mặt mũi vân. Vân, hiện tại, đỏ mặt, các nàng hoàn toàn ếch ngồi đáy giếng liền à. Diệp Thần căn bản không phải lấy bọn hắn ánh mắt có thể đo đạc tồn tại. Xích Linh Lung ba phụ nữ đều là ở Diệp Thần trước mặt cúi đầu nói, Diệp Thần, thật xin lỗi, chúng ta. Yêu tộc thực lực phi tôn, kính trọng cường giả, ba người trước khi hành vi ở yêu tộc bên trong bị giết đều không coi là quá đáng, Diệp Thần coi như khoan hồng độ lượng. Bất quá, Diệp Thần cũng không có so đo ý, mỉm cười nói, tốt lắm, ta mệt mỏi, đáng tiếc cái này khu rừng trúc bị hủy, đi trước mặt trong núi rừng, nghỉ ngơi chốc lát đi. Ba phụ nữ nhìn Diệp Thần. Mắt đẹp bên trong đều là hiện lên lau một cái vẻ cảm kích. Rất nhanh, bốn người liền đi tới một phiến trong núi rừng, ngồi xuống, tu nghỉ. Diệp Thần nhìn như mây thưa gió nhẹ, trên thực tế thân thể đã mau đến cực hạn. Huyền Linh Châu mặc dù hắn có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng, chi nhiều hơn thu năng lực quá khủng bố. Khó trách lần trước dùng xong trực tiếp chết ngất. Ừ, nếu như Lâm Hung lúc ấy có dũng khí lưu lại, thật liều chết cùng một trận chiến. Kết quả còn thật khó mà nói. Giờ phút này, Lâm Hung thật là giống như thỏ bị hoảng sợ vậy, một đường chạy như điên, hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, nghĩ tới Diệp Thần khuôn mặt đều phải hít thở không thông à. Bất quá, ngay tại lúc này, Lâm Hung nhưng là đột nhiên dừng bước, thần sắc động một cái, tự lẩm bẩm, ồ, hơi thở này là cái gì? Lâm Hung xuất thân kẻ ác đảo, trời xanh đối với sát khí, tà khí, ác ý vân. Vân mặt trái năng lượng. Rất nhạy cảm, giờ phút này, hắn liền cảm giác được từng tia cái loại này mặt trái năng lượng, tựa hồ đang kêu gọi hắn. Theo bản năng, Lâm Hung liền đi theo vậy mặt trái năng lượng đi tới. Một ngày sau, Diệp Thần cũng là tu dưỡng xong, khôi phục trạng thái tột cùng, lần nữa lên đường, hắn thần niệm đảo qua, đột nhiên ở một cái hướng khác phát hiện một chút khác thường, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Xích Linh Lung ba phụ nữ có chút kỳ quái nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, thế nào? Diệp Thần nhàn nhạt nói, có người bạn tới.